Đại ca, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão khoát tay một cái, nhẹ giọng nói thôi, thôi. Người tới đây, có lẽ đã sớm định trước. Luân hồi chi chủ, người muốn đi vào huyễn đạo tôn tháp, muốn nguyên vẹn phù quỷ mẫu sao, lão phu có thể cho một mình ngươi cơ hội, nhưng đồng thời, người vậy phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Diệp thần hơi khom người, xin tiền bối minh giám. Còn lại bốn vị trưởng lão thấy vậy, rối rít có chút biến sắc, cái này huyễn đạo tôn tháp, chưa bao giờ có người ngoài giao thiệp với, cái này trước ví dụ, nếu không có tông chủ đáp ứng, quả quyết không thể nhẹ mở. Như sau này huyễn môn gặp nạn, người phải toàn lực tương trợ. Diệp thần hít sâu một hơi, nhẹ khẽ gật đầu, đồng ý. Hôm nay luân hồi trận doanh càng phát ra mạnh mẽ, muốn phải bảo vệ huyễn môn hẳn cũng không khó khăn lắm. Huyễn đạo tôn tháp, chính là huyễn môn căn cơ sở tại, không cho phép người ngoài giao thiệp với, ta có thể cho một mình ngươi cơ hội. Thứ nhất, Đinh Nguyệt Như đối người đánh giá rất cao, muốn tiến vào huyễn đạo tôn tháp, ngươi tu được khiêu chiến Tiêu Thuần Ngọc, thắng, ta liền cho ngươi một chỗ. Đại trưởng lão mở miệng nói. Danh ngạch. Diệp thần nghi ngờ nhìn về Đinh Nguyệt Như, chỉ gặp người sau cũng là một mặt mờ mịt. Thứ hai, qua một đoạn thời gian, ta huyễn môn đem mở thiên huyễn lâm thực tập, người thành tựu người ngoài, phải thân lấy một chỗ, bổn tông đệ tử nội môn trở lên, đều có thể tham dự thực tập. Đại trưởng lão một lời, còn lại bốn vị trưởng lão cũng là nhẹ khẽ gật đầu, không phản bác nữa. Thiên huyễn lâm. Đinh Nguyệt Như còn muốn nói gì, nhưng thấy đại trưởng lão như vậy không cho phép nghi ngờ hình dáng, vẫn là dừng lại ở răng môi. Dẫu sao có thể kiếm tới một chỗ, đã đạt tới mục đích, còn như Tiêu Thuần Ngọc, nàng chưa bao giờ coi ra gì. Các ngươi đi đi. Đại trưởng lão rút lui đi không thanh đường phong ấn, thấy Diệp thần cùng Đinh Nguyệt Như bóng người đi xa thẳng đến không gặp, tam trưởng lão trong mắt lóe lên khó hiểu thâm ý, cũng là mở miệng nói. Đại ca, thiên huyễn lâm thực tập, đã rất lâu không người có thể thông qua, vì cái thằng nhóc đó mở lại. Ừ, nếu như chỉ là một cái luân hồi chi chủ, không đáng giá được chúng ta mạo hiểm, cô gái nhỏ kia mặc dù nói chói tai, nhưng vậy có đạo lý, ta huyễn môn không cần phụ thuộc vào người bất kỳ, dù là thế đạo sụp đổ, vậy như cũng có thể giữ được mình. Nhưng nếu là hắn nắm giữ phù quỷ mẫu sao, chính là bất đồng, ta mặc dù như cũ không coi trọng hắn, nhưng kết một cái thiện duyên, hắn vẫn là có tư cách. Chưa bao giờ mở miệng nhị trưởng lão cũng là tán thưởng nói, còn là đại ca nghĩ chu đáo, thiên huyễn lâm, mặc hắn có khả năng thông thiên cũng không cách nào đi ra, vừa không có phất ta huyễn môn mặt mũi, cũng cho vậy tiểu tử một cái nấc thang. Huống chi, Thuần Ngọc cũng không phải ăn chay, chúng ta còn có thể động chút tay chân. Cùng lúc đó, Diệp thần chuyện đã ở huyễn môn hoàn toàn truyền tới. Bất quá bởi vì huyễn môn và tin tức của ngoại giới không hề trong suốt. Đám người đối với Diệp thần và luân hồi chi chủ cái này sáu chữ, cũng không biết nghiêm trọng tính. Mọi người nghe nói sao, Nguyệt Như tiểu sư muội mang theo một người trẻ tuổi trở về. Nghe trực tiếp đi không thanh đường nghị sự, năm vị trưởng lão vận dụng thủ đoạn nghịch thiên, che giấu thiên cơ, không người biết bọn họ nói cái gì. Không thanh đường bên kia, đã giải tán, đại trưởng lão nói, muốn không được bao lâu, liền sẽ mở thiên huyễn lâm thực tập, còn nói. Còn nói gì? Nguyệt Như sư muội mang về cái đó Diệp thần, muốn khiêu chiến Thuần Ngọc sư huynh. Một đá kích thích nghìn tầng sống, huyễn môn trên dưới, vô số đệ tử đều là nghe nói không thanh đường nghị sự, liền liền ngoại môn đệ tử đều là nói chuyện say xưa, mấy ngày sau đem mở huyễn môn thịnh thế, thiên huyễn lâm thực tập. Tiểu ngũ, nghe nói sao, có người muốn khiêu chiến Thuần Ngọc sư huynh, thiên huyễn lâm thực tập cũng đem mở. Ngoại môn trong núi rừng. Một tên thần sắc ngưng trọng thanh niên nắm chặt trong tay kiếm trúc, tiếp huy động liên tục vũ, sức lực gió yếu ớt, mơ hồ rối loạn không gian. Vậy ở người thường trong tay lại tầm thường bất quá trúc xanh, nhưng là ở trong tay hắn mơ hồ tản ra sáng bóng, tung lên hư không rung động, đáng hướng phương xa trải qua hồi lâu không tiêu tan. À, thiên huyễn lâm thực tập, cũng chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tham gia đi. Bị kêu làm tiểu ngũ nam tử cũng không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Chỉ là quay đầu lại nhìn một mắt nói chuyện thiếu nữ, coi như là đáp lại. Còn như Diệp thần khiêu chiến Tiêu Thuần Ngọc sự việc, hắn nhưng là chỉ chữ không sách. Người vậy đừng nản lòng, mặc dù huyễn đạo thần mạch không cách nào mở, nhưng tiểu ngũ ngươi thiên phú tu luyện, không kém gì người bất kỳ, cho dù là Thuần Ngọc sư huynh hắn.
thiếu nữ mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là bị Tiểu Ngũ ngăn lại. Những lời này sau này không nên nói, ta sanh ở huyễn môn, không cách nào mở huyễn đạo thần mạch, vốn là phụ lòng trong môn tiền bối yêu thích, còn như thiên huyễn lâm. Ta không xứng. Tiểu Ngũ tự giễu cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một chút sâu đậm không cam lòng. Nghe Nguyệt Như sư tỷ mang về cái đó Diệp Thần, cũng sẽ không ảo thuật, còn bị đại trưởng lão tiếp gặp, nghe nói thiên huyễn lâm thực tập, đều là vì hắn đặc biệt mở ra đâu. Thiếu nữ chớp chớp mắt to, tràn đầy ước mơ, nghe nói ít ngày nữa liền muốn khiêu chiến Tiêu sư huynh, nghe nói hắn còn ở cổ huyền bí cảnh bên trong, đã cứu Nguyệt Như sư tỷ mệnh. Liền Nguyệt Như sư tỷ cũng không giải quyết được tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại thấy người này chiến lực phi phàm, Tiểu Ngũ, người khỏe sinh tu luyện, như nhau có thể vượt hẳn mọi người. Nghe vậy, Tiểu Ngũ trong mắt lóe lên một chút tinh mang, thật sao? Ở huyễn môn, con đường này đi được thông sao? Thiếu nữ cùng gật đầu, vậy Diệp Thần thực lực rất là liền được, nói không chừng liền Tiêu sư huynh cũng không phải là đối thủ. Tiểu Ngũ nghe vậy cười một tiếng, mới vừa muốn mở miệng nói gì, hắn lưng sau lại truyền tới sâu kín lạnh giọng. À, ngươi nói ta không đánh lại hắn. Tiêu Thuần Ngọc thân hình dần dần đi tới, đi ngang qua con đường nơi này hắn, lúc ngẫu nhiên nghe có người đang bàn luận mình. Tiêu, Thuần Ngọc sư huynh tốt. Thiếu nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Thuần Ngọc. Tiêu sư huynh, mạt mạt tuyệt không có ý này, chỉ là trong môn lần đầu tới người ngoài, ta chờ thực lực nhỏ, thuở nhỏ chưa từng cách tông, rất là tò mò liền chút, tuyệt không xúc phạm ý. Ta... Tiểu Ngũ còn muốn giải thích chút gì, nhưng chỉ gặp Tiêu Thuần Ngọc giận quát một tiếng, om sòm. Chợt một trường liền là đối Tiểu Ngũ đánh tới. Suy, hư không vặn vẹo, nơi này cảnh tượng biến đổi, phảng phất là địa ngục. Đồng thời hai đạo ngọn lửa đen hóa thành hắc viêm rồng thần hướng về phía Tiểu Ngũ bay đi. Tiểu Ngũ vội vàng gian đành phải nhắc tới trong tay kiếm trúc ngăn cản, vốn định phá vỡ ảo cảnh, nhưng phát hiện căn bản không phải. Vậy giòn như giấy mỏng trúc phong ngay tức thì bị biến dạng. Cái gì? Tiểu Ngũ dưới tình thế cấp bách, lập tức chính là hướng bên cạnh né tránh đi, nhưng không nghĩ, hai đầu hắc long lại là trực tiếp từ trong thân thể hắn sâu thấu đi, đem cơ thể trực tiếp đánh thủng. Ho! Một tiếng kêu đau vang lên, Tiểu Ngũ thân hình đã bay ngược, trên đất lăn ra khỏi mấy trăm trượng xa phương mới dừng lại. Phốc thông! Tiểu Ngũ té ngã trên đất, máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra. Nhiễm đỏ trên đất đất bùn. Tiêu sư huynh bớt giận, ta huynh muội hai người biết sai rồi. Tiểu Ngũ vùng vẫy đứng dậy, bò lổm ngổm trên đất, trầm giọng nói. Mạt mạt lưu lại ở Tiểu Ngũ bên người, sợ choáng váng mắt, nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy Tiêu Thuần Ngọc. Thuần Ngọc sư huynh, tứ trưởng lão để cho ngài mau trở về Linh Cứu Đỉnh, có chuyện quan trọng thương lượng. Trên hư không, một tên trẻ tuổi nam tử ngồi gió tới. Mang Tiêu trưởng lão nhắn lời, Tiêu Thuần Ngọc nghe tiếng, nhướng mày một cái, chỉ là liếc mắt một cái quỷ dưới đất huynh muội hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu Ngũ, ngươi không có sao chứ? Đợi đến Tiêu Thuần Ngọc thân hình biến mất không gặp, một bên mạt mạt đứng dậy, không nói lời gì ôm chặt Tiểu Ngũ, tâm trạng khá là kích động. Ngừng ngừng ngừng, ta vẫn khỏe, ngươi lại dùng điểm sức lực, liền đem ta bóp chết. Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói. Ồ, ngươi không bị thương, vết thương lại, đã khỏi rồi, Tiểu Ngũ vội vàng làm một chớ có lên tiếng động tác tay. Không yếu thế, chúng ta còn có nếm mùi đau khổ, Tiêu Thuần Ngọc vậy không muốn hạ sát thủ. Bất quá, rốt cuộc là ai, có thể nhiễu loạn hắn đạo tâm. Tiểu Ngũ trước mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, mạt mạt, ngươi nói thế nào cái gì Diệp Thần, muốn khiêu chiến Tiêu Thuần Ngọc. Lúc nào? Mạt mạt gãi đầu một cái, hẳn ở nơi này hai ngày đi, chiến thiếp là các trưởng lão đáp ứng, đến lúc đó hẳn biết chấp thuận đệ tử trong môn học hỏi. Đi! Tiểu Ngũ kéo mạt mạt, xoay người liền hướng Huyễn Tiên Đài đi về phía, chúng ta đi trước chiếm cái khá một chút vị trí, ta muốn xem cuộc chiến. Ta dự cảm ta sẽ bởi vì trận chiến này mà có thay đổi. Sau một nén nhang, Linh Cữu trên đỉnh núi. Thuần Ngọc, người cùng hắn đã giao thủ. Huyễn môn tứ trưởng lão khẽ vuốt trong tay xích ngọc, nhẹ giọng hỏi nói. Ra ra, cái thằng nhóc đó có chút đạo hạnh, bất quá tu vi quá yếu, ta lại có huyễn môn địa mạch gia trì, cũng có thể bắt hắn lại. Tiêu Thuần Ngọc nhướng mày một cái, chợt lại là giãn ra, tựa hồ ở trở về chỗ lúc trước từng cùng Diệp Thần tranh đấu.
Buồn cười, người có thể không biết ngoại giới một ít tin tức, luân hồi chi chủ mạnh mẽ, nhưng mà cực kỳ kinh khủng. Bất quá, luân hồi chi chủ cường đại là thực tế võ đạo, ở huyễn môn ngược lại không nhất định được thông. Còn nữa, Đinh Nguyệt Như thân phận, chính là trong môn cực kỳ bí mật, nếu không tông chủ cũng sẽ không như vậy đối nàng, người nguyện làm nàng người theo đuổi, đến khi thức tỉnh, tương lai phi thăng không không lúc nào không nhất định có ngươi một chỗ ngồi. Còn như cái đó Diệp Thần, huyễn môn bên trong, tuyệt không thể do hắn cản rỡ. Tứ trưởng lão tròng mắt đông lại một cái, trong tay xích ngọc lóe lên ánh sáng rực rỡ, không vào Tiêu Thuần Ngọc ấn đường bên trong, ra ra, đây là cực kỳ cảm ngộ, ta sẽ từ trong hòa giải, đem huyễn tiên đài đấu võ định vào hai ngày sau, tranh thủ trước lúc này, có đột phá, không cho sơ thất. Còn nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ vận dụng huyễn môn trận pháp, cường hóa ngươi lực lượng và ảo thuật, còn như vậy tiểu tử, sợ rằng thực lực còn phải suy yếu mấy phần, chỉ có như vậy mới phần thắng lớn một chút. Tứ trưởng lão dặn dò. Thuần Ngọc, định không phụ nơi nhờ. Tiêu Thuần Ngọc gật đầu, hướng linh cữu đỉnh cấm địa chậm rãi đi tới. Hắn tuy không biết luân hồi chi chủ cái này bốn chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối với một cái thiên huyền cảnh tầng thứ 6 gia hỏa, trưởng lão còn muốn dùng cái loại này bị ổi thủ đoạn. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật có lai lịch lớn? Một ngày sau, Diệp Thần bên này, hắn tự nhiên không biết cuốn vào loại nào đó gió bão. Thời khắc này hắn, bất quá đang suy tư như thế nào hoàn chỉnh nắm giữ phù quỷ mẫu sao. Từ và mấy vị trưởng lão trao đổi tới xem, phù quỷ mẫu sao còn dư lại bộ phận xác thực và huyễn môn có liên quan. Nhưng hoặc giả là dính dấp đến thiên cơ, bọn họ cũng không có qua nhiều lời nói. Bất quá Diệp Thần mơ hồ suy đoán, phỏng đoán và vậy huyễn đạo tôn tháp có chút quan hệ. Diệp Thần, Thiên Huyễn Lâm thực tập, người muốn cẩn thận. Ninh Nguyệt Như thu xếp ổn thỏa Diệp Thần, cũng là dùng mọi cách dặn dò. Người cứ như vậy yên tâm, ta có thể chắc thắng Tiêu Thuần Ngọc. Diệp Thần cười một tiếng, con bé này, ngược lại là chưa bao giờ đem vậy ước chiến để ở trong lòng. Các ngươi ngày trước giao thủ ta nhìn, chỉ bằng Tiêu Thuần Ngọc thủ đoạn, mặc dù không tục, nhưng hẳn xa không phải đối thủ của ngươi, chân chính muốn cẩn thận, là Thiên Huyễn Lâm thực tập. Cái đó cái gọi là Thiên Huyễn Lâm thực tập, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần hỏi, có thể để cho Đinh Nguyệt Như đều là như vậy dặn đi dặn lại, dự đoán cùng ảo tưởng thoát không ra liên quan. Đó là ngàn huyễn rừng rậm bên trong thực tập, nguyên bản mỗi một năm chỉ có 3 ngày mở, còn lại thời gian cũng thuộc về khép kín trạng thái, 10 phần hung hiểm, mọi người vì có thể có tư cách tiến vào huyễn đạo tôn tháp tu tập, mỗi năm đều có không thiếu đệ tử chết tại Thiên Huyễn Lâm thực tập bên trong. Có thể từ ngàn năm trước, một lần kia huyễn môn đệ tử chết thảm trọng sau đó, tông chủ chính là hạ lệnh, vĩnh cửu khép kín Thiên Huyễn Lâm. Đinh Nguyệt Như giải thích. Thì ra là như vậy. Nghe được Đinh Nguyệt Như mà nói, Diệp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, chắc hẳn nên là bởi vì là một lần kia huyễn môn đệ tử bị giết xuyên cớ đi. Bất quá, một lần kia cũng không chỉ là bởi vì tông môn mệnh lệnh mà thôi, còn bởi vì là có rất nhiều người không muốn tham gia huyễn đạo tôn tháp tu luyện. Vì sao? Diệp Thần tò mò hỏi. Như vậy chí bảo, chỉ hoãn thời gian tốc độ chảy, nếu như tháp này có thể đối với đệ tử trong môn toàn bộ mở cửa, đem sẽ trong thời gian cực ngắn, đào tạo một nhóm lớn chính xác tiên đế. Vì sao? Ninh Nguyệt Như cười khổ một tiếng, như vậy bảo vật, đảm nhiệm ai cũng sẽ có tâm mơ ước sao? Bởi vì ngàn năm trước, có rất nhiều người bởi vì không cam lòng huyễn đạo tôn bên trong tháp tài nguyên tu luyện, muốn phá hoại huyễn đạo tôn tháp phong tỏa. Đưa đến huyễn đạo tôn bên trong tháp phát sinh nổ lớn, đem toàn bộ huyễn đạo tôn bên trong tháp trận cơ nổ, đưa đến hắn mất đi hiệu dụng. Mất đi hiệu dụng, Diệp Thần cau mày. Không sai. Huyễn đạo tôn tháp mặc dù là huyễn môn nghịch thiên bảo, thậm chí không kém gì trong tay ngươi nham thần tổ khí, nó có thể tự khỏi bệnh, chỉ cần có năng lượng tồn tại là có thể duy trì huyễn đạo tôn tháp vận chuyển, mà huyễn đạo tôn bên trong tháp năng lượng càng sung túc, huyễn đạo tôn tháp lại càng vững chắc. Đi qua nghìn năm biến đổi, hôm nay huyễn đạo tôn bên trong tháp, cũng không ai rõ ràng rốt cuộc tình huống như thế nào. Vậy nói như thế tới, chúng ta đi vào huyễn đạo tôn tháp, há chẳng phải là giữ nhiều lành ít? Diệp Thần cau mày hỏi. Đúng vậy, nghìn năm tới nay, còn chưa bao giờ có người tiến vào qua huyễn đạo tôn bên trong tháp, cũng không có bất kỳ một vị võ giả còn sống đi ra, cho nên, chúng ta căn bản là không cách nào biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là,
nếu Thiên Huyễn Lâm bên trong thực tập gặp nguy hiểm tính, chắc hẳn tông các trưởng lão trong môn chắc có biện pháp giải quyết chuyện này. Bọn họ nếu lựa chọn lần nữa mở Thiên Huyễn Lâm, vậy tuyệt sẽ không mặc cho ngàn năm trước thảm án phát sinh nữa, nhưng cái này Thiên Huyễn Lâm, nhất định là khó giải quyết nhất. Cho nên nếu như liền Thiên Huyễn Lâm thực tập đều không cách nào thông qua, cho dù là tiến vào huyễn đạo tôn tháp, cũng bất quá là đổ thêm mấy đạo vong hồn mà thôi. Ninh Nguyệt như vuốt tay, nói, lần này ngươi biết, vì sao ta như vậy coi trọng Thiên Huyễn Lâm thực tập. Diệp Thần còn muốn nói thêm gì nữa, ba tiếng du dương chuông của mình uống âm như đợt sóng vậy vọt tới, một loại kỳ dị cảm giác tấn công tới, cắt đứt Diệp Thần suy nghĩ. Là ảo tiên đài tiếng chống trận, xem ra Tiêu Thuần Ngọc đã đến. Hôm nay chắc hẳn dự lễ đệ tử trong môn không phải số ít, người có thể phải thật tốt dạy bảo cái đó coi trời bằng vung ra hỏa. Ninh Nguyệt như chế nhạo cười một tiếng, nói, bổn cô nương tự mình mang người đi huyễn tiên đài. Hai tiếng sau đó, huyễn tiên đài. Không cùng lúc đó yên tĩnh không tiếng động, lúc này thần lôi bốn phía, đều là không còn chỗ ngồi, huyễn môn đệ tử tụ tập, chưa từng có náo nhiệt. Cái đó người ngoài lại, muốn khiêu chiến Thuần Ngọc Sư Huynh. Tốt cuồng vọng người tuổi trẻ à, Thuần Ngọc Sư Huynh ở huyễn môn nhưng mà mấy triệu trong hàng đệ tử tài năng xuất chúng, nghe nói thực lực so với thái thượng những cái kia mới vừa bước vào tiên đế cường giả cũng không kém chút nào à, mấu chốt còn có huyễn môn địa mạch và khí vận gia trì, lại có người dám khiêu chiến hắn. Đúng vậy, thật là quá cuồng vọng. Lần này có kịch hay xem rồi. Ta xem cũng là như vậy, cái này Diệp Thần không chỉ có cuồng ngông, hơn nữa vô cùng gan dạ. Lại dám khiêu chiến Thuần Ngọc Sư Huynh, đây quả thực là tự tìm cái chết. Ta xem cũng phải. Ngay tại huyễn môn chúng đệ tử bàn luận sôi nổi để gặp, một cổ minh mông chập chờn từ ngoài bầu trời tới, đám người bên trong tiểu ngũ đột nhiên mở ra hai tròng mắt, khí tức thật là mạnh. Tiêu Thuần Ngọc, thời gian ngắn rốt cuộc lại đột phá. Oanh! Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, một tiếng quát lên vang lên, theo đạo thanh âm này. Chỉ gặp một cái người quần áo trắng bóng như huyễn vậy hiện lên, ngay tức thì xuất hiện ở huyễn trên tiên đài không, chính là đám người trong miệng Thuần Ngọc Sư Huynh. Theo Tiêu Thuần Ngọc hạ xuống, chung quanh hư không đều là hơi vặn vẹo, không gian chi lực chấn động không ngừng, một ít tu vi hơi yếu ngoại môn đệ tử liền trực tiếp bị cái này uy áp bách được miệng phun máu tươi. Đây chính là Tiêu Thuần Ngọc uy áp. Giật tán linh lực kích động, trực tiếp đem toàn bộ không gian nghiền nát, ngắn như vậy trong thời gian. Lại đột phá lần nữa. Đây là... Thấy Tiêu Thuần Ngọc xuất hiện, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía không trung, một mặt khó tin. Cái này Diệp Thần, lại dám chọc giận Thuần Ngọc Sư Huynh, xem ra hắn là chán sống. Không biết sống chết, Thuần Ngọc Sư Huynh thực lực là bực nào mạnh mẽ, cái này Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyễn môn đệ tử bàn luận sôi nổi, Thuần Ngọc Sư Huynh cường thế xuất hiện. Để cho bọn họ đối với Diệp Thần tràn đầy đồng tình, một ít đệ tử thậm chí âm thầm lắc đầu than thở, Diệp Thần là không có thể thắng được Thuần Ngọc Sư Huynh. Nhìn lại Diệp Thần một bên, cũng chỉ có Đinh Nguyệt như làm bạn, hai người một trước một sau, chậm rãi hướng huyễn tiên đài đi tới. Ha ha! Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt quét nhìn toàn trường, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, hướng về phía từ xa đến gần khoản bước mà đến Diệp Thần quát lên. Hôm nay ngươi là tự sát. Hoặc là ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Thuần Ngọc trong mắt lóe lên lạnh như băng hàn mang, không che giấu chút nào mình sát ý. Cái này người ngoài, sợ bước lên huyễn môn, chính là bị mang đi không thanh đường, lại là bởi vì hắn xuất hiện, để cho mình bị Đinh Nguyệt như điều hưu. Cái này người ngoài, lại là ở trước sơn môn, bác hắn mặt mũi, mà nay còn dám ở huyễn tiên đài công khai ước chiến. Nghe được Tiêu Thuần Ngọc mà nói, người ở chỗ này trong lòng không khỏi được thầm kêu xui xẻo, cái này Diệp Thần cũng quá không thức thời đi, liền Thuần Ngọc Sư Huynh cũng dám trêu chọc. Bất quá, cũng chính là hắn dám trêu chọc, nếu như những người khác, sợ rằng đã sớm hù được tè ra quần, nào có dũng khí đứng ở chỗ này. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Diệp Thần không nhanh không chậm nhịp bước vào, cũng là cường thế đáp lại. Ngươi, còn không cái đó tư cách. Ngươi, nghe được Diệp Thần mà nói. Tiêu Thuần Ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn trong đôi mắt nổ bắn ra ra lạnh lẽo dùng mình. Ta sẽ đem xương cốt của ngươi bóp vỡ, rút sạch ngươi máu tươi, lại dùng ngươi thi thể này yêu thú. Vừa dứt lời, không cùng Diệp Thần bước lên chiến đài, hắn chính là ngang nhiên ra tay. Tiêu Thuần Ngọc thân hình mãnh như vậy thoáng một cái,
hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Diệp Thần, tốc độ nhanh như tia chớp, mang giữa trưởng huyễn tiên trên đài vân động bốn phương, gió lớn gào thét, cuốn lên nghìn tầng sóng. Diệp Thần mới vừa muốn ra tay, nhưng mãnh như vậy phát hiện, huyễn môn giữa trời đất, lại có một cổ lực lượng áp chế hắn luân hồi huyết mạch và thực lực. Hắn diễn cảm ngưng trọng, nhìn một cái xa xa mấy vị trưởng lão, biết rõ hết thảy nhân quả. Xem ra những người này thật sự có chút sợ hãi ta. Bất quá áp chế ta thực lực và huyết mạch thì như thế nào? Thời gian ngắn đột phá thì như thế nào? Ta là luân hồi chi chủ. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, kiếm quang nổ tung, cuồn cuộn thiên lôi bạo dũng tới, từng đạo cuồng bạo kinh lôi kiếm khí, biểu chém ra. Đây là, kiếm tu. Có thể vì sao chỉ có kiếm ý ở tứ động? Tiểu Ngũ bên người kiếm trúc hơi vang dội, hắn ngước mắt nhìn về hư không, mười phần không rõ ràng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Tiểu Ngũ nhưng là thật sâu bị Diệp Thần cử động này hấp dẫn. Diệp Thần động tác, mặc dù chỉ có kiếm ý ở tứ động, nhưng là nhưng cho người một loại hồn nhiên sẵn có cảm giác, tựa hồ trời xanh chính là một chuôi đồ sắc bén, kiếm ý cùng mình ý chí phối hợp lẫn nhau, hơn nữa có thể cho thấy chuôi này hình người lợi kiếm sắc bén cùng sắc bén. Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng trệ một cái, đây thật là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 có thể biểu hiện ra chiến lực sao. Mà vào thời khắc này, một hồi cuồng bạo kiếm minh tiếng truyền khắp toàn bộ không gian. Kiếm minh tiếng truyền ra, một đạo kiếm khí khổng lồ biến dạng hư không, hung hãn chém về phía Tiêu Thuần Ngọc. Cái gì? Nhìn Diệp Thần còn có dư lực phản công, Tiêu Thuần Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không hoảng loạn. Huyễn Long trưởng, cho ta trấn áp. Thuần Ngọc vung tay lên, đầy trời vân khí hội tụ ngưng tụ thành một đầu ác long, phun ngọn lửa đen, bào hiếu trước, hướng Diệp Thần cắn xé tới. Phịch, 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 kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang khắp, Diệp Thần kiếm ý cùng huyễn trên tiên đài vân khí hóa long lẫn nhau vô cùng lo lắng quấn quanh, không gian không ngừng tan vỡ, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ sừng sững không ngã, không hiện chút nào xu thế suy sụp. Nhìn lại là Tiêu Thuần Ngọc bên này, sắc mặt đỏ ửng. Thấy một màn này, chung quanh huyễn môn đệ tử, đều không khỏi được trợn to hai mắt. Diệp Thần lại chặn lại Thuần Ngọc sư huynh công kích, hơn nữa lại vẫn có thể cùng Thuần Ngọc sư huynh đối kháng, khó trách dám ở dưới con mắt mọi người trêu chọc Thuần Ngọc sư huynh. Không sai, Diệp Thần thực lực không tầm thường, bất quá hắn dẫu sao chỉ có thiên huyền cảnh tu vi, coi như là thực lực mạnh hơn nữa, hắn lại có thể chống đỡ bao lâu. Thuần Ngọc sư huynh cảnh giới vượt xa Diệp Thần. Hơn nữa có huyễn môn địa mạch và khí vận gia trì, hắn huyễn long trưởng, uy lực lại là khủng bố, Diệp Thần có thể ngăn cản tới, cũng xem là không tệ. Không tệ, ta xem chưa chắc, Thuần Ngọc sư huynh có thể liền ảo thuật mạnh nhất đều không từng thi triển, chẳng qua là cho hắn so đấu chiến lực mà thôi. Ngươi sai rồi, Diệp Thần thực lực, vượt qua xa thiên huyền cảnh, nếu không, hắn đã sớm bị Thuần Ngọc sư huynh một chiêu giết trong nháy mắt. Cái gì? Nghe được nghị luận của chung quanh tiếng, Tiểu Ngũ mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, hắn cũng là một tên kiếm tu, người khác có lẽ không cách nào rình rập, hắn nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm của mình mạch đang run rẩy. Lúc này, Tiêu Thuần Ngọc đã là sắc mặt âm trầm được như muốn giọt nước, mười phần khó khăn xem, hận không được lập tức đem Diệp Thần chu diệt. Diệp Thần càng như người thú, hắn lại càng phải đem Diệp Thần tiêu diệt. Đồ đáng chết, ta sẽ đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Vừa nói đến đây, Thuần Ngọc đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý, hắn muốn vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, lấy ảo thuật trấn áp Diệp Thần. Tà tháng hạ xuống. Ùm ùm. Trong hư không, một hơi hắc động thật lớn xuất hiện, hắc động kia chiếm đoạt vạn vật, vô số mây mù điên cuồng tràn vào trong hắc động càng ngày càng lớn, cuối cùng hình thành một vòng to lớn vòng tròn hình dáng, ranh giới lại là tản ra sâu kín ánh sáng xanh lam. Trấn. Theo Tiêu Thuần Ngọc một tiếng gầm nhẹ, viên kia hắc động cấp tốc trở nên lớn, cuối cùng hóa thành một tòa trăm trượng cao trăng tròn, từ trong hư không trực tiếp chân áp xuống tới, mang theo vô cùng hủy diệt lực, bao phủ xuống. Diệp Thần đứng ở tại chỗ, tùy ý vậy một vòng thiên tháng bao phủ ở đầu mình đỉnh, Diệp Thần giống như là một con kiến hôi vậy nhỏ bé. Hắn nơi mục cùng cả thế giới đều ở đây vặn vẹo, ánh trăng bao phủ chỗ, vạn pháp đều là diệt. Trảm thiên cửu kiếm. Diệp Thần ra lại một kiếm. Lần này vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, đem Trảm Thiên Cửu Kiếm bùng nổ đến mức tận cùng, như muốn chảm phá bầu trời vậy, kiếm khí tàn phá cuồng oanh.
Cố nhiên huyễn môn địa giới bị động tay chân, đối huyết mạch hắn và thực lực có chút áp chế. Nhưng luân hồi huyết mạch khủng bố, không phải người bình thường có thể hiểu được, cũng không phải người khác có thể tùy tùy tiện tiện áp chế. Ừ, thật là lợi hại. Thấy Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm ý hòa tan thiên thắng, vô số huyễn môn đệ tử đều là trợn to trong mắt, ảo tưởng thế giới, trừ lấy đúng dịp hóa giải, lại còn có thể lực phá. Kiếm tu Cố Nhiên lấy mũi nhọn trước gọi, có thể chém ra núi cao, phá sâu cầu vòng, thậm chí còn có thể phá toái hư không, nhưng là, ai cũng vậy không nghĩ tới, Diệp Thần đạo kiếm ý này, lại vẫn muốn đem Tiêu Thuần Ngọc ảo thuật thế giới thọt xuyên. Hừ, chính là kiếm đạo, cũng muốn phá vỡ ta thế giới sao, mộng tưởng hảo huyền. Cho ta bảo. Tiêu Thuần Ngọc giận quát một tiếng, hai tay kết ấn, thúc giục vậy một vòng thiên tháng, hướng Diệp Thần lại lần nữa đè xuống. Kết thúc. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, lần nữa một kiếm sử dụng, lại là trực tiếp đem vậy vòng trăng tròn nổ thành bụi phấn, tiêu tán ở trong hư không. Một kiếm này, không còn là bá đạo Trảm Thiên Cửu Kiếm, mà là một chuôi trắng xóa, tràn đầy thời gian pháp tắc bí ẩn, tràn đầy năm tháng đại lộ hơi thở kiếm, thời gian kiếm. Trên người hắn trụ quang huyết mạch, thời gian pháp tắc năng lượng thả ra, hội tụ thành thời gian kiếm, mang năm tháng ăn mòn, kiếm khí như nước lũ vậy đi về trước cuộn sạch đi. Trong trần thế đáng sợ nhất, chính là thời gian, là năm tháng. Thời gian uy lực, đủ để cho biển cả biến thành tang điền, để cho vũ trụ tinh không lâm vào là hưu quạnh phế tích. Thời gian năm tháng, nhất là giết người. Những thứ này dày đặc thời gian kiếm khí giống như hạt mưa, đầy vải hư không, rồi mũi cũng thì không cách nào dương cánh bỏ chạy, lại có một loại quỷ bí khó lường lực lượng tồn tại. Đáng chết! Thuần Ngọc hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới cái này Diệp Thần lại có thể còn ẩn tàng một tay, cả ngày tháng tự bạo cũng không cách nào phá vỡ, vậy kỳ lạ kiếm ý dính vào người, lại còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn ý chí và thời gian. Huyễn tiên thuật, kính. Quát khẽ một tiếng, Thuần Ngọc trên mình quần áo đột nhiên phồng lên, ánh sáng vô tận lóe lên. Hắn thân thể, lại đổi được hư ảo, giống như là một đoàn ảo ảnh vậy, tùy thời đều có thể biến mất không gặp. Diệp Thần kiếm ý đánh vào phía dưới huyễn trên tiên đài, phát ra một hồi kim thạch giao kích tiếng, thần mang bắn tung tóe. Mà những cái kia ánh sáng, nhưng là giống như nước thủy triều, hướng Diệp Thần mãnh liệt minh mông đổ mâu tới. Vẫn là ảo thuật sao? Sớm ở không lâu trước Sơn Môn, Diệp Thần chính là lãnh giáo qua Tiêu Thuần Ngọc ảo thuật, có thể biết rõ nội tâm hắn ý tưởng, phục khắc không không thời không ma thần dao động hắn tín niệm. Võ tổ đạo tâm, diệu pháp hoa sen. Diệp Thần đem võ tổ đạo tâm, vận chuyển tới trình độ cao nhất, lại thi triển ra diệu pháp hoa sen Phật pháp bí ẩn, trong lòng như có một đóa hoa sen tách ra, xua tan tất cả dục vọng mê huyễn khí tượng. Đồng thời một kiếm chém ra. Diệp Thần mũi nhọn lộ ra một kiếm, sâu khai thiên địa, xâm la vạn tượng ảo cảnh bị nháy mắt khắc đánh xuyên, hóa thành chấm quang vũ bạo tán, vậy nướng mãnh liệt kiếm cương vẫn đang không ngừng múa lên, hướng huyễn dưới tiên đài Tiêu Thuần Ngọc rơi xuống. Thấy Diệp Thần một chiêu này, tất cả mọi người đều rung động. Ảo thuật thế giới, bị một kiếm hoàn toàn chém bể. Quá khó có thể tin, cái này gọi là Diệp Thần người, rốt cuộc là làm sao làm được. Trong chốc lát, âm thầm mấy đạo thương tiếng thán phục cũng là tiếp vang liên tục dậy. Chặt chặt chặt, cái thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản, Trảm Thiên Cửu Kiếm, võ tổ đạo tâm, thời gian, Phật pháp. Mặc dù tu vi không cao, vậy do mượn võ đạo mạnh mẽ và huyết mạch lực lượng, Thuần Ngọc không cách nào ngăn cản. Phải biết chúng ta cái này còn là động thủ đoạn, áp chế luân hồi chi chủ, tăng lên đệ tử kết quả. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác, luân hồi chi chủ chỉ vận dụng mấy tầng lực lượng thôi. Ta đây là rất mong đợi, Thiên Huyễn Lâm bên trong, hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Đại ca, Diệp Thần cái thằng nhóc đó, mới vừa tựa hồ vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa vậy biểu lộ ý định giết người. Nếu không, tà tháng ảo thuật thế giới, không như vậy dễ dàng bị chém mở tung tới. Tứ trưởng lão phẫn hận thanh âm vang lên. Ta đi chém người này, gác lại tương lai, tất thành tai họa ngầm, lực lượng kia tuyệt không cho tích chữ đời. Âm thầm mấy tôn tiên đế, lúc trước cùng Diệp Thần không thanh đường tự chuyện lúc đó, liền có thể mơ hồ cảm giác được tim quý, hôm nay lại xuất hiện, vừa vặn cũng cho tứ trưởng lão một cái lý do. Tôn nhi của mình thua, nhưng hắn phải ra sức bảo vệ Tiêu Thuần Ngọc tiền đồ không lừa bịp, bắt lại Diệp Thần, cho dù là đánh bạc đi cái mặt già này. Làm sao,
lão tứ, người muốn ra tay. Huyễn môn mấy chục ngàn đệ tử đều là tại chỗ, người muốn rơi một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Tam trưởng lão nhưng là lên tiếng trận lại nói. Chuyện này không cho phép bàn lại, luân hồi chi chủ sự việc liệt là huyễn môn cơ mật, gác lại tông chủ định đoạt, ở chỗ này trước, ai đều không thể lấy phản nghịch tên đối Diệp thần ra tay. Đại trưởng lão những lời này, là ở cảnh kỳ tứ trưởng lão Tiêu Hà. Phịch, Tiêu Thuần Ngọc từ hư không trùng trùng nện xuống, huyễn tiên đài bị Diệp thần một kiếm cơ hồ chặn ngang tồi nứt ra, hắn thân hình ngã vào khe hở kia bên trong, mười phần thê thảm. Quanh thân chi chít kiếm miệng san sát, nhìn qua hòa thoát thoát giống như một con nhím vậy, nhưng mỗi một vết thương, nhưng là đều không lộ liễu, chỉ có da thịt đau. Diệp thần cũng không hạ sát thủ, dẫu sao hắn còn muốn thi huyễn môn nguyên vẹn phù quỷ mẫu sao. Yên tĩnh. Tại chỗ huyễn môn đệ tử rối rít hóa đá, yên lặng như tờ. Huyễn môn thiên tài yêu nghiệt Thuần Ngọc sư huynh, thua. Vẫn là thua một cái thiên huyền cảnh tầng thứ 6 kiếm tu. Ninh Nguyệt như thấy vậy, hài lòng phất phất tay, chợt trong hư không truyền tới đại trưởng lão mờ mịt thanh âm. Thiên huyễn lâm thực tập, Diệp thần phá lệ tham gia. Huyễn môn đệ tử nhớ kỹ, thực tập có nguy hiểm, sống chết tất cả theo, các ngươi có thể đi chuẩn bị, đến lúc đó thiên huyễn lâm lối vào mở, vổ huyễn đạo tôn tháp tư cách. Tiêu Thuần Ngọc vùng vẫy đứng dậy, nhìn về Diệp thần ánh mắt bên trong, có kiêng kỵ, còn có vẻ oán độc sâu đậm. Hắn bại rất hoàn toàn, gần đây tự xưng là huyễn môn đệ nhất thiên tài hắn, bị người càng cấp khiêu chiến đánh bại. Ta vô tâm cùng ngươi tranh phong, lần này tới, bất quá là huyễn đạo tôn tháp mà thôi. Đại thế tương lâm, hơn mấy phần bảo toàn tánh mạng phần thắng thôi. Ngươi xa không phải ta đối thủ, cũng sẽ không bị ta coi là đối thủ, để lại cho ngươi truy đuổi thời gian không nhiều lắm, hy vọng ngươi có phi thăng không không thời không tư cách. Diệp thần ước chừng là đối Tiêu Thuần Ngọc để lại mấy câu nói, chính là bắt tay Đinh Nguyệt như xoay người rời đi, từ đầu chí cuối, chưa từng xem nhiều hắn nửa mắt. Bàn về đạt tới thiên phú tư chất, Tiêu Thuần Ngọc không tính là hắn đã gặp người nghịch thiên. Nhưng vậy tuyệt không phải tục tằng hạng người, tuy không đạt tới đế tôn ngọc, Chu Thiên Khánh cùng Lưu, cũng coi là trên trung bình chọn. Tiểu ngũ, mạt mạt kích động ở tiểu ngũ trước mắt khoát khoát tay, nhưng là phát hiện ngồi ở trước người mình người đàn ông chăm chú nhìn Diệp thần rời đi phương hướng. Hắn kêu Diệp thần đúng không? Hắn sẽ đi thiên huyễn lâm thực tập. Tiểu ngũ phục hồi tinh thần lại, nhìn mạt mạt, ánh mắt bên trong lóe lên mấy phần đã lâu hào quang. Mạt mạt cũng là cùng gật đầu. Ta muốn tham gia thiên huyễn lâm thực tập, ta muốn bái ông ta làm thầy. Tiểu ngũ siết chặt hai quả đấm, thở ra một hơi dài, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng mà, thiên huyễn lâm thực tập, chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tham gia, chúng ta. Mạt mạt có chút lo âu, vậy thiên huyễn lâm hung danh, nàng nhưng mà sớm có nghe đồn, người chết đếm không hết. Không phải chúng ta, là ta. Hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa mạt mạt đầu, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi ở nhà chờ ta. Tiểu ngũ tay trái dắt mạt mạt tay, tay phải nhưng là đột nhiên một chảo, nhào hụt, hắn quay đầu lại nhìn về phía mình trong tay, nguyên bản mới khắc kiếm trúc, không biết ở lúc nào, đã là hóa thành một chồng phấn vụn. Chỉ còn lại cặn bã bị gió thổi nửa tán, chập chờn hư không. Ta thật giống như tìm được đạo của mình. Tiểu ngũ đồng lỗ bên trong có kiểu khắc quang. Hai tiếng sau đó, huyễn môn tàng thư các bên trong, bày đầy một bản bản tối tăm mà vừa thần bí cổ tịch, những thứ này đều là vạn cổ trước liền để lại. Mỗi một bản cổ tịch, cũng hàm chứa một đoạn truyền kỳ, ghi lại một cái thời đại hưng suy phập phồng, vậy ghi lại cửu thần thời đại rất nhiều chuyện. Không có bất kỳ liên quan tới phù quỷ mẫu xào sự việc. Diệp thần buông xuống trong tay quang cầu, vậy nhảy động thần vòng hóa thành lau một cái lưu quang cực nhanh. Lần nữa trở về vị trí cũ hóa thành cái này các gian tinh không đình một viên nhỏ tinh, không ngừng lóe lên. Mà ở Đinh Nguyệt Như và hắn bên người, cái này tinh không minh mông bên trong mỗi một viên sao dày đặc, cũng đại biểu một bản cổ tịch, một loại có thể. Ta nơi này cũng vậy, tất cả trên cổ tịch, huyễn môn nhiều lần đảm nhiệm tông chủ sổ tay ta cũng bay qua, không có phù quỷ mẫu sao tin tức, nhưng liên quan tới thiên huyễn lâm ghi lại, chỉ có nhẹ đồ đạm viết một câu nói. Thiên huyễn lâm. Hung tinh vạn tượng, xâm la đầy vải, một bước đạp sai, lâm vào là cướp xám. Diệp thần nhắm lại hai tròng mắt, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xông vào, lại hung hiểm,
còn có thể hung qua cổ huyền bí cảnh không được. Trừ phi ngươi huyễn môn bên trong, vậy trấn áp một tôn không không thời không nghịch thiên cường giả. Ninh Nguyệt Như nhưng là liếc khinh bỉ, nói, nào có như vậy nhiều không không lúc nào không cường giả bị trấn áp, nơi này chính là nhà ta, ta tông môn. Cái này thiên huyễn lâm, nhưng mà thuộc về huyễn môn địa giới. Thế nào sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại, thực tập còn sẽ để cho môn hạ đệ tử bỏ mạng. Diệp thần làm sao vậy không nghĩ ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này thiên huyễn lâm và huyễn đạo tôn tháp bên trong, nhất định phát sinh qua cái gì, mới biết bị phong cấm. Biết hay không và phù quỷ mẫu sao có liên quan. Từ ngàn năm trước bị tông chủ phong ấn, mảnh thế giới kia chính là lại không người hỏi han, cho dù là đại trưởng lão, có thể cũng không biết trong đó nội tình. Tông chủ dạo chơi thế gian, muốn gặp hắn một mặt, còn khó hơn lên trời, những thứ này đều đã không thể nào khảo chứng, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ninh Nguyệt Như bất đắc dĩ nói. Huyễn môn tông chủ sao? Thiên huyễn lâm thực tập lập tức phải mở, Diệp thần nhưng là chẳng biết tại sao, đối huyễn môn vị này rồng thần thấy đầu không thấy đuôi thần bí tông chủ sinh hứng thú, trong sâu thẳm, như có một đôi tròng mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Mấy giờ sau đó, thiên huyễn lâm rốt cuộc mở ra. Thiên huyễn lâm, còn có các loại các dạng không biết, là một phiến cực kỳ quỷ bí khó lường mênh mông rừng rậm. Nghe nói ở thiên huyễn lâm ra, còn có một phiến hơn nữa thần bí, rộng lớn vô cùng khu vực, đó là một phiến chân thực tồn tại thế giới, nhưng nghe nhưng là không người dòm ngó gặp. Mà thiên huyễn lâm chính là một mảnh hư vô giao huyễn không gian. Thật cùng giả, ở chỗ này quỷ huyễn xen lẫn. Nơi này hết thảy sinh linh, cây cối, nước chảy, núi đá, thổ nhưỡng, toàn bộ có thể gặp không thể ngửi nổi, hết thảy đều là giả tạo lại chân thực vĩnh tồn, sắp hắn cảnh, tuy không khó cảm thụ trong đó đặc biệt chỗ, nhưng cho người sâu hơn, là vậy đáy lòng vĩnh tồn không tắt cảm giác nguy cơ. Truyền thuyết, năm đó huyễn môn từng có một vị thiên phú chắc tuyệt nghịch thiên tồn tại, lấy tươi đẹp tư thái xông qua thiên huyễn lâm, nhưng khác thường nhưng là, đời sau đối với này giữ ghi lại. Cơ hồ nhưng là nhỏ không thể ngửi nổi, thậm chí liền tên họ, đều không từng lưu lại. Thiên huyễn lâm, là một phiến tràn đầy khủng bố cùng quỷ dị khu vực, nhưng nó cũng là một phiến thần thánh lại tràn đầy vô hạn hy vọng cùng cám dỗ cấm khu. Mỗi một tấc đất trên, đều không thiếu vô số chân quý bảo vật và có thể trưởng sinh sát, nghịch âm dương đại dược, chỉ là cách ngàn vạn dặm đứng xa nhìn, đối với võ giả đánh vào thị giác lực đều là cực lớn. Thẻ thẻ thẻ. Bốn phương kết giới vỡ vụn tiếng mau chóng vang, làm một tòa thế giới, cái này một cánh rừng khí tức thần bí bay ập vô mặt, tựa như đang cùng huyễn môn tình cảnh không ngừng dung hợp. Thiên huyễn lâm, mở. Chúng đệ tử vào bên trong, tham gia thực tập. Đại trưởng lão cuồn cuộn đạo âm vang vọng ở mỗi người bên tai, nhưng đối với thực tập nội dung là vì sao, như thế nào thông qua thực tập, nhưng là chỉ chữ không sách. Diệp thần nhìn một chút Đinh Nguyệt Như, còn quả thật như vậy cổ tịch nơi ghi lại. Hết sức thần bí rừng rậm. Theo huyễn môn phong ấn kết giới mở, trên bầu trời biển người chìm nổi, giống như là rơi xuống vô tận ám mưa, tích tích hóa thành rơi xuống đất huyễn môn đệ tử, chạy về phía bốn phương tám hướng. Vô số đệ tử tới giữa, Diệp thần cùng Đinh Nguyệt Như bóng người bất ngờ liền ở trong thời gian đó tập kích bất ngờ, đi ngang qua võ giả đều là đối với hai người ném tới hâm mộ ghen tị ánh mắt khác thường. Hai người đối với lần này, cũng không có để ý. Bởi vì huyễn tiên đài đánh một trận thành danh, mọi người biểu hiện, cũng ở đây dự liệu bên trong. Tốt địa phương kỳ quái, rừng rậm vô biên hào phóng, nhưng là chạy dài đỉnh núi triệu dặm, nơi đó. Tựa hồ có một tòa tông môn. Diệp thần đồng lỗ mãnh co giúp một cái, hắn nhìn không chân thiết, nhưng màu vàng kia sáng chói ánh sáng rực rỡ, nhưng lại là đang lóe hắn và Đinh Nguyệt Như mắt. Thiên huyễn lâm bên trong, mấy tòa dãy núi trùng điệp triệu dặm. Trong đó có cao vút trong mây to lớn nham phong. Mà ở nơi này chút nham phong trên, có rất nhiều kiến trúc vật, không một không phải nguy nga lộng lẫy, cổ quái nhưng là không hiện chút nào sức sống. Cho người một loại mười phần mơ hồ cảm giác, tựa như gần ngay trước mắt, nhưng đẹp vô cùng không chân thật. Trong đó dễ thấy nhất, không ai bằng một tòa cao đến trăm trượng kiến trúc khổng lồ nhóm. Diệp thần và Đinh Nguyệt Như hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ khẽ gật đầu. Phòng bị nhịp bước chậm rãi bước vào, Diệp thần đã thử vận dụng đại hoang trộm thiên thuật trộm đi không gian nhanh chóng đến, có thể hắn phát hiện ảo tưởng cấu trúc thế giới, làm sao trộm. Mặc dù bầu không khí cổ quái, nhưng Diệp thần phát hiện cũng không có gì quá nhiều bất ngờ xuất hiện,
đại đa số huyễn môn đệ tử đều theo Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như sau lưng. Rất nhanh, Diệp Thần các người liền đi tới khổng lồ kia dãy nhà. Ở đó giữa quần kiến trúc, đứng sừng sững một tòa thật to hùng vĩ, khí thế hào hùng dáng vóc to cung điện, ở trong giữa cung điện, có một cái rộng rãi con đường nối thẳng hướng trong khu nhà trung tâm. Diệp Thần bước vào trong cung điện, phát hiện bên trong tràn đầy cổ xưa đường vân và đồ án, thậm chí hắn còn thấy được cửu thần thời đại mấy vị. Thủy thần Lạc Thanh Ly tựa hồ đang thi triển vạn thủy thần quyết, mà hỏa thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường tựa hồ vậy ở trong đó. Đột nhiên, Diệp Thần đồng lỗ mãnh co rúc một cái. Hắn thấy một bức họa. Trong tranh là một cái to lớn hắc ám xào huyệt. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên xác định phù quỷ mẫu xào và huyễn môn tới giữ liên lạc. Đồng thời Diệp Thần phát hiện, tại đại điện trung ương nhất, có một tấm điêu có khắc trông rất sống động long văn bản án, trên đó để một tấm dài đến 1 mét, rộng 5-6 thước màu vàng thánh cung, lộ ra khí tức cổ xưa. Cung này, nhuộm qua không ít người máu, lại còn có thể phát ra cái này cùng điềm lành khí. Diệp Thần sách thanh thở dài nói. Cong người trên, quấn vòng quanh vô số mịn phiền phức xiềng xích. Xiềng xích bên trên, có vô số hoa văn, đồ án, văn lạc. Những hoa văn này, văn lạc cùng đồ án, bị khô khốc vết máu nơi nhuộm, như mực vậy phác họa không tiêu tan, tựa hồ tổ hợp thành một bức thần bí khó lường đồ lục, cho người một loại khó lường, mênh mông cảm giác. Mà vậy thánh cung một bên, chính là bày một quả lớn chừng bàn tay màu vàng ngọc giản. Màu vàng kia ngọc giản bên trên, tản ra nồng nặc mà linh lực thuần túy, để cho người không nhịn được mê mệt trong đó. Diệp Thần đi tới phụ cận, nhìn vậy trương màu vàng ngọc giản. Giữa chán nhưng là hiện ra vẻ nghi hoặc vẻ. Người đang nhìn cái gì? Lúc này, bên người giọng nghi ngờ vang lên, để cho Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh Đinh Nguyệt Như, cũng là nhìn chằm chằm vậy trương màu vàng ngọc giản, chân mày không mở ra. Không việc gì, chỉ là cảm thấy ngọc giản này tựa hồ bất phàm. Diệp Thần đạm cười lắc đầu nói. Quả thật bất phàm, cảm giác ghi lại. Tựa hồ là loại nào đó thần bí bản đồ. Đinh Nguyệt Như gật đầu một cái, vung tay lên, đem vậy trương màu vàng ngọc giản cầm lên. Ồ, làm sao lại cũng không cảm ứng được cái này màu vàng ngọc giản hơi thở đâu. Cầm lên màu vàng ngọc giản cẩn thận điều tra sau đó, Đinh Nguyệt Như phát hiện cái gì, đột nhiên nói. Diệp Thần vậy cầm lên màu vàng ngọc giản, tỉ mỉ tường tận, nhưng vẫn là lại cũng không cách nào cảm ứng được bất kỳ tin tức. Có hay không một loại có thể. Cái này tàn đồ, hoặc giả là thiên huyễn lâm một góc địa vực đồ. Diệp Thần suy nghĩ mấy phen, suy đoán nói. Có thể, bất quá. Nói đến chỗ này, Đinh Nguyệt Như dừng một chút, lại nói, nhưng đây cũng quá ngoại hạng, nếu như thiên huyễn lâm có như vậy một nơi bảo địa tàng có địa vực đồ, vạn cổ trong năm tháng tới thực tập đệ tử trong môn, há có thể không phát hiện. Nơi nào còn sẽ giống như bây giờ, không người dòm ngó hắn phù hộ, thậm chí liền tin đồn đều không từng có. Diệp Thần nghe vậy, cũng là không tự chủ được gật đầu một cái, nếu là như vậy thiên huyễn lâm quả thật không đơn giản. Bất quá, đối với cái này mơ hồ đoán địa vực đồ, Diệp Thần nhưng cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn hiện tại chỉ quan tâm phù quỷ mẫu sao. Vật này bỏ mặc thật giả, trước bảo tồn đi, nếu là thật, như vậy tìm được phương pháp lần nữa thức tỉnh nó, trong này ghi lại nội dung, đối với chúng ta có lẽ sẽ rất trọng yếu. Nói không chừng chúng ta muốn tìm thực tập kết quả, liền cùng rừng rậm này tới giữa, nhóm loan trên to lớn cung điện có liên quan. Diệp Thần trong tay không ngừng thưởng thức trước khối kia màu vàng ngọc giản, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Hắn hiện tại cũng không biết, thiên huyễn lâm rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, có nhiều ít không biết hung hiểm, cho nên cần phải cẩn thận một chút, nếu không phải chú ý rơi vào trong tính toán của người khác, vậy coi như không xong. Ở Diệp Thần nhìn chăm chú bên trong. Khối ngọc kia giản mặt bìa bên trên, nổi lên một nhóm hành chữ viết cổ xưa, lóe lên nhỏ mang, chiếu vào hai người mi mắt, mà Diệp Thần hai tròng mắt, cũng là dừng lại ở những thần kia bí kiểu chữ trên. Những thứ này chữ viết, lại một cái ký hiệu kỳ dị tạo thành, nhìn qua thập phần thần bí. Diệp Thần, những thứ này chữ viết, người có thể xem hiểu sao? Một bên Đinh Nguyệt Như, nhìn Diệp Thần trong ánh mắt mang tò mò. Mặc dù có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng vậy giới hạn nơi này. Trong đầu nàng, đối với những thứ này chữ viết cũng là một mảnh hỗn độn. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ta chỉ có thể miễn cưỡng đoán được ý tứ trong đó,
nhưng ta quả thật xem không hiểu những thứ này cổ xưa ký hiệu, không biết là có thâm ý gì. Đối với thần bí này chữ viết, Diệp Thần cũng là cảm thấy tò mò, ngọc giản này phía trên, cùng theo những cái kia tối tăm phủ văn diễn sanh từng cơn minh văn, vậy đưa tới hắn chú ý. Diệp Thần mặc dù không rõ thâm ý, nhưng là có thể cảm nhận được những thứ này minh văn bên trong ẩn chứa linh lực chập chờn. Chẳng lẽ nói, những thứ này minh văn, chính là Thiên Huyễn Lâm đặc thù ký hiệu sao? Diệp Thần đáy lòng âm thầm suy đoán nói. Những thứ này minh văn, nhìn như phổ thông, nhưng hàm chứa đạo vận, chẳng lẽ nói, chúng đại biểu Thiên Huyễn Lâm bên trong một ít tồn tại. Thần bí kia đạo vận, tỉ mỉ cảm ứng được, hắn phát hiện hàm chứa một cổ cực kỳ quỷ dị, tà ác hơi thở, để cho mình thần hồn cũng có chút run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có hỏng mất có thể. Diệp Thần, ta cảm giác thần hồn của ngươi có chút không đúng lắm. Ngay vào lúc này, Đinh Nguyệt Như bỗng nhiên kinh hô. Diệp Thần thần hồn, ở màu vàng ngọc giản bên trên, lại là sinh ra từng luồng sóng đáng, tựa hồ đang bị màu vàng ngọc giản bên trong đạo vận dẫn dắt vậy. Cái này, nghe được Đinh Nguyệt Như mà nói, Diệp Thần cũng là đột nhiên cảnh tỉnh. Cái này màu vàng ngọc giản bên trong, chẳng lẽ có cổ quái gì? Có thể hấp dẫn thần hồn của ngươi? Đinh Nguyệt Như đáy lòng kinh hãi, trầm giọng hỏi. Ừ, đúng là có chút cổ quái. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái, vừa tiếp tục nói, bất quá, nếu là có thể tìm được cái này màu vàng ngọc giản bí mật, có lẽ đối với chúng ta thông qua Thiên Huyễn Lâm thực tập có trợ giúp vậy nói không chừng. Đinh Nguyệt Như nghe vậy, từ tò mò cũng là hướng màu vàng ngọc giản lộ ra tay nhỏ bé. Diệp Thần nói, không cần nóng nảy, trước xem tình huống một chút nói sau. Suy, ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời ngay tức thì, màu vàng ngọc giản trên thần bí nói vận nhưng là đột nhiên đại thịnh, bộc phát ra chói mắt màu vàng thần huy. Màu vàng thần huy, hóa thành một đạo kim quang, ngay tức thì bao phủ ở Đinh Nguyệt Như thân thể, kim quang lưu chuyển, đem nàng nguyên cái bọc đi vào. À, kim mang chớp mắt, vậy sáng chói thần huy, lại là ngay tức thì hóa thành một chuỗi ánh vàng rực rỡ chiến mâu, lưu quang phong ngay tức thì đâm xuyên qua Đinh Nguyệt Như ngực. Màu vàng chiến mâu đâm rách thân thể, máu tươi văng tung tóe, vậy uy áp kinh khủng, chấn động được Đinh Nguyệt Như sắc mặt thảm trắng. Diệp Thần thất kinh, trong chớp nhoáng này biến cố hoành xanh, điện quang hỏa thạch tới giữa, chợt nổi lên giết mang đã tới. Bất quá, màu vàng chiến mâu đâm thủng, cũng không có đem Đinh Nguyệt Như giết chết. Chỉ là để cho vết thương của nàng không ngừng biến dạng, nhìn như nhìn thấy mà đau lòng, nhìn như hết sức thống khổ. Cho đến kim quang liễm lui, Đinh Nguyệt Như sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mép nhưng treo đỏ thấm vết máu, kinh khủng kia giữ tợn vết thương, nhưng là không thấy dấu vết, hết thảy phảng phất từ không phát sinh. Diệp Thần, vật này. Nàng có chút hoảng sợ che mình vết thương, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân tản ra kim mang sáng chói bóng người vô căn cứ xuất hiện. Bóng người kia toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, sườn gian mọc màu vàng vũ rực, người khoác tàn phá chiến giáp, trên đó mơ hồ có thể gặp loang lổ vết máu, nghiêm nghị ý tràn ngập. Tựa hồ là Đinh Nguyệt Như máu, tỉnh lại cái này cái vạn cổ trước nhân gian binh khí. Thần ma chiến khôi, cái này lại là thần ma chiến khôi. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên nhô ra màu vàng con rối, Diệp Thần nhướng mày một cái. Sinh lòng không ổn. Thần ma chiến khôi, chính là vạn cổ năm tháng trước sản vật, bị cửu thần thời đại cao nhất cường giả lấy tự thân máu tươi luyện chế, ở đó một chí cường tàn lụi, cửu thần lần lượt tháo chạy tới ám thời đại, không thiếu thủ hộ giả cho dù chết trận, cũng không muốn hy sinh thân mình hóa thành con rối. Những thứ này con rối mặc dù có thể tồn tại ở thế gian, đó là bởi vì chúng vĩnh sinh bất diệt, chỉ có ở loại nào đó tình huống đặc biệt hạ sẽ bị thức tỉnh, rồi sau đó không ngừng nghỉ tàn sát kẻ địch. Ở vạn cổ trước, cái loại này con rối chính là được gọi là Thái Thượng Thần Ma Khôi. Hắn vô cùng cái phá hại tính lực công kích cùng cực hạn phòng ngự, một khi triệu hoán sau khi đi ra, có thể ngăn cản hết thảy sát phạt, thậm chí không gian bể tan tành, thế giới sụp đổ đều khó tiêu trừ kỳ hình. Nghe nói ở cửu thần thời đại trên chiến trường, thần ma chiến khôi, cho dù là tiên đế cảnh, đều không nguyện ngạnh hám như vậy sát hại máy móc. Nhưng tiếc là chiến tranh lắng xuống sau đó, Thái Thượng chính là lại không thần ma chiến khôi tung tích, thậm chí mơ hồ có chút lời đồn đãi, đạo đức thiên tôn đem thế gian thần ma chiến khôi toàn bộ phong ấn, lại nữa cho phép cái này các người gian binh khí lại đến. Diệp Thần cũng là không nghĩ tới, mình và Đinh Nguyệt Như lại có thể ở nơi này ngàn huyễn chi bên trong gặp phải một tôn thần ma chiến khôi.
Nhìn trước mắt cái này tôn thần ma chiến khôi, mặc dù đinh nguyệt như máu phát huy tác dụng, đem thức tỉnh, nhưng tên này cũng không phải là đỉnh cấp tư thái. Cố nhiên không cách nào chiến thắng bọn họ, bất quá không chết khu, vậy là đặc biệt khó giải quyết. Nghĩ biện pháp rời đi, tên này chỉ sẽ theo bản năng giết hại, cho dù là ta kiếm đạo, chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ thần ma chiến khôi phòng ngự. Nếu như cái này thần ma con rối toàn lực ra tay, trì hoãn đến cuối cùng, sợ là chúng ta vậy được bị nó dây dưa chết. Diệp thần nhắc nhở. Người kéo nó một hồi, đồ chơi này cũng không thần trí, ta bày ảo trận, đem khốn ở chỗ này. Huyễn môn đệ tử, không được đến gần này cung điện nửa tấc. Ninh Nguyệt như đầu tiên là dặn dò Diệp thần, rồi sau đó thần sắc nghiêm nghị, lấy huyễn môn thần thông truyền âm nói. Cái này thần ma chiến khôi mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không phải là vật còn sống, liền có võ tổ đạo tâm Diệp thần đều không cách nào khám phá ảo thuật, một cái ngủ say không biết nhiều ít năm tháng con rối, quả quyết không cách nào ngăn cản. Diệp thần cũng không biết mình có thể hay không chém chết tên này, nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể vồ trên một phen. Thần ma chiến khôi. Ngay tại Diệp thần và Đinh Nguyệt Như, nhìn nhau đối phương, lẫn nhau đề phòng thời điểm, ở Diệp thần sau lưng, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Thanh âm này mười phần thanh thúy dễ nghe, giống như chuông bạc rõ ràng. Hai người nghe tiếng kinh hãi. Bởi vì thanh âm này, bọn họ lại căn bản cũng chưa có phát hiện, là từ nơi nào phát ra. Trong hư không chậm rãi sinh ra một chút chập chờn, Diệp thần và Đinh Nguyệt Như, không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng tu di cảnh, mông lung bên trong, lại là một bóng người. Theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, vậy trong hư không, từ từ hiển hiện ra một cái dáng người yểu điệu cô gái bóng người. Cô gái ăn mặc một bộ màu trắng váy đầm dài, trên đầu mang đỉnh đầu tử kim hoa vòng, vóc người thướt tha, đường cong diêm dúa lòe loẹt, xinh đẹp tuyệt luân. Vậy thần hình dáng, cùng Đinh Nguyệt Như lại là có mấy phần tương tự. Không chỉ có như vậy, trên người nàng tản mát ra hơi thở, lại cũng cùng Đinh Nguyệt Như giống nhau như đúc. Cô gái này chẳng lẽ cũng là huyễn môn người? Thấy trước mắt cái này phóng đại bản Đinh Nguyệt Như, Diệp thần đồng lỗ mãnh co giúp một cái. Nếu như nói Đinh Nguyệt Như còn là một tiểu nha đầu nói, cái này đột ngột xuất hiện cô gái thần bí, giống như là tỷ tỷ của nàng, thần cho thật là tương tự, tựa như một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Đến từ không không lúc nào không, tương lai thân. Ở Diệp thần trí nhớ chỗ sâu, cũng từng xuất hiện qua tình huống tương tự. Ngươi là ai? Người trong huyễn môn? Chính ta. Thấy cô gái trước mắt này, Đinh Nguyệt Như thần sắc cũng là ngẩn ra, ánh mắt có chút mê ly. Mặc dù cô gái này dung nhan, cùng chính nàng không khác mấy, nhưng khí chất đó, nhưng hoàn toàn không cùng. Cô gái này ánh mắt bình tĩnh thêm lãnh khốc, như là tao nhã tiên tử, nhưng cũng không mất cao ngạo, để cho người không dám khinh nhờn, hơn nữa nàng trong khí tức, lại mang một loại lạnh như băng cô độc mùi vị, tựa hồ là đối thế giới tràn đầy cừu hận cùng chán ghét, loại mâu thuẫn này cảm giác, để cho người nhìn đều không khỏi được sinh lòng hàn lật. Các ngươi quen biết, nhìn trước mắt một màn này, Diệp thần trong lòng ngầm ám cảnh giác, nhưng lại không có tùy tiện nhúng tay, để tránh bứt dây động rừng. Ngươi là ảo muốn sáng tạo sao? Không biết tại sao, ta tổng cảm thấy nàng trên mình tản ra một loại khí tức vô hình. Để cho ta cảm giác được sợ hãi và sợ hãi, đồng thời lại rất quen thuộc. Ninh Nguyệt như giống như là lâm vào loại nào đó tâm trạng bên trong, tùy ý Diệp thần như thế nào kêu gọi, đều là không ngừng tái diễn một câu nói này. Lúc này, thần ma chiến khôi đã đi tới Diệp thần và Đinh Nguyệt Như trước mặt, hai tròng mắt của nó lóe lên thị huyết ánh sáng. Thần ma chiến khôi mặc dù khó mà hủy diệt, nhưng ta đây muốn xem, người cái này vật chết mới có thể có bực nào thủ đoạn. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, một cổ minh mông kinh khủng thần hồn lực, tràn vào thần ma chiến khôi trong cơ thể. Hống! Thần ma chiến khôi một tiếng giống giận, toàn thân tử khí ngưng tụ mà thành một tầng mong mỏng kim vụ hóa khải. Lật lăn sôi trào, mười phần kinh người. Như sắt thép đổ bê tông, chi chít thần bí đường vân phân bố ở trên người của nó, đem nó cả người bao ở trong đó, giống như một tôn chiến thần. Mà nó tay phải, nắm chặt quả đấm, hung hăng hướng Diệp thần đánh tới, cuồng bạo quyền phong tàn phá kích động hư không. Thốn kình, khai thiên. Cuồng bạo vô cùng, dã man hung mãnh kình lực, từ Diệp thần trên nắm tay bộc phát ra, không có chút nào lòe loẹt, một quyền tuôn ra. Chính là trời long đất lở, đại lộ chấn động, phải đem trước mắt thần ma chiến khôi đánh bể.
hai cổ kinh khủng lực lượng đối xông lên, điên cuồng bạo tán ra, Diệp Thần bị phản chấn lui hết mấy bước. Nhìn lại vậy tôn thần ma chiến khôi, chỉ là bước chân nhẹ nhàng xê dịch mấy phần, liền tầng kia khôi giáp, đều là đan vào màu vàng kim rực cháy quang, chút nào không gặp có tổn. Quả nhiên có chút ý tứ. Tên này thực lực kém hơn những cái kia tiên đế, nhưng thân xác lực và lực lượng nhưng là nghịch thiên đến mức tận cùng. Không muốn lại bước vào thiên huyễn lâm chỗ sâu, luân hồi chi chủ. Trong hư không, vậy thần cho cùng Đinh Nguyệt như độc nhất vô nhị cô gái thần bí chậm rãi mở miệng, mong đạt tới Diệp Thần ánh mắt, có một chút gợn sóng. Nàng khẽ lắc đầu một cái, hy vọng Diệp Thần dừng bước. Lấy ngươi trước mắt trạng thái, vậy chỗ cuối, cưỡng ép dòm ngó chỉ có một con đường chết. Đinh Nguyệt như cũng là thời gian đầu tiên tỉnh lại, bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Ta không ngại, chỉ là một chút ra bên ngoài tổn thương thôi. Diệp Thần lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không đáng ngại, ngước mắt nhìn về trong hư không cô gái thần bí. Hắn không dám có phần nửa khinh thường, mới vừa cùng thần ma chiến khôi va chạm, mặc dù không có bị quá thương thế nghiêm trọng, nhưng vậy để cho Diệp Thần không khỏi được kinh hãi, cái này cô gái thần bí lúc nói chuyện, nhưng là không gặp nó lần nữa đánh giết. Thần ma chiến khôi, nghe lệnh của cái này cô gái thần bí. Mang nàng rời đi, thiên huyễn lâm bí mật, không cho rình rập, từ đến thiên thời, nơi đây bí mật, sẽ để cho đời người biết được. Diệp Thần nhướng mày một cái này cô gái thần bí hiển nhiên là trấn giữ ở nơi này vô tận trong rừng rậm, nếu như vậy thối lui, hẳn là thì không cách nào thông qua thực tập. Vậy huyễn đạo tôn tháp tư cách, tự nhiên vậy là không cách nào có được. Đến lúc đó phù quỷ mẫu xào cũng không cách nào nguyên vẹn. Có thể như chiến. Diệp Thần không có nắm chắc, hắn ở người phụ nữ này trên mình, cảm nhận được liền ma nữ và tử thần giáo đoàn cường giả như vậy mờ mịt hơi thở. Cô gái thần bí muốn động thủ, nhưng mấy phen quấn quýt sau này, nàng khoát tay một cái, cuối cùng quát lên. Lui! Trong nháy mắt ngưng chỉ, Diệp Thần ngay tức thì sáng tỏ, đây là một đồ vật khổng lồ, tuyệt không thể địch. Ta biết, chúng ta lập tức rời đi, mời ngươi không nên thương tổn huyễn môn các vị đệ tử. Trong hư không cô gái thần bí trầm ngâm hồi lâu, khẽ vuốt cằm nói có thể. Nhẹ nhàng một cái hưởng chỉ, trong nháy mắt tiếng vang rơi lúc đó, thế gian chìm nổi, cùng theo tan biến không gian như là bọt vậy tán loạn, vậy tôn cường đại thần ma chiến khôi hóa thành từng luồng màu vàng kim ánh sáng rực rỡ tiêu tán, xếp thành giọt giọt máu tươi lần nữa tràn vào Đinh Nguyệt như quanh thân. Oanh! Diệp Thần đồng lỗ ngay tức thì phóng đại, nhất thời giật mình. Hắn nhìn trước mắt mãnh liệt minh mông linh lực xếp thành mưa to rớt xuống, tí tách lịch làm ướt vạt áo, vậy toàn bộ đều là một giấc mộng. Nàng những lời đó, là đang nhắc nhở ta cái gì? Diệp Thần nghĩ tới cô gái thần bí dặn dò, giấc mộng kia, nếu không phải nàng chủ động chỉ mâu, hắn hiện tại đã bỏ mình. Vừa nghĩ tới này, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại lúc đó, bên cạnh Đinh Nguyệt như ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ vậy vây ở mình mộng bên trong, không ngừng vùng vẫy. Không tốt. À, cũng không biết đại ca lần này mở thiên huyễn lâm thực tập, ý muốn vì sao, cánh rừng kia bên trong, không cho rình rập, thậm chí hắn hung hiểm, vượt xa huyễn đạo tôn tháp. Hoặc giả là, cùng luân hồi chi chủ có liên quan. Ta nghe nói, lão tứ từng cùng đại ca từng có nói chuyện. À, huyễn môn chỗ sâu, hai vị lão nhân ngồi ngay ngắn dưới cây bồ để đánh cờ, vậy đã sớm loang lổ không hiện cách cục bể dâu trên bàn cờ. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tụ tinh hội thần nhìn trong tay đối phương đặt cờ vị trí. Ngàn huyễn mây khói, nằm mộng sống chết, có lẽ vậy hai đứa nhỏ có thể được những cái kia tàn hồn xem trọng đâu. À, nghe nói là rừng rậm cuối, và không không lúc nào không dính, đại thế tương khởi, huyễn môn cũng vậy. Xuyệt, thiên cơ bất khả lộ. Tam trưởng lão lấy tay phất đi tàn lụi xuống một diệp bồ đề, hướng về phía ngũ trưởng lão cười nói. Đột nhiên, huyễn môn cuồn cuộn mặt đất bên trên, một hồi vô hình gió bão tung lên rung động, từ các vị đệ tử đặt chân thiên huyễn lâm một ngày sau, hiện ra một chút dị tượng. Ha ha ha! Thiên huyễn lâm, bất quá như vậy. Cuồng ngạo tiếng cười vang vọng ở huyễn môn bên trên, mơ hồ đạo âm va chạm huyễn tiên đài chống trận, ngày 16 chống trỗi lên, chấn thiên hưởng. Tiêu thuần ngọc chân đạp tường vân mà về, mỗi một bước đều là diễn hóa lộ ra dị tượng. Thủy thú hư ảnh lao nhanh, được không vĩ đại. Huyễn môn rất nhiều đệ tử đều là kêu lên, ném tới ánh mắt hâm mộ. Tiêu sư huynh uy vũ. Tiêu sư huynh thần dũng,
Tiêu sư huynh uy vũ. Tiêu sư huynh vạn tuế. Từng trận sùng kính kêu uống truyền ra, làm người ta nghe máu sôi trào, nhiệt huyết dâng trào, như có một cổ lực lượng ở đáy lòng dòng nước chảy, làm người ta hưng phấn. Huyễn trên tiên đài, Tiêu Thuần Ngọc chắp tay đứng ở tường vân bên trên, mắt nhìn xuống mọi người trước mắt, trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng tự tin, giống như là nhìn xuống chúng sinh thần minh. Vào giờ khắc này, hắn đã đem mình bày thả vào trên vạn người địa vị, hưởng thụ tất cả người sùng bái ánh mắt. Cung nghênh Tiêu sư huynh. Bái kiến Tiêu sư huynh. Huyễn môn rất nhiều đệ tử thấy vậy, liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Tiêu Thuần Ngọc phất tay nói, chợt nhìn về phía huyễn dưới tiên đài đám người, nói các vị sư huynh đệ, ta ở Thiên Huyễn Lâm bên ngoài mộng liều chết xung phong đã đạt trăm năm dài, rốt cuộc phá cảnh. Dứt lời, từng đạo ánh mắt đồng loạt bắn tới, tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Cái gì, trăm năm? Không thể nào à, Thiên Huyễn Lâm thực tập vậy liền đi qua một ngày à? Liều giết trăm năm, Tiêu Thuần Ngọc sư huynh tu vi đã lại đột phá lần nữa. Đây là thật sao? Hết thảy các thứ này đều là thật, ngày xưa huyễn tiên đài đánh một trận, Tiêu sư huynh mới đột phá không lâu, tuyệt không khả năng một ngày lại phá cảnh. Tiêu sư huynh thật trải qua trăm năm chém giết, thật là khủng khiếp. Đám người bàn luận sôi nổi, có người không muốn tin tưởng đây là thật thực sự tình phát sinh, dẫu sao nghìn năm tới, không người có thể thông qua Thiên Huyễn Lâm thực tập. Có thể Tiêu Thuần Ngọc đúng là cái đầu tiên lao ra Thiên Huyễn Lâm người. Tiêu Thuần Ngọc nghe thấy nghi ngờ, hừ lạnh một tiếng, trên mình bộc phát ra từng luồng ý định giết người. Những thứ này ý định giết người ngay tức thì cuốn sạch toàn trường. Nơi mi tâm của hắn, một món thúy sắc ánh sáng rực rỡ lóe lên, xem là một quả ngọc giản dấu vết, có khắc phức tạp minh văn. Rào 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 rào. Huyễn môn rất nhiều đệ tử, bao gồm thời gian đầu tiên chạy tới huyễn môn mấy vị trưởng lão tất cả giật mình. Hừ, mây khói chi địa, nằm mộng sống chết, có chút truyền thừa, đã bị ta nơi lấy. Tiêu Thuần Ngọc lạnh lùng nói. Một bên tứ trưởng lão mắt lộ ra nướng mãnh liệt vẻ, vậy cao cao tại thượng người tuổi trẻ, nhưng mà hắn thân tôn tử, huyễn môn xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Mặc dù huyễn tiên đài đánh một trận bại bởi Diệp Thần, nhưng lần này Thiên Huyễn Lâm thực tập, hắn nhưng là lần nữa chứng minh mình, một ngày bên trong hai lần phá cảnh, đủ để rửa nhục trước. Còn lại bốn vị trưởng lão nghe vậy, cũng là chân mày cau lại, nhìn Tiêu Thuần Ngọc giữa lông mày vậy một món dấu vết, đều là nhìn về đại trưởng lão. Thiên Huyễn Lâm, mênh mông bao la, nhìn như rậm rạp ở giữa rừng, một bước đạp sai, chính là khác nhất thế, tựa như ảo mộng ý định giết người theo chủng tới, không cách nào phá cục, liền sẽ một mực tuần hoàn mộng bên trong, thẳng đến sinh mạng cuối. Thuần Ngọc có thể có thủ đoạn phá cuộc, thực là không tầm thường. Đại trưởng lão đạm đạm nói, một đôi tròng mắt nhìn về Tiêu Thuần Ngọc, trong mắt mang một chút tán thưởng và vẻ chờ mong. Tiêu Thuần Ngọc mắt thấy đại trưởng lão, đạm như vậy cười một tiếng, nói, đa tạ đại trưởng lão. Nói xong, hắn nhìn vòng quanh bốn phía không gặp Diệp Thần cùng Đinh Nguyệt Như, chính là đã rõ ràng, cái này Thiên Huyễn Lâm thực tập, đã thắng chắc. Cho nên lúc này Tiêu Thuần Ngọc, coi trời bằng vung, cũng chỉ có ở mấy vị trưởng lão trước mặt, hơi thu liễm mấy phần. Theo hắn nơi mi tâm ngọc giản dấu vết lóe lên túy mang, nguyên bản huyễn môn năm vị trưởng lão liên thủ xé ra Thiên Huyễn Lâm phong ấn, lại là đang chậm rãi khép lại. Đại ca, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cả kinh, đột nhiên này một màn, cũng không ai từng dự liệu được, nếu như vậy phong ấn chân chính khép lại, ở bên trong thực tập đệ tử, đem không một may mắn tránh khỏi. Bỏ ra Diệp Thần cái này người ngoài không nói, Đinh Nguyệt Như, còn ở Thiên Huyễn Lâm bên trong à. Tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau một cái, im lặng không lên tiếng. Tiêu Thuần Ngọc đạm như vậy cười một tiếng, tự tin nói, ra ra, mấy vị trưởng lão chớ vội, Thuần Ngọc vừa đã đạt được truyền thừa, tự nhiên có cách pháp có thể bảo đệ tử trong môn tánh mạng không lừa bịp, dưới mắt thực tập thời gian chưa đến, Nguyệt Như sư muội dự đoán cũng ở đây hết sức phá cuộc. Nếu thật đến chuyện không thể vì giây phút, ta sẽ xuất thủ, cứu mọi người đi ra. Ha ha ha, vẫn là Thuần Ngọc nghĩ chu đáo, không kiêu không nóng nảy, tâm tính thượng tốt, cho dù là đối thủ, cũng có thể như vậy ghi trong tim, quả thật ta huyễn môn may mắn. Nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng, vậy là đối tứ trưởng lão nâng cười nói, lão Tiêu có một đứa cháu ngoan à. Tiêu Thuần Ngọc nghe vậy, cũng là hơi khom người, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ý định giết người. Nhưng là rất khôn khéo che giấu đi.
Hắn hạng nhất, đã ván đã đóng thuyền, cho dù là Diệp Thần cùng Đinh Nguyệt Như phá cuộc ra, quả quyết vậy cướp không được danh tiếng của hắn. Hơn nữa, hắn còn được tranh thủ thời gian, Diệp Thần phải chết ở Thiên Huyễn Lâm bên trong, nếu không lòng hắn khó an. Có thể nói là một lần hành động hai được. Thuần Ngọc, người hãy theo ta tới Không Thanh Đường, Thiên Huyễn Lâm bên trong có một số việc, ta cần muốn giao phó tại ngươi. Đại trưởng lão đạm đạm nói. Nói xong, đại trưởng lão chính là bước rời đi, sau lưng lưu lại một chùm chuỗi màu vàng kim dấu chân, thẳng đến hình bóng biến mất không gặp. Tiêu Thuần Ngọc nghiêm sắc mặt, thầm bên trong nhưng là cực kỳ kích động, có thể được đại trưởng lão đơn độc tiếp gặp, huyễn môn chưa bao giờ có người lấy được này vinh dự. Cho dù là hắn đã từng quan có huyễn môn trẻ tuổi một đời người thứ nhất danh hiệu, cũng không được. Tiêu Thuần Ngọc hơi khom người, ngước mắt nhìn về Không Thanh Đường phương hướng, khóe miệng treo lên lau một cái độ cong. Nhìn dần dần biến mất hình bóng, mọi người đều là một mặt kính sợ thần sắc, không thiếu nữ đệ tử lại là si mê nhìn Tiêu Thuần Ngọc rời đi phương hướng, âm thầm kính mến trước. Các ngươi nói, đại trưởng lão biết hay không muốn thu Thuần Ngọc sư huynh làm đệ tử thân truyền à? Tông chủ không có ở đây huyễn môn đã lâu, đại trưởng lão chính là huyễn môn chân chính chủ nhân, chẳng lẽ? Xuyệt. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Lâm bên trong. Diệp Thần nhìn Đinh Nguyệt Như ánh mắt dần dần đổi được thâm thúy và ngưng trọng, ở quanh thân của nàng, mơ hồ có một đạo gông xiềng, cùng nơi đây đại lộ hô ứng, cho dù là ở hắn võ đạo gia chỉ xuống, đều không có thể phá. Ta là ai, ta ở nơi nào? Rơi vào mộng cảnh Đinh Nguyệt Như không ngừng tái diễn một câu nói, giống như bị lạc, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Đinh Nguyệt Như tựa như trải qua cái gì, điên cuồng run rẩy, thần hồn dần dần giật tán, hóa thành một đoàn mông lung màu vàng đạm sương mù bọc quanh thân, không để cho đại lộ quy tắc từng bước xâm chiếm. Mà đây vậy đồng thời ngăn cách Diệp Thần, tùy ý Diệp Thần như thế nào kêu gọi, thi triển thủ đoạn, cũng thì không cách nào đem tự ảo cảnh thức tỉnh. Lần này hoàn toàn xảy ra chuyện. Diệu pháp hoa sen, phá. Diệp Thần sử dụng một đóa bảy màu hoa sen, thanh khí phiêu giật, Phật quang hòa hợp, thử nghiệm đem chung quanh tất cả ảo cảnh, toàn bộ xua tan đi. Nhưng mà, vậy đại lộ giao đan thành quy tắc lực nhưng là giống như đem thiên địa cũng phong khốn nhốt vậy, không gì phá nổi. Ninh Nguyệt như bị khóa ở trong đó, vậy từng đạo kim tức không ngừng ra chỉ thân mình, đem nàng quấn quanh, chống cự hết thảy xâm nhập. Không được, tiếp tục như vậy cũng sẽ bị buồn ngủ chết, phải nghĩ biện pháp. Diệp Thần trong đầu thoáng hiện rất nhiều ý niệm. Hắn nhớ lại mới vừa ở trong đầu mình nhìn thấy tình hình, trong lòng rét một cái. Đúng rồi, những thứ này đại lộ quy tắc, chẳng lẽ là bởi vì ta ở mình mộng bên trong thấy cảnh tượng, cho nên mới như vậy. Cái đó cô gái thần bí, cũng không phải là địch, mà là muốn giúp ta. Mặc dù Diệp Thần không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định là, những thứ này đại lộ quy tắc khẳng định chính là bởi vì trong đầu hắn thấy cảnh tượng, mới biết đuổi giết tại bọn họ. Bỏ mặc như thế nào? Trước thí một tí. Diệu pháp hoa sen, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, Phật quang hội tụ, hóa thành một đóa to lớn bảy màu đài sen, hồng liên nghiệp hỏa vần quanh, lăng không hướng không gian trấn áp xuống đi. Thiên lôi thần mạch, thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thiên lôi thần mạch trực tiếp mở, cả người sấm sét nổ tung, rồi sau đó sử dụng luân hồi thiên kiếm, cho đòi dẫn 9 tầng trời thần lôi, sáng rực thiên uy, lấy kiếm dẫn động. Cuồn cuộn sấm tia chớp, như thác vải vậy bão rơi xuống, cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp. Vù vù, luân hồi thiên kiếm kịch liệt chấn động, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, phân quang hóa ảnh, bộc phát ra muôn vàn kinh lôi kiếm khí. Ung ung. Nhưng tiếc là, vậy đại lộ quy tắc đổ bê tông lồng giam bị Diệp Thần một kiếm chém ra sau đó, trong thoáng qua chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa khép lại, lại uy thế sâu hơn. Diệp Thần lần nữa huy động một kiếm. Tiếng nổ dậy, hư không mở tung, vẫn như cũ là không cách nào hoàn toàn chặt đứt. Vẫn là không được, ta lực lượng căn bản là không làm gì được nó, thật chẳng lẽ muốn sử dụng vậy đạo thủ đoạn. Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhất định có phương pháp phá cuộc. Chẳng qua là mình cũng không có chú ý tới. Nên làm cái gì? Lúc này, một hồi thanh thúy tiếng chuông truyền tới, Diệp Thần cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt cách đó không xa trong hư không có một cái màu vàng kim dây nhỏ bay tới, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Chuông!
Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào vậy cái màu vàng sợi tơ, chỉ gặp vậy kim tuyến càng bay vượt gần, cuối cùng lại trực tiếp xuyên thấu hư không, hạ xuống ở trước mặt hắn. Kéo vậy cái thần bí ngọc giản. Diệp Thần tâm thần khẽ run, nơi mi tâm một món màu vàng kim dấu vết lóe lên vi mang, nhìn cái này một cây màu vàng sợi tơ dẫn dắt chuông, mỗi một thanh âm vang lên triệt, cũng làm Diệp Thần giữa lông mày buộc vòng quanh một khoản kim ấn. Hắn không khỏi nghĩ tới vậy một quả quỷ dị ngọc giản. Là nó. Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh, hắn nội tâm xông ra mừng như điên, bởi vì hắn biết, rốt cuộc tìm được có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt mấu chốt. Vù vù. Vậy một cây tơ vàng tựa hồ có chút nóng nảy bất an, từng vòng rung động trên không trung nhộn nhạo lên, Diệp Thần có thể thấy rõ ràng, vậy một cây kim tuyến đang không ngừng phát run. Diệp Thần đồng lỗ ngay tức thì phóng đại, cổ lực lượng này, khó hiểu quen thuộc. Đây là trạng huống gì? Diệp Thần trong nháy mắt nghĩ tới trước đây không lâu, vậy xuyên thủng đinh nguyệt như thần bí ngọc giản, ban đầu quỷ dị kia ngọc giản, đưa tới thần ma chiến khôi cùng cô gái thần bí kia. Hiện tại, cái này một cây kim tuyến lại tản ra giống nhau chập chờn, tiếng chuông tựa hồ ở hướng dẫn Diệp Thần, hết thảy các thứ này cũng quá trùng hợp. Lúc trước thân ở mộng, ngọc giản kia tin tức bị loại nào đó thiên cơ che giấu, không cách nào hoàn toàn theo dõi, hiện tại chuông này tiếng, là muốn nói cho ta cái gì? Liền để cho ta tới xem một chút, kết quả có thể hay không giải khai trước mắt bí ẩn đi. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái. Hồng mông đại tinh không bọc thần hồn tản ra nhu hòa chập chờn, chào hướng bát phương, vậy yếu ớt kim mang tựa như bắt đến cuối cùng rơm giả cứu mạng, trong nháy mắt tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Thẻ, màu vàng kim sợi tơ đứt đoạn, thiên ti vạn lũ hối làm sáng chói chói mắt ngân hà cuồn cuộn tới. Một cổ thần bí chập chờn tản ra, Diệp Thần trong đầu dần dần nổi lên một bức tranh. Đó là một phiến rộng lớn vũ trụ, từng hạt tròn hàng tinh ở sáng chói toát ra. Trong đó một viên hàng tinh phía trên nổi lơ lửng kim bích rộng lớn cung điện, chính là lúc trước Diệp Thần mộng bên trong vậy một tòa. Diệp Thần tâm thần chìm vào mộng bên trong, một màn kia một màn hình ảnh, rõ ràng chiếu vào hắn đầu óc bên trong, thậm chí so trên thực tế trí nhớ, còn muốn sâu sắc. Người tới. Vậy một tòa cung điện bên trong, Diệp Thần tựa như có thể cảm giác được một bóng người, nàng ngồi ở một cái ghế bên trên, trong tay thưởng thức trước một tấm màu vàng kim thánh cung. Chính là ban đầu nhìn thấy cái đó cô gái thần bí, dung nhan thần hình dáng cùng đinh nguyệt như không khác mấy. Màu vàng kia thánh cung, ánh sáng chói mắt lóa mắt, phảng phất là giữa trời đất duy nhất sáng chói vật, sánh vai mặt trời. Xem ra thiên huyễn lâm bí mật, còn thật không thiếu. Ngươi vì sao phải 5 lần 7 lượt giúp ta? Diệp Thần hỏi. Đối phương nói thẳng sáng tỏ ý đồ, rất hiển nhiên là đã sớm dự liệu được mình sẽ lấy như vậy phương thức gặp lại. Lúc này, một đoạn kia mộng bên trong hình ảnh tiêu trừ, cảnh trước mắt, dần dần xen vào thực tế cùng ảo tưởng, thực cùng hư tới giữa. Diệp Thần bóng người vậy dần dần mông lung. Quả nhiên là ngọc giản này lực lượng. Hắn kinh ngạc phát hiện mình lại đứng ở bên vách đá duyên đỉnh, dưới chân chính là vô tận mây mù mờ mịt hư không. Lúc này, Diệp Thần bên người nổi lên một cái hình tròn to lớn tế đàn, ở tế đàn trung tâm, có một đóa màu vàng kim mặt trời nóng rực hoa nở rộ trước. Màu vàng hoa tâm bên trong, trên ngai vàng, cô gái thần bí chậm rãi mở miệng nói. Vốn là mây khói, mờ mịt hư kháng khít, ý chí diễn chúng sanh, huyễn mộng xây bá tánh. Lời này xem là tới từ viễn cổ hồng hoang sau đó, mang một loại bể dâu, xa xưa cảm giác, tràn đầy năm tháng hơi thở, để cho người nghe nghe tiếng đều là tâm thần chập chờn, thần hồn khẽ run. Hơn nữa, từ cái này cô gái thần bí trong miệng nói ra, Diệp Thần trong đầu. Cũng không khỏi được nổi lên mơ hồ trí nhớ, thấy được một cái làm hắn ngay tức thì ý định giết người đứng lên ông già. Ông già tướng mạo cực kỳ khủng bố, phảng phất là một người chết, chỉ vào một gương mặt người chết, da mặt trên phủ đầy màu tím bầm thi ban, cả người vậy tản mát ra một cổ đặc thù thi mùi thúi, làm người ta không lạnh mà run. Nhưng ông lão trong mắt, nhưng là tinh mang lóe lên, không có một chút tử khí, tràn đầy quân vương nắm giữ vậy bá đạo. Hắn chính là đà đế cổ thần. Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân. Hắn thấy được cô gái thần bí một góc trí nhớ, chẳng lẽ cái này thiên huyễn lâm bên trong, cũng bị không không thời không người động tay chân. Diệp Thần trong lòng một hồi mê mang, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Cái này thiên huyễn lâm, nghe người trước mắt nói, hiển nhiên cũng không phải là chân thực tồn tại,
mà là một vị nghịch thiên tồn tại cũng hoặc là thiên đạo ý chí diễn hóa mà đến, nhưng lại ra đời ý thức. Ảo tưởng bên trong ảo ảnh dựng dục linh căn, lại là ở như vậy vạn tượng trong rừng rậm, mới biết làm người ta như vậy rơi vào hư thật tới giữa, không cách nào tham phá. Cô gái thần bí tựa hồ là đoán được Diệp Thần tâm tư, nói. Ngươi không cần tò mò, ta đích xác là cùng ngày xưa luân hồi chi chủ từng có một ít đồng thời xuất hiện, nhưng cùng ngươi không liên quan. Nói chính xác, là cùng bây giờ ngươi không liên quan. Cô gái thần bí dừng một chút, nói tiếp, lần này gặp ngươi, là vì để cho ngươi giúp ta làm một chuyện, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Diệp Thần nói, chuyện gì? Nàng đạm đạm nói, ta muốn tái hiện thế gian. Diệp Thần nghe vậy, tâm thần chấn động một cái. Tái hiện thế gian. Cô gái thần bí nói rất rõ, cái này bốn chữ cũng chỉ đại biểu, nàng tình cảnh trước mắt, tựa hồ không hề hay. Ngươi cần ta làm gì? Diệp Thần nhướng mày một cái hỏi. Cô gái thần bí nói, ta cần phải biết là ngươi có đáp ứng hay không? Diệp Thần trầm ngâm nói, nếu như ta không đáp ứng đâu? Cô gái thần bí khẽ mỉm cười một cái, nói cái này đáp án liền không cần ta tới nói cho ngươi chứ. Một khắc sau, nàng lại bổ sung, ngươi không ngại thử một chút, mình có thể đi hay không ra cái này thiên huyễn lâm. Diệp Thần trong lòng ngẩn ra, mặc dù cô gái thần bí lúc nói chuyện giọng rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thần như cũng có thể cảm thụ được vậy cố ý uy hiếp. Hoặc là, ngươi không đáp ứng cũng có thể, thiên huyễn lâm ngày sau rơi vào vũ hoàng cổ đế tương lai thân tay, vậy chớ trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Quả nhiên, lại là không không lúc nào không. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, xem ra vạn cổ trước, nơi này hiển nhiên cũng là một nơi có dấu đại bí thánh địa. Ta có thể đáp ứng, bất quá điều kiện tiên quyết là ta cần phải biết cái này thiên huyễn lâm bí mật, sẽ cân nhắc giúp ngươi, nếu không không bàn nữa. Diệp Thần nói thẳng, ha ha, bằng ngươi trước mắt năng lực, biết vừa có thể như thế nào. Ngươi sẽ không sợ chọc giận ta, táng diệt nơi đây huyễn môn toàn bộ đệ tử. Cô gái thần bí đạm đạm cười một tiếng. Ngươi như vậy, ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận, ta cũng muốn xem, vô thượng ảo tưởng, phải chăng không sợ phù quỷ mẫu sao? Diệp Thần trầm giọng nói. Đối mặt Diệp Thần cường thế đáp lại, cô gái thần bí không nói, nhưng trong mắt nụ cười nhưng hiển lộ ra. Bỏ mặc nói thế nào, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, huyễn môn đệ tử vậy tất cả đều tánh mạng không lừa bịp, a, à, tựa hồ còn có một đứa nhỏ. Lấy đi một bộ phận truyền thừa. Đây có thể không coi vào đâu chuyện tốt, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Cô gái thần bí chân mày khinh bạc, tự cười như không nói. Ta cùng cái đó tiểu nha đầu quan hệ, ngươi không cần rõ ràng, nói tóm lại, ta sẽ không cũng không khả năng hại nàng chính là. Mà ta cần ngươi làm sự việc vậy rất đơn giản, nhất định phải mang nàng đi huyễn đạo tôn tháp, còn nữa, thời cơ chín muồi sau đó, để cho nàng tự mình đến tìm ta. Cô gái thần bí đạm đạm nói, chợt vậy một đôi hai tròng mắt trong suốt, lại là chuyển hướng vậy một vòng ánh vàng rực rỡ hoa mặt trời đóa, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến vẻ. Người đây là ý gì, ăn cắp đinh nguyệt như đạo quả, tác thành chính ngươi? Diệp Thần hỏi, ha ha, ngươi cho là thế nào? Cô gái thần bí cũng không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, mà là hỏi ngược lại nói. Ngươi không sẽ cho rằng, ta một cái thiên huyền cảnh võ giả, có thể mang đinh nguyệt như cô gái nhỏ này, đặt chân không không lúc nào không chứ? Diệp Thần liếc mắt, thử dò xét nói. Cô gái thần bí đạm đạm nói, người tu vi nhìn đích xác rất thấp, nhưng ta biết, người khí vận biết bao khủng bố, và người dính nhân quả, lấy được cao nhất khí vận, sợ rằng chỉ có người mới có thể dẫn nàng đi tới một bước kia. Vậy ý ngươi, ta muốn là đinh nguyệt như hộ đạo, thẳng đến nàng bước vào không không lúc nào không ngày đó. Diệp Thần hỏi. Ngươi như nguyện ý, vậy không hẳn là không thể. Cô gái trừng mắt nhìn mâu, bình tĩnh nói. Luân hồi chi chủ đừng vượt ranh giới, đi đi, có một số việc ngươi rõ ràng quá nhiều, đối ngươi ngược lại không phải là chuyện tốt, nhớ, không phi thăng không không lúc nào chưa từng có, không cho phép lại đặt chân thiên huyễn lâm, nơi này đã bị giới lực chiếm đoạt, không còn là đã từng là vậy phiến thời không. Diệp Thần yên lặng, đúng là, hắn phương mới muốn dò tìm tòi hư thật. Chưa từng nghĩ nhưng là bị đối phương một mắt đoán được. Ta muốn ta cảm giác sẽ không sai, người hồn phách cùng đinh nguyệt như thần hồn chính là đồng nguyên. Đây chính là tốt nhất chứng minh, cho nên người muốn động nàng tâm tư, ta khuyên người vẫn phải chết điều này tim đi. Ha ha ha,
Ta thừa nhận ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng là muốn trở ngăn ta lại, ngươi không khỏi cũng muốn được quá đơn giản điểm chứ. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không dự định cùng ngươi là địch, dẫu sao ngươi cũng là ta muốn lợi dụng đối tượng, ta không ngại giúp ngươi một cái. Cô gái thần bí đạm đạm nói, tựa hồ đã sớm đoán được Diệp Thần sẽ nói như vậy tựa như. Giúp ta, làm sao giúp? Diệp Thần cau mày hỏi. Ở Thiên Huyễn Lâm cuối, có một nơi toàn thế giới mới, ta giúp ngươi trở thành vậy vô tận hư không bên ngoài vương. Nghe được câu này, liền Diệp Thần cũng nhịn không được, cái này cô gái thần bí, mặc dù không đối mình hiển lộ sát ý, nhưng cho hắn cảm giác nhưng là vô cùng không đáng tin cậy. Hắn hiển nhiên khinh thường tại trong chuyện này quá nhiều dính dấp, dẫu sao Đinh Nguyệt Như còn đang chờ mình. Không cách nào thông qua Thiên Huyễn Lâm thực tập, tự nhiên cũng chỉ không cách nào bắt được đi huyễn đạo tôn tháp tư cách. Hơn nữa huyễn môn sự việc, ta không làm chủ được, Đinh Nguyệt Như cũng không được. Có năm tôn tiên đế cảnh huyễn môn trưởng lão ở đây, hắn và Đinh Nguyệt Như, quả thật không nói nên lời. Cô gái thần bí tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy, cũng là đem mình sáng chói thánh cung ném cho hắn. Này, cái này cầm đi, vậy huyễn môn mấy cái chủ sự mà lão gia nhìn, tự nhiên rõ ràng, sẽ không làm khó các ngươi. Cô gái thần bí khoát tay một cái, chợt mở miệng nói, ta cùng ngươi tới giữa mà nói, không thể tiết lộ phân nửa, cầm cung này, đi thế gian, ngươi chính là huyễn môn phát ngôn viên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần chỗ ở thế giới vào lúc ầm ầm nổ tung, bụi bặm đầy trời. Cùng lúc đó, Không Thanh Đường, Tiêu Thuần Ngọc và đại trưởng lão bên này. Các vị trưởng lão, tình huống đại khái chính là như vậy. Tiêu Thuần Ngọc đúng sự thật đem Thiên Huyễn Lâm gặp gỡ tất cả đều cho biết liền đại trưởng lão, hắn mỗi một chữ, đều ở đây vậy đối với Tang Thương hai tròng mắt xít sao nhìn soi mói. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, dặn dò ta biết, ngươi lại đi đi, gần đây cực kỳ bế quan cảm ngộ, không nên tùy ý đi lại. Thiên Huyễn Lâm sự việc, ta sẽ giải quyết. Còn nữa, ta ngươi hai người nói chuyện, tuyệt không cho phép người thứ ba biết được. Đại trưởng lão nhìn thẳng Tiêu Thuần Ngọc, giọng tuy là ôn hòa, nhưng lại tràn đầy không cho phép nghi ngờ mùi vị. Tiêu Thuần Ngọc bóng người đi ra Không Thanh Đường thẳng đến không gặp, đại trưởng lão như có điều suy nghĩ ánh mắt mới chậm rãi thu hồi, à, truyền thừa hiện thế, chẳng lẽ phong ấn không không thời không cấm chế, vậy giãn ra sao? Có thể ta vì sao không có ở Thuần Ngọc trên mình, cảm nhận được cổ khí tức kia. Tiêu Thuần Ngọc đi ra Không Thanh Đường đại điện, tâm tình phá lệ thoải mái, đại trưởng lão tự mình tiếp gặp, cũng chỉ đại biểu hắn lại thêm mấy phần cơ hội. Huyễn đạo tôn tháp, liền ra ra cũng trở xoay sở nhiều năm mới vừa nhìn một chút thời cơ, chỉ bằng ngươi Diệp Thần. Quản ngươi là luân hồi chi chủ vẫn là không không chủ. Tiêu Thuần Ngọc đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Không che giấu chút nào khí tức lạnh lùng chậm rãi tản ra. Khặc khặc, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời làm theo, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ xuống trước mắt của ngươi, sau đó thê thảm chết đi. Một đạo sâu kín lạnh giọng đột nhiên vọng về ở Tiêu Thuần Ngọc trong lòng, ngay sau đó thanh âm kia liền tiếp tục nói, mới vừa cái lão già đó đã có chút hoài nghi ngươi, huyễn đạo tôn tháp tư cách, buông tha đi. Tiêu Thuần Ngọc chân mày cau lại, đầy mặt không tình nguyện. Hắn trả giá như thế nhiều, vì chính là vậy trong đó cơ duyên, hôm nay dễ như trở bàn tay, để cho hắn buông tha, chân thực không cam lòng. Bất quá là một kiện mạnh mẽ tổ khí thôi, có bổn tọa ở đây, bảo ngươi tương lai thành tựu không kém gì người bất kỳ, dưới mắt giây phút, ngươi tốt nhất dựa theo lão nhân kia nói làm, bế quan tiềm tu. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, huyễn đạo tôn tháp ngươi một khi bước vào, nói không chừng ta cũng sẽ bại lộ tung tích. Đến lúc đó đem ngươi trở thành thái thượng phỉ nhổ người, khặc khặc. Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt lóe lên vùng vẫy ý, một hồi lâu sau siết chặt quả đấm chậm rãi mở ra, bất đắc dĩ nói, ta hiểu ý. Diệp Thần, một ngày nào đó, ta muốn ngươi chết. Cùng lúc đó, huyễn môn, dưới cây bồ đề. Rối rít tiếng ồn ào truyền tới, khắp nơi là huyễn môn đệ tử bàn luận sôi nổi, thổi nâng Tiêu Thuần Ngọc dì tai. Cái này bồ đề dưới cây cổ thụ. Mỗi một chiếc lá rụng, đều là ánh chiếu liền huyễn môn lớn nhỏ vô số xó xỉnh, khen chê không đồng nhất khen tị tiếng cũng không thiếu, rối rít truyền vào hai vị lão nhân trong tai. Đây cũng là vì sao nghìn năm tới, Thiên Huyễn Lâm thực tập chưa bao giờ có người thông qua nguyên nhân thực sự, đại ca sở dĩ mở Thiên Huyễn Lâm thực tập, sợ rằng chỉ là vì nghiệm chứng một ít tồn tại,
hoặc có lẽ là vì Nguyệt Như cái đó nha đầu. Dẫu sao cái này khảo nghiệm không có thông qua có khả năng, cũng coi là đối với luân hồi chi chủ một loại từ chối, dẫu sao huyễn đạo tôn tháp liên quan đến ta huyễn môn căn bản, Nguyệt Như cũng được đi, cho dù là Tiêu Thuần Ngọc đều không cách nào tùy tiện vào bên trong. Những năm này, lão tứ vì huyễn đạo tôn tháp tư cách, không thiếu cho người cháu này bận tâm, có thể mà nay, Tiêu Thuần Ngọc lại có thể đạt được trong đó một phần chia truyền thừa, sợ rằng sự việc không đơn giản. Tam trưởng lão khẽ vuốt râu bạc trắng, hai tròng mắt nhẹ mị, không biết là xem chấp tử tay, vẫn là vậy cách cục đã không rõ tàn cờ bàn. Tâm tư của đại ca chúng ta làm sao có thể thấu hiểu được. Nhưng bất kể như thế nào, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Nguyệt Như. Nguyệt Như nàng là một cái hiền lành hài tử, tông chủ cũng là yêu mến nàng, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ an tâm, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đại trưởng lão hơi lắc đầu, hắn biết được tứ trưởng lão Tiêu Kiền Thiên tâm ý, chỉ là, hắn cũng không đồng ý Tiêu Kiền Thiên hành vi, hắn tâm tư quá mức kín đáo, điểm này để cho đại trưởng lão vậy khá là kiêng kỵ. Ta đây là thật thưởng thức luân hồi chi chủ cái thằng nhóc đó, có dũng có mưu, có thể ở cái tuổi này, cũng như này tâm trí cùng thủ đoạn. So những năm gần đây phi thăng không không thời không những tên kia mạnh hơn nhiều. Tam trưởng lão cười một tiếng, không biết là đang khen Diệp Thần, vẫn là ở tổn ai. Ừ, lấy tên tiểu tử kia tính tình, chắc chắn không nên ở Thiên Huyễn Lâm như vậy yên lặng mới là, muốn đến là gặp phiền toái không nhỏ. Ngũ trưởng lão cười nói, chẳng lẽ còn có thể cầm Thiên Huyễn Lâm thiên thọt phá không được. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng. Mặc dù không từng khinh thường luân hồi chi chủ, nhưng hôm nay còn ở thiên huyền cảnh hắn, thành trường không gian 10 phần rộng lớn. Oanh! Đánh cờ hai người lời còn chưa dứt, một cổ minh mông chập chờn từ không thanh đường truyền tới, hai tôn cường giả không khỏi được ngạc nhiên. Toàn bộ huyễn môn cũng chấn động không dứt, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp xa xa, một tòa thạch đài to lớn chậm rãi dâng lên, đường kính ước chừng đạt tới chục nghìn mét. Cái đài đá kia trên, có từng cái kỳ dị đồ án, tản ra đạm đạm kim quang. Không thanh đường, làm sao có thể? Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhất thời thu liễm ban đầu chuyện trò vui vẻ hình dáng, vẻ mặt nghiêm túc, tiêu tán ở đỉnh núi, không lưu mấy phiến lá bồ đề che đậy vốn là mông lung tàn cờ. Thiên Huyễn Lâm bên trong. Diệp Thần trước mặt màu vàng kim sáng chói thánh cung tản ra ánh sáng chói mắt, phảng phất là một viên mặt trời vậy chói mắt. Một đạo đạo kim sắc minh văn sen lẫn ở trên dây cung, lưu chuyển màu vàng ánh sáng rực rỡ doanh chân bóng, bàng như có đạm đạm sinh mạng hơi thở. Tuy chưa từng có mũi tên mất, nhưng lại cho người một loại mũi nhọn lộ ra ảo giác, như là chỉ cần bắn cung, vạn linh đều là vẫn. Vũ khí này lai lịch ra sao? Diệp Thần bên trong lòng có chút chấn động. Hắn đưa tay phải ra, chạm thánh cung bên bờ, nhưng phát hiện ngón tay mình, bị nóng được giấy lên một chút màu vàng kim ngọn lửa. Nhảy động gian chính là cắn nuốt máu tươi của hắn cùng xương thịt. Một khắc sau, vậy ánh sáng màu vàng hơn nữa rực rỡ mấy phần. Bất quá Diệp Thần nhưng vẫn không có lùi bước, như cũ đưa tay phải ra, khẽ vuốt thánh cung bên bờ. Hắn cũng không dám dùng toàn lực, chỉ là 7-8 phần, nếu không bàn tay hắn khẳng định sẽ trực tiếp hóa là cho bụi, đốt thành hư không. Thánh cung ở trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi dòng nước chảy sức sống, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Mà cung kia thân bên trên, có một tầng đạm đạm ngọn lửa màu vàng, tựa hồ là có sinh mạng vậy. Nó không hề từng nhận chủ, nhưng lại không bài xích Diệp Thần, cung kia miệng chỉ hướng chỗ, chính là chầm chầm rơi vào mộng cảnh Đinh Nguyệt Như. Thần binh có linh, muốn để cho ta ra tay. Lại có thể sẽ có như vậy nóng bỏng linh phách, hơn nữa lại là có ý thức của chính mình. Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, đối với vật này phẩm cấp, hắn là kiến thức nửa vời. Diệp Thần không dám khinh thường, hắn bây giờ tu vi chỉ có thiên huyền cảnh, mà đây cầm thánh cung uy lực, hiển nhiên muốn vượt qua giống vậy tổ khí, hắn cũng không nhận vì mình có thể điều khiển cái này cây cung. Không có mũi tên mất, uy năng tự nhiên cũng sẽ không so đỉnh cấp lúc đó, nhưng phá vỡ cái này ảo tưởng cảnh, không khó lắm. Diệp Thần vuốt ve màu vàng kim thánh cung, không biết cái cung này uy lực, đều là đụng chạm, cũng đã đủ để biến dạng một vị chính xác tiên đế máu xương, nếu như đem kéo căng. Không biết mình có thể hay không chịu được. Nếu là lấy kiếm ý hóa mũi tên, đem mình thực chất hóa kiếm ý làm mất, có thể hay không kéo ra cái cung này. Không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể thử nghiệm xem. Diệp Thần âm thầm cắn răng,
trong cơ thể minh mông linh lực điên cuồng tràn vào màu vàng thánh cung bên trong, dung nhập vào cao nhất kiếm ý ở trong thời gian đó, lấy hộ thân thân thể không băng tán. Ông ông ông! Đạm màu vàng kim dây cung tranh minh không ngừng, một cổ bức bách người uy áp ngay lập tức dưới vào Diệp Thần quanh thân, tựa hồ có vô cùng tận to lớn lực muốn phun ra, đem chen bể hắn. Từng trận tiếng chấn động vang lên, thánh cung bề ngoài, có vô cùng phù văn nổi lên, như vậy phù văn văn lạc, lại là có thần bí huyền diệu lực lượng, để cho Diệp Thần bên trong đan điền lưu chuyển linh lực, vậy trở nên có chút hỗn loạn. Diệp Thần không dám có nửa điểm lạnh nhạt, toàn bộ tinh thần chăm chú ngưng luyện, hơn nữa mãnh liệt minh mông lực lượng xông lên soát thân mình, như có thiên quân vạn mã ở trong cơ thể hắn hí bảo hiếu. Chỉ là mấy hơi thở tới giữa, Diệp Thần huyết khí trong cơ thể chính là rót ngược, giống như ngút trời rừng sóng, điên cuồng phun trào, Diệp Thần thân hình, lại là không ngừng biến ảo xưng lên, một bộ tùy thời muốn nổ tung hình dáng. Hắn cảm giác mình hình như là bị chóc xớt vậy, da máu thịt bị từng bước xâm chiếm, gân mạch bị miễn cưỡng vặn bể vết nứt, máu rút sạch chảy hết. Diệp Thần đan điền, giống như là khô khốc nước hồ, một giọt máu tươi cũng không cách nào tồn trữ, liền liền trong cơ thể sinh mệnh lực vậy đang không ngừng trôi qua. Mà hắn trên mình, lại là có vô tận màu vàng minh văn ở lật lăn xô trào, đó là thánh cung trên đường vân, hôm nay phủ đầy Diệp Thần quanh thân, tản ra chói mắt vàng rực. Cái này cầm thánh cung, quả thật mạnh mẽ à, ta huyết mạch và lực lượng, lại không cách nào khống chế nó, chỉ có thể mặc cho nó phát huy ra mình bộ phận lực lượng, nếu là có một ngày ta tu vi đạt tới mạnh hơn. Nó sẽ biến thành cái dạng gì? Diệp Thần cảm khái không thôi. Theo kim quang lóe lên, Diệp Thần vậy bắt đầu đổi được cực kỳ yếu ớt. Trong cơ thể máu đang nhanh chóng chạy mất, trong kinh mạch ẩn chứa máu tươi, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bốc hơi hầu như không còn, tiếp tục như vậy, căn bản không có thể kiên trì bao lâu. Vèo! Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc giây phút, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần trước mắt, một đạo kiếm mang vạch qua, đánh thẳng mặt. Vậy đạo ác liệt vô cùng kiếm mang, ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm ý, tựa hồ có thể xuyên thủng thiên địa. Diệp Thần sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau đó, vội vàng vận chuyển công pháp, thúc giục trong cơ thể linh lực, ngưng tụ ra một đạo kiếm ý. Kiếm ý nổ bắn ra ra, cùng đạo kiếm quang kia hung hăng đụng vào nhau. Hai đạo thế công đụng vào nhau, nổ bắn ra ra một chùm hoa mỹ vầng sáng, vậy vầng sáng giống như rung động vậy khuếch tán ra, chỗ đi qua, trong hư không hết thảy, đều là bị vặn diệt. Ho! Bất thình lình nhất kích, làm được vốn là thần hồn suýt nữa vỡ nát Diệp Thần liên tiếp gặp tai nạn, thân hình chính là ngay tức thì như đạn đại bác vậy bắn ra, trùng trùng đập trên mặt đất, lõm ra một cái có chừng mấy trượng hố sâu. Dứt khoát vậy tập kích mình người, cũng không phải là hạng người tu vi cao thâm, thậm chí so với Diệp Thần, còn muốn yếu đi không thiếu, nếu không vậy một đạo kiếm quang, đều là đủ để cho hắn tổn thương nặng. Đột nhiên, chậm rãi tiếng bước chân theo tới, Diệp Thần ngước mắt nhìn lại. Đó là một tên tay cầm kiếm trúc người đàn ông, tu vi không cao. Diệp Thần kỳ quái chính là, tên kia ở nhất kích được như ý sau đó, cũng không lại có hậu thủ đánh ra, cũng không gặp rét lạnh sát ý hiển lộ, ngược lại thì ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cái này cũng làm hắn không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên, bằng ta lực lượng không giết được ngươi. Tiểu Ngũ khẽ cắn môi dưới, trong mắt lóe lên lau một cái đoạn tuyệt vẻ, hướng về phía Diệp Thần trầm giọng nói, Diệp đại ca. Đối ngươi ra tay thực không phải ta chủ ý, không biết làm sao có tiểu nhân mang theo muội muội ta tánh mạng tướng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, lúc này mới bất đắc dĩ làm. Tay cầm kiếm trúc Tiểu Ngũ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta trả lại ngươi một mạng chính là, tin tưởng lấy người kia địa vị, vậy sẽ không làm khó nàng. Dứt lời, Tiểu Ngũ trong tay kiếm trúc chính là thẳng hướng mình cổ xóa đi, một màn này, liền Diệp Thần đều là sửng sốt một chút. Tình huống gì? Bỗng nhiên xuất hiện sát thủ ở thì phải được như ý thời điểm, không giết. Ngược lại nói một chồng lớn có không có, thì phải tự vận. Đây rốt cuộc coi là chuyện gì xảy ra. Dừng tay. Bất quá Diệp Thần phản ứng nhưng là không chậm, trong nháy mắt cũng là đoán được cái gì, trực tiếp vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình liền khống chế được hết thảy. Diệp đại ca. Tiểu Ngũ nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đỏ bừng, lại vô thần, nói ta chẳng muốn muội muội chết. Nhưng nếu không đối ngươi ra tay, nàng nhất định khó thoát độc thủ, thật xin lỗi. Trong giọng nói, tràn đầy không biết làm sao, hắn không có lựa chọn nào khác. Là Tiêu Thuần Ngọc để cho ngươi làm như vậy.
Diệp Thần nhướng mày một cái, hỏi. Hắn mới tới huyễn môn, chưa bao giờ kết thù. Có thể đối hắn có như vậy địch ý, cũng chỉ có vậy không cố hết thảy lấy lòng Đinh Nguyệt Như, coi mình là cái đinh trong mắt Tiêu Thuần Ngọc. Thấy Tiểu Ngũ yên lặng không nói một lời, Diệp Thần biết, mình suy đoán không sai. Ngươi là huyễn môn đệ tử. Diệp Thần hỏi. Đúng, Tiểu Ngũ đúng sự thật nói. Bằng ngươi tu vi, Thiên Huyễn Lâm thực tập tư cách cũng rất khó tranh thủ được, ngươi là len lén chạy vào. Có thể ngươi vì sao, chưa từng rơi vào huyễn mộng bên trong. Đây là Diệp Thần đáy lòng lớn nhất nghi vấn, Tiểu Ngũ tu vi có thể nói ở nơi này Thiên Huyễn Lâm bên trong tồn tại lót đáy. Tham dự thực tập đệ tử nội môn, tu vi đều không thấp, liền chính hắn đều là trước liền nói, nếu không phải cô gái thần bí kia tương trợ, sợ rằng đều không cách nào thoát khỏi ảo cảnh. Có thể cái thằng nhóc này, lại từ đầu chí cuối, đi ở Thiên Huyễn Lâm bên trong, Diệp Thần trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, cũng không phải là muốn chém đánh tới người, hắn thấy được cứu Đinh Nguyệt Như hy vọng. Diệp Thần tuy biết Tiêu Thuần Ngọc làm người, nhưng cũng không đem lần này Tiểu Ngũ tập sát để ở trong lòng, dưới mắt phá vỡ Thiên Huyễn Lâm mộng sát trận, cứu ra Đinh Nguyệt Như mới là trọng yếu nhất. Tiêu Thuần Ngọc chuyện, ta sẽ không làm khó ngươi, dưới mắt, tu được ngươi giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nhìn về Tiểu Ngũ, ngưng trọng nói. Ta, tập sát không được, thì phải tự sát. Tiểu Ngũ ngạc nhiên, hắn lại không hận mình. Diệp Thần gật đầu một cái, thánh công lực lượng, cho dù là hôm nay lấy hắn kiếm ý ra trì, mới tiếng chuông kéo căng, nhưng là vẫn không đủ. Mà Tiểu Ngũ, nhưng là có thể tự nhiên ở nơi này Thiên Huyễn Lâm bên trong qua lại, chưa từng rơi vào mộng. Tình huống như vậy, hắn đã từng chỉ ở một người mang trên mình thấy qua, chính là Chu Uyên. Mà Tiểu Ngũ, nhưng lại cùng cái trước không rõ lắm giống nhau, Diệp Thần có thể cảm giác rõ ràng đến, tiểu tử từ trong ra ngoài tản ra mũi nhọn. Tiên Thiên Kiếm Tâm. Thằng nhóc này có vô số kiếm tu khát vọng Tiên Thiên Kiếm Tâm, tuy chưa từng lĩnh ngộ mạnh mẽ kiếm ý, thế nhưng viên minh tim, nhưng là làm hắn không sợ không tạp. Lấy ngươi kiếm tâm, giúp ta phá ngông. Diệp Thần tay phải hư mang, nơi mi tâm lóe lên màu đỏ thẫm ánh sáng, Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm ý bộc phát ra, dung nhập vào thánh cung bên trong, nhất thời, nguyên bản bình đạm không có gì lạ thánh cung ngay tức thì tóe ra sáng chói hoa quang, tựa như hóa thành thực chất vậy. Diệp đại ca. Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, nhìn Diệp Thần cái này đột ngột biến hóa cử động, trong lòng khá là chấn kinh. Diệp Thần không có để ý Tiểu Ngũ kinh ngạc, đem thánh cung giơ lên, kinh khủng lực lượng ở hội tụ, ở sự thao khống của hắn hạ, từng luồng màu trắng thánh mang thấm ra, hóa thành ánh sáng lung linh tuyệt đẹp tứ tán, quấn quanh ở thánh cung bên trên, tạo thành tối tăm khó khăn dòm ngó phù văn đồ án. Phù văn này đồ án cùng trước kia ở Diệp Thần nơi mi tâm lóe lên màu vàng ngọc giản cái đó thần bí đường vân cơ hồ là giống nhau như đúc. Phá! Diệp Thần đôi mắt mở một cái, thánh cung mềm dai huyền run lên, thánh trên cung bắn ra vô số đạo ánh sáng màu trắng hoa, như muôn vàn mũi tên thất yếu xuyên phá luân hồi vậy nghịch thiên lên, không có vào thương khung. Tiểu Ngũ ở Diệp Thần dưới sự chỉ dẫn, hai tròng mắt khép hờ, từng tia tinh thuần lực lượng từ hắn ấn đường rỉ ra, xen lẫn ở Diệp Thần đầy trời ý chí tới giữa, bồi hồi tranh minh. Vù vù. Vậy cổ minh mông uy thế đang diễn hóa, Tiểu Ngũ sau lưng, lại là có một chuôi trình thiên quang vẻ trường kiếm hư ảnh lơ lửng, tựa như thật tựa như giả, giới tại hư thật lúc đó, không thể đoán. Thế nhưng lăng liệt trùng tiêu kiếm ý, nhưng là cơ hồ miễn cưỡng đè cong thương khung mấy độ, ở Diệp Thần bên người tàn phá ngang dọc. Ầm. Theo ánh sáng màu trắng hoa nổ tung, từng trận nổ vang như sấm tiếng truyền tới, thương khung bị xé ra một cái hắc động thật lớn, vô tận dòng điện điên cuồng cuộn sạch, đem nguyên phiến bầu trời ánh chiếu thành một phiến đen nhánh, vô biên mây sấm phun trào, tựa hồ tùy thời sẽ hạ xuống lôi bão tố. Cái này, Tiểu Ngũ trợn to hai mắt, nhìn quỷ dị này mà nguy nga cảnh tượng, khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Những ngày qua không lôi kiếp là cái gì? Tiểu Ngũ nghi ngờ hỏi nói. Nơi đây quy tắc đặc biệt không thể dòm ngó, đây cũng là thế nào sẽ có Thiên Huyễn Lâm tồn tại nguyên nhân, sợ rằng sau lưng có cao nhất cường giả ở dẫn dắt. Diệp Thần ngưng trọng nói. Chúng ta muốn đánh nát cái này đầy trời sấm sét sao? Tiểu Ngũ vẻ mặt đau khổ, xem về phía chân trời vậy vô số sấm sét. Kiếm ngươi tìm cùng ta kiếm ý đồng tình, lúc này mới dẫn động nơi đây đại lộ, ngươi là một tên trời xanh kiếm tu, cần phải chưa từng có từ trước đến nay, chém hết thế gian bất bình.
Diệp Thần cười một tiếng, nói. Thật sao? Có thể Huyễn Môn trưởng lão từng nói, ta tư chất bình thường, chỉ chung cả đời, khó có đóng góp, ta. Tiểu Ngũ nghe vậy, trong mắt có hào quang. Người kiếm tâm hiểu ra, vốn cũng không thích hợp hiểu cái này Huyễn Mộng trận, nói người tư chất bình thường, ngược lại cũng không giả, cũng tỉ như ta, cũng không như thường không sở trường Huyễn Môn thủ đoạn. Nhưng dù vậy, Tiêu Thuần Ngọc vậy như cũ không phải ta địch thủ, một kiếm này, chảm phá vạn pháp. Tiểu Ngũ kích động nắm chặt chặt hai quả đấm, nghe Diệp Thần ý, mình cũng có thể có một ngày có thể cùng tiên đế chống lại. Diệp Thần không có giải thích, chỉ là cười một tiếng, sau đó liền ngất trời phù diêu lên, thốn kình mở thiên lực lượng đánh ra, trào vào trong tay thánh cung bên trong, thánh cung ở giữa thánh mang càng phát ra hừng hực, từng luồng ánh sáng màu trắng hoa lưu chuyển. Diệp Thần không có dừng lại, chỉ gặp thánh cung ở giữa lực lượng dần dần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vo ve. Tiểu Ngũ tâm thần rung động, chỉ cảm giác được mình trong cơ thể lực lượng nào đó tựa hồ cũng có chút xuẩn xuẩn dục động khuynh hướng. Đây là, Tiểu Ngũ không khỏi rung động. Diệp Thần không có nói nhiều, chỉ là khẽ giơ lên trong tay thánh cung, nhắm ngay thương khung. Chanh! Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, chuôi này thánh cung mãnh như vậy chấn động một cái, một bó màu trắng ánh sáng rực rỡ phá không mà ra, bắn vào trên bầu trời vô số sấm sét bên trong. Nhất thời bầu trời sấm sét như bị sét đánh, rối rít bạo tán, hóa thành vô tận sấm sét khói mù, trên không trung phiêu tán, biến mất. Diệp Thần trong tay thánh cung không ngừng cua múa, trên hư không thân hình phiêu giật lại nhẹ nhàng, bừng bừng sâu Nhật Bản mãnh liệt, mỗi một lần dương cung, cũng đi đôi với kinh khủng tan biến lực đạo. Lại là một mũi tên sâu không thương khung, trời long đất lở, mặt đất làm lật, hư không rạn nứt, vậy nhìn như nhỏ bé bóng người. Nhưng như thần linh vậy nhìn xuống bá tánh. Ta cũng có thể trở thành cường đại như vậy võ giả sao? Như vậy muội muội cũng sẽ không bị người khi dễ, chúng ta cũng không cần như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bị người cản tay. Tiểu Ngũ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, đồng lỗ bên trong thoáng qua một chút hướng tới thần sắc. Thành công không? Diệp Thần huy động kéo căng liền ước chừng 99 mũi tên, mỗi một đánh đều là dẫn động đại lộ. Từng luồng màu trắng ánh sáng rực rỡ, miễn cưỡng đem chư thiên thắp sáng, nướng mục đích thần mang so đại nhật thượng cường hoành hơn mấy phần. Cuồn cuộn lực lượng, tràn ngập ở thiên huyễn lâm mỗi một xó xỉnh, rơi vào mộng bên trong khó mà tự kiềm chế huyễn môn rất nhiều đệ tử, đều là ở hắn dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi sáng mắt. Đây là, chân chính thiên huyễn lâm. T, ta suýt nữa tống táng mộng bên trong. Tỉnh hồn lại một tên huyễn môn đệ tử nội môn kêu lên. Cho dù là hắn thực lực không kém, đều là đan điền biển đổ nghịch, hiểm tượng hoàn sinh. Có người cứu chúng ta, là Tiêu sư huynh sao? Đạo nhân ảnh kia, không giống Thuần Ngọc sư huynh, là... Diệp Thần. Tỉnh lại đám người chặc chặc thán phục, rốt cuộc lại là cái đó Đinh Nguyệt Như mang về người ngoài. Huyễn Tiên Đài vượt biên giới đánh tan Tiêu Thuần Ngọc, mà nay lại là cứu toàn bộ huyễn môn đệ tử, cái này để cho đám người nhìn về hắn ánh mắt, đổi được không giống tầm thường. Diệp Thần mắt gặp ảo ảnh bị toàn bộ chảm phá, Đinh Nguyệt Như thân hình cũng là run lên, vậy tràn ngập ở quanh thân lực lượng chậm rãi tản đi, còn cần một chân bước vào cửa. Phá! Diệp Thần không để ý mình bị thương thân thể, lần nữa dương cung, tan biến hết thảy màu trắng mũi tên mất giống như ngân hà vậy thẳng sâu chân trời, chí cường kiếm ý mãnh liệt nóng rực nhiệt độ kinh khủng phải đem hết thảy tan rã. Diệp đại ca, mau dừng tay, người thân thể không chịu nổi. Tiểu Ngũ cổ họng một ngọt, búng máu tươi lớn ho ra, lấy sáng rực kiếm tâm là phụ bên trái hắn, giờ phút này đều là bị cắn trả, có thể gặp cuối cùng này một mũi tên, cái trước phải bỏ ra hơn giá thật lớn. Kinh khủng lực lượng kích động vọng về, đem cả tòa không gian cũng chấn động được ông minh. Diệp Thần một chiêu này, chính là lấy luân hồi ý chí làm trụ cột, lấy thân hóa nói, thi triển ra một chiêu này. Nếu không phải Tiểu Ngũ kiếm tâm nơi phụ, một mình hắn xa không đạt tới này cùng hiểu ra cảnh, thúc giục vật này đến đây. Tiểu Ngũ trong mắt cũng là toát ra vẻ kính nể, đối phương có thể bằng mình lực lượng đưa tới thiên địa ý chí cắn trả, đúng là yêu nghiệt. Suy rồi. Mũi tên kia đánh phá hư không, qua lại ở trên trời kẽ hở bên trong, trong nháy mắt, trong hư không thiên lôi cuồn cuộn rơi. Thiên lôi tàn phá, vô cùng vô tận màu tím điện quang, từ trong hư không trong khe đáp xuống. Những thứ này sấm sét, ẩn chứa cực đoan lực lượng cuồng bạo, Diệp Thần cùng xa tương đối mong,
đều là cảm giác được tự thân máu đang không ngừng sôi trào tê liệt. Diệp đại ca, mau lui lại, cái này lôi kiếp quá mạnh mẽ. Ngươi không thể kiên quyết đương đầu. Tiểu Ngũ vội vàng gào thét, mặc dù Diệp thần công kích rất khủng bố, nhưng là hắn nhưng là đang khiêu chiến nơi đây thiên đạo, nếu không phải cẩn thận bị cuốn vào sấm sét bên trong, coi như không bị tích chết, vậy được lột ra. Diệp thần nhưng là làm như không nghe, mặc cho những cái kia cuồng bạo sấm sét tích rơi xuống, thậm chí liền tránh né động tác cũng lười được làm, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở giữa thiên địa. Ngươi làm thật không sợ bị tích chết, vẫn là chỉ cảm thấy được làm như vậy rất tuấn tú. Nhưng vào lúc này, trêu chọc thanh âm vang lên, thanh linh lại nhu hòa. Diệp thần nghe vậy nhưng là cười khổ nói, ngươi lại không tỉnh lại, sợ rằng ta đều phải buông tha. À, luân hồi chi chủ cũng có buông tha thời điểm. Ninh Nguyệt Như trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ tràn đầy muốn nhìn xem kịch vui nụ cười. Không chọc cười ngươi, dẫu sao ngươi có thể muốn theo ta cùng đi huyễn đạo tôn tháp, hao tổn ở chỗ này, cũng quá mất mặt chút. Ninh Nguyệt Như tay nhỏ bé chống nạnh, một bên vẫy tay đuổi đi những cái kia cuồng bạo sấm sét, vừa nói cảm ơn nhiều. Huyễn môn, không thành công đường không? Bá bá bá. Năm tôn tiên đế cường giả hạ xuống. Không gian theo mấy người dồn dập nhịp bước cũng là từng cơn vặn vẹo, xem ra là sinh việc lớn bưng. Đại ca, lúc trước vậy đạo chập chờn nhưng mà. Tam trưởng lão mép nói chưa lối ra, đại trưởng lão liền là làm dấu chớ có lên tiếng, tỏ ý hắn không muốn lại sách. Thiên huyễn lâm bên trong, có người gặp được, nàng. Cầm đầu cụ già trầm giọng thở dài, vừa lo lắng nói, hy vọng không phải Nguyệt Như cái đó nha đầu. Người nọ xuất hiện, phải chăng hơi quá sớm. Khoảng cách ước định, nhưng còn có kỳ hạn trăm năm. Hoặc giả là luân hồi chi chủ xuất hiện, quấy nhiễu thế cục vậy nói không chừng. Mấy người chố mắt nhìn nhau, có thể thấy đại trưởng lão vậy mặt âm trầm bàng, lại là muốn hỏi không dám hỏi. Huyễn môn kết giới chỗ, tiếp liền mấy tiếng nổ vang truyền ra, không thanh đường phía trên hư không, mãnh như vậy sụp đổ, một cái vết nứt, giống như là mạng nhện vậy, đầy vải ở trên trời mạc bên trên. Ngay sau đó, hư không vỡ nát, hai đạo thân hình một lớn một nhỏ từ vậy trong hư không rớt xuống đi ra. Theo sát, chính là huyễn môn chúng đệ tử lần lượt rơi xuống. Đây là... mấy vị trưởng lão cả kinh thất sắc, đây là Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như. Thằng nhóc này... đại trưởng lão nhướng mày một cái, cảm thụ Diệp Thần khí tức trong người, trong lòng cũng là cả kinh, quả nhiên. Ở Diệp Thần trên mình, năm vị tiên đế cảnh cường giả đều là cảm thấy khí tức quen thuộc. Loại cảm giác đó cho dù là cách vạn cổ năm tháng, cho đến ngày nay cũng không từng cọ rửa, vẫn làm bọn họ tin quý. Mấy vị trưởng lão, thiên huyễn lâm thực tập kết thúc, chẳng biết lúc nào, chúng ta có thể đi vào vậy huyễn đạo tôn tháp. Ninh Nguyệt Như ngẩng đầu ưỡn ngực, cười híp mắt hỏi. Tứ trưởng lão nhưng là hừ nhẹ một tiếng, thẳng đáp, là kết thúc, có thể các ngươi cũng không thông qua thực tập, tại sao nhập huyễn đạo tôn tháp nói một chút. Lần này thực tập. Vậy chỉ có ta chi tôn mà thuần ngọc dẫn đầu trở về, lại đạt được truyền thừa ngọc giản, các ngươi đâu? Phải nói nhập huyễn đạo tôn tháp, vậy chỉ có thuần ngọc mới có tư cách vào bên trong. Một bên nhị trưởng lão cũng là nhẹ giọng phụ họa nói. Diệp thần nghe vậy, vẻ mặt đông lại một cái, nhưng rất nhanh lại bị hắn khôn khéo che giấu đi, hắn chợt nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu ngũ bả vai, tỏ ý người sau chớ có xung động. Ngay trước vị này tiên đế cảnh cường giả mặt. Nghi ngờ hắn tôn nhi, thực là ngu. Ngươi, Ninh Nguyệt Như tức giận thẳng dậm chân, nhưng nàng nhưng lại là không cầm ra lý do tới cãi lại, vậy truyền thừa ngọc giản đúng là chưa từng vào tay, ngay cả mình mạng nhỏ, đều là Diệp thần cứu. À, tứ trưởng lão ý nói, là cầm truyền thừa ngọc giản mới có nhập huyễn đạo tôn tháp tư cách. Diệp thần cười một tiếng, khom người hỏi. Không sai, không cầm ra truyền thừa ngọc giản, nhập tôn tháp chuyện. Liền đến đây thì thôi, đợi đến thuần ngọc luyện hóa truyền thừa xuất quan, hắn như nguyện ý, có lẽ có thể mang theo Nguyệt Như nha đầu. Chỉ cao khí ngang, mặt đầy là vẻ tự hào không thèm che giấu tứ trưởng lão cuồn cuộn không ngừng, đang hắn chưa thỏa mãn lúc đó, một vẻ kim quang trực bức tiêu hán. Kim quang này, giống như một vầng mặt trời nóng rực, chiếu sáng hư không. Kim mang chói mắt, ánh sáng đâm chói mắt. Một cổ mãnh liệt uy áp theo nhau mà tới. Làm được tại chỗ tất cả mọi người đều là thần hồn chấn động, rối rít ngã xuống đất. Ánh sáng màu vàng. Chẳng lẽ trừ thuần ngọc sư huynh bên ngoài, còn có người lấy được truyền thừa?
Đám người sửng sốt một chút, đều là hướng vậy ánh sáng màu vàng bắn tới phương hướng nhìn, không chỉ là bọn họ, chính là mấy vị tiên đế cảnh trưởng lão, cũng là rối rít liếc mắt chăm chú nhìn, muốn xem cái này ánh sáng màu vàng rốt cuộc đại biểu có ý gì. Là hắn, Diệp Thần lại có thể vậy tiến vào nơi truyền thừa, lại lấy được truyền thừa. Khó trách hắn sẽ cứu chúng ta, nguyên lai là đã được một quả truyền thừa ngọc giản. Không hổ là Diệp Thần, hắn vận khí, thật là so người khác tốt được hơn. Màu vàng kim ngọc giản, uy áp mạnh hơn qua thuần ngọc sư huynh mang ra vậy một quả. Không ít người bàn luận sôi nổi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều mang một ít hâm mộ ghen tị, tiến vào huyễn đạo tôn tháp cái này cơ duyên lớn lao, rơi vào người ngoài trên đầu, cái này để cho được bọn họ đều có chút không cam lòng. Ừ, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão, vậy chú ý tới Diệp Thần nơi mi tâm vậy ánh sáng màu vàng, không khỏi cau mày. Tứ trưởng lão, không biết mai ngọc giản này, có thể hay không đại biểu truyền thừa. Diệp Thần không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngươi, làm sao có thể? Tứ trưởng lão tràn đầy khiếp sợ, khó tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tạm thời im miệng. Một bên nhị trưởng lão nhưng là chân mày cau lại, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên là giữ lời, ngươi là Nguyệt Như hộ đạo, hôm nay lấy được truyền thừa, nàng tự nhiên là có tư cách nhập tôn tháp. Đợi đến thuần ngọc xuất quan, hai người có thể sóng vai đi huyễn đạo tôn tháp. Luôn mồm nhận lời, nhưng là duy chỉ đem Diệp Thần, bài trừ ở ngoài. Đều là ngàn năm cáo già, tứ trưởng lão há có thể không biết. Lập tức chính là nói tiếp đúng, nếu tiểu hữu là Nguyệt Như lấy ra truyền thừa ngọc giản, dĩ nhiên là giữ lời. Hắn hai người, đều có tư cách nhập tôn tháp. Ninh Nguyệt Như nhưng là tức giận chống nạnh, suýt nữa lại phải tức miệng mắng to, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Hai vị trưởng lão coi là thật không muốn ta đi huyễn đạo tôn tháp. Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Đại trưởng lão thấy Diệp Thần diễn cảm, nhất thời cảm thấy không ổn, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là bị tứ trưởng lão đoạt trước. Huyễn đạo tôn tháp, từ xưa tới nay chính là không đối người bên ngoài mở cửa, luân hồi chi chủ, kẻ thức thời là người tài giỏi. Tứ trưởng lão giọng dần dần trầm thấp, hiển nhiên chẳng muốn trong chuyện này, cùng hắn quá nhiều dây dưa. Xin hỏi, cái này cũng đại biểu năm vị trưởng lão nhất trí quyết định sao? Diệp Thần nhìn về đại trưởng lão, bình tĩnh mở miệng hỏi nói. Tam gia gia, ngũ gia gia, các ngươi nói nhanh lên nói à. Ninh Nguyệt Như có chút kích động. À, tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, xe dâu không nói. Diệp Thần, muốn đến ngươi cũng nhìn thấy, muốn nhập huyễn đạo tôn tháp, tu được có tư cách mới được. Đại trưởng lão ánh mắt như đuốc, nhìn thẳng Diệp Thần, trực giác nói cho hắn, cái này đứa nhỏ không đơn giản. Đại trưởng lão nói cực phải, tiểu tử nếu có thể cầm cho ra một quả truyền thừa dấu vết, thì có ai dám bảo đảm, ta không có thứ hai cái đâu. Diệp Thần liếc mắt nhìn về một bên tứ trưởng lão, hỏi ngược lại nói. Ngươi, cái này hơi có vẻ ánh mắt khiêu khích thậm chí một lần để cho tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão biến sắc, nhưng Diệp Thần cử chỉ cung kính, bọn họ cũng không tốt lúc này làm khó dễ, dẫu sao bọn họ cũng không phải là vậy cùng không có chút nào kiến thức người. Nếu có, ngươi lấy ra chính là. Nhị trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi tròng mắt kia, nhưng là dần dần đổi được sâu tựa như biển. Ha ha ha, làm trò đùa thôi, tiểu tử bất tài, vậy cùng dấu vết, cũng không quá liều mạng mới đổi lấy một quả mà thôi. Diệp Thần khoát tay một cái, cười nói. Đại trưởng lão nghe vậy, cũng là nhướng mày một cái, Diệp Thần thấy vậy, trận lại nói, truyền thừa dấu vết tuy chỉ có một quả, nhưng ta còn có một vật, xin đại trưởng lão xem một chút liền biết. Diệp Thần giữa trưởng hư mang, màu vàng kim thánh cung xuất thế, nhìn như loang lổ tàn phá trên dây cung, còn có hắn lúc trước rơi xuống giọt giọt máu tươi, chưa từng khô khốc. Chanh! Một tiếng dây cung âm, đại lộ chí giản, càn khôn hơi thở mạnh mẽ đảo huyền, màu trắng sát phạt ý như ẩn như hiện, thánh cung có linh, tự đi kéo căng cung, nhắm thẳng vào thương khung. Nhưng tựa hồ cùng Diệp Thần vô cùng là phù hợp, theo hắn hơi thở lưu chuyển, phù dung sớm nở tối tàn vậy, che giấu mũi nhọn. Cái gì? Năm tôn tiên đế cảnh cường giả đồng loạt biến sắc, lúc trước bọn họ cảm nhận được hơi thở, chính là cái cung này. Trong nháy mắt đó uy áp kinh khủng, tuyệt sẽ không sai. Liền lúc trước đầy bụng tính toán tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão thấy, đều là trước mắt khiếp sợ, đồng lỗ bên trong kẹp theo tim quý. Rất hiển nhiên, bọn họ toàn bộ nhận thức được vật này. Cái này,
Diệp thần, vật này ngươi từ vì sao tới? Đại trưởng lão khô đét môi hơi khải hợp, trong lời nói có chút hơi mất tự nhiên. Có thể khác huyễn môn rất nhiều trí cường cũng kiêng kỵ tồn tại, xem ra cô gái thần bí kia, có lớn lai lịch. Diệp thần như có điều suy nghĩ nói, ta liền là nằm mộng, mộng thấy một cái người kỳ quái. Chỉ là nghe cái này một nửa nói, năm vị trưởng lão hô hấp đều là đổi được thô trọng. Đổi câu chuyện, Diệp thần ngượng ngùng nói, cụ thể ta cũng quên, bất quá cái tên kia rất là da mặt dày, khóc cầu ta, sau đó chính là đưa cái này phá cung đưa cho ta. Cái này, năm người chố mắt nhìn nhau, rất rung động, Diệp thần thấy vậy, khóe miệng cũng là phát họa dậy lau một cái độ cong. Cái tên kia còn nói, có vật này ở đây, các vị trưởng lão tất nhiên sẽ không ngăn trở ta nhập huyễn đạo tôn tháp, nếu như còn tao cự tuyệt, liền. Diệp thần lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Đủ rồi. Đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, mở miệng nói, huyễn đạo tôn tháp cần nhất định thời gian chuẩn bị sau đó, là được mở, Diệp thần và Nguyệt Như đi, còn Như Thuần Ngọc, lấy được truyền thừa, thượng đang bế quan, đợi đến hắn xuất quan bàn lại. Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhưng lại cũng không từng mở miệng phản bác. Diệp thần, người theo ta tới, những người còn lại, giải tán đi. Đại trưởng lão chỉ là lưu lại một câu nói, chính là hướng không thanh nội đường đi tới. Sau một nén nhang, yên tĩnh cung điện trong đại sảnh, chỉ có một người già một trẻ nhìn nhau nhìn nhau. Đại trưởng lão nói, người gặp qua nàng. Diệp thần nói, thấy qua. Các ngươi trò chuyện cái gì? Thứ cho vãn bối vô lễ, không thể trả lời. Vì sao không tuân thủ ước định? Đối mặt đại trưởng lão thứ ba hỏi, Diệp thần hiển nhiên sửng sốt một chút, ước định. Cô gái thần bí kia lúc trước cũng không cùng Diệp thần tỉ mỉ nói rõ tất cả bên trong đầu mối, đây cũng là hắn đối mặt đại trưởng lão chất vấn, không thể trả lời nguyên nhân. Diệp thần suy tính chốc lát vẫn là nói, có ít thứ sinh biến cố, không không thời không giới lực. Dần dần ảnh hưởng vậy phiến giới tại hư ảo muốn cùng thực tế rừng rậm. Cái gì? Đại trưởng lão khó tin, bọn họ năm người chấn giữ dài như vậy năm tháng, có thể chưa bao giờ cảm nhận được qua khác thường. Nàng nói, để cho ta nhất định phải mang Đinh Nguyệt Như đi huyễn đạo tôn tháp, lại thiên huyễn lâm, không được lại lần nữa mở cửa. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói, nàng còn nói gì? Nàng nói nàng sẽ trở về. Nàng còn nói. Nơi đó truyền thừa, bởi vì không không thời không ảnh hưởng, sẽ không hiện thế. Diệp thần có ý ám chỉ, thấy đại trưởng lão không có động tính, dứt khoát cũng chỉ nói rõ nói, Tiêu Thuần Ngọc, có vấn đề. À, từ vậy đứa nhỏ từ Thiên Huyễn Lâm trở về, ta chính là có hoài nghi, có thể ta điều tra qua, trong cơ thể hắn, cũng không vậy không không lúc nào không giới lực hơi thở tồn tại. Đại trưởng lão trong mắt khép hờ, cau mày nói. Cho nên... Ngài mới ngăn cản hắn nhập huyễn đạo tôn tháp. Diệp thần một lần, xem ra đại trưởng lão sớm đã có phát giác. Ta tự có an bài, ngươi và Nguyệt Như đi chuẩn bị huyễn đạo tôn tháp một nhóm đi. Muốn khởi động huyễn đạo tôn tháp cần một ít ngày giờ, ở thời gian này ngươi có thể tự do ra vào huyễn môn, đi làm những chuyện khác, cũng có thể ở huyễn môn tu luyện. Còn nữa, huyễn đạo tôn tháp cực dễ bị lạc, nếu như xa vào ở đó phiến thời không. Không chỉ có ngươi tu vi không có chút nào tiến thêm, lại có thể vĩnh rơi luân hồi. Đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay, dặn dò mấy câu sau đó, chính là tỏ ý Diệp thần lui ra. Diệp thần gật đầu một cái, hắn vừa vặn dự định hồi một chuyến tinh nguyệt giới. Không biết trùng dương chân nhân cắt nhỏ nhất vĩ cùng với cá chép thiên phù sự việc như thế nào. Bất quá lúc rời huyễn môn trước, hắn ngược lại là nhớ tới một người, nếu là có cơ hội. Trợ giúp người này mấy phần ngược lại không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp thần liền trực tiếp nói, đại trưởng lão, ta ban cho huyễn môn một đạo cơ duyên như thế nào? Đại trưởng lão ngẩn ra, có ý gì? Mời đại trưởng lão giúp ta chuyển cáo tam trưởng lão, và ta vừa gặp. Diệp thần nói, tam trưởng lão, đại trưởng lão mặc dù không biết cái này luân hồi chi chủ trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Hai tiếng sau đó, huyễn môn vòng ngoài. Diệp thần cùng đến nơi hẹn mà đến tam trưởng lão sóng vai, con người híp lại, ngưng mắt nhìn cách đó không xa ở giữa rừng tay kia cầm kiếm trúc, quơ múa không ngừng nam tử. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn để cho ta thu hắn làm đồ đệ. Đây chính là ngươi cái gọi là cơ duyên. Ngươi như thế nào biết được, ta từng là kiếm tu. Cụ già cười híp mắt nhìn Diệp thần.
Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, trực giác. Ta có thể cảm giác được, ngài cũng có thể thúc giục vậy thánh cung, thậm chí lúc ấy ta như lỗ máng, còn khả năng bị ngươi tổn thương nặng cũng nói không chừng. Cho dù là đại trưởng lão, cũng tuyệt không này lẫm liệt khiếp người cảm giác bị áp bách, chỉ có mũi nhọn lộ ra cũng không từng ra khỏi vỏ. Kiếm thân thể. Màu vàng kia cung, ngày xưa đã từng mắc không thiếu máu, lão phu gặp lại nó, thời gian đầu tiên chính là mất trạng thái, lại bị thằng nhóc ngươi xem thấu. Lão nhân cười cười, hí mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, luân hồi chi chủ kiếm ý vượt qua thực tế quá nhiều, tiêu thuần ngọc thua ở trong tay của ngươi, không oan. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, nói ta chưa bao giờ đem hắn coi là địch thủ, hắn cũng không xứng, cho dù là cho hắn thời gian đuổi theo, hắn cũng thì không cách nào nhìn xa. Như đã nói qua, ngươi năng thủ cầm cái này cầm thánh khí, muốn đến đã là gặp qua nàng. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ lưng đeo khí vận như vậy nghịch thiên, xem ra cái này đại thế, thật là so dự đoán nhanh hơn rồi. Lão đầu tử ta cũng nên có cái đệ tử quan môn. Tiên Thiên Kiếm Tâm, lại là ở ngoại môn làm đệ tử tạp dịch, Tiêu Thuần Ngọc những năm gần đây, gạt chúng ta làm không ít chuyện. Cụ già trong mắt đông lại một cái, lặng lẽ thoáng qua một không che giấu chút nào sát ý. Những năm gần đây, dựa vào Tiêu Kiền Thiên thân phận, làm mưa làm gió Tiêu Thuần Ngọc có thể nói là không người dám chọc. Nếu không phải chiếu cố đến lão hữu mặt mũi, sợ rằng trước mặt cụ già đã sớm ra tay. Tiểu Ngũ. Diệp Thần chào hỏi một tiếng, xa xa Tiểu Ngũ kiếm trong tay nhận nhất thời lập ngừng, cái này hơi chậm lại, trúc chế trường kiếm hóa thành một bồi phấn vụn tản đi. Liền liền vậy ông Minh run rẩy hư không, cũng là đột nhiên yên lặng. Vốn là muốn đem Tiêu Thuần Ngọc giao cho tay ngươi xử trí, có thể ta dẫu sao là người ngoài, không tốt nhúng tay huyễn môn nội bộ sự việc. Diệp Thần hướng Tiểu Ngũ giải thích, Tiêu Thuần Ngọc hôm nay bế quan, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, cũng may kịp thời, lúc này mới cứu ra muội muội mình. Bất quá, Tiêu Thuần Ngọc chỉ cùng Chí Tà cấu kết, như ngươi có thể tự tay chém giết, muốn đến huyễn môn vậy sẽ không làm khó ngươi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, người làm, nhất thỏa thiếp bất quá. Diệp Thần cười một tiếng. Ta, Tiểu Ngũ trong mắt lóe lên một chút nhiệt huyết ý, nhưng chợt lại là ám đạm liền đi, nói ta và hắn tu vi chênh lệch quá xa, cho dù ta lại cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đuổi theo. Nếu như ta vì ngươi tìm được một vị tiên đế vi sư đâu? Diệp Thần hướng về phía hư không nhẹ giọng nói, tiền bối, ta là ngài tìm được tên đệ tử này, còn hài lòng. Tiểu Ngũ theo Diệp Thần ánh mắt nhìn lại, vạn pháp không hiện hư không tới giữa, vậy khí phách bàng như đè đổ thương khung, gầy nhom khô cảo thân hình nhưng là cho người một loại mũi nhọn lộ ra cảm giác. Người gần nhất, như kiếm lạnh lẽo vậy lơ lửng, chống lên nửa tòa thiên địa. Đây là chỉ có tiên đế, chỉ có thế giới hiện thật đỉnh cấp những người đó có thể cho người cảm giác. Tam trưởng lão. Tiểu Ngũ thấy người đến, lúc này liền là kinh hô thành tiếng, vị cụ già này. Tại ngoại môn đệ tử mà nói, nhưng mà chỉ có tông môn đại tế lúc đó, mới có tư cách đứng xa nhìn một cái huyễn môn cao nhất tồn tại. Diệp Thần cũng không dự định quấy rầy hai người thầy trò nghi thức liền nói, hôm nay ta còn có việc, trước hết hồi tinh nguyệt giới, đến lúc đó huyễn đạo tôn tháp chuẩn bị xong, nhớ thông báo ta. Nói xong, liền không cùng đám người phản ứng, trực tiếp thi triển đại hoang trộm thiên thuật hướng tinh nguyệt giới phương hướng đi. Làm Diệp Thần vừa đuổi tới tinh nguyệt giới. Chính là bắt được liên quan tới nhất vĩ nhân quả. Đồng thời, thiên dương vực truyền tới tin tức, nhất vĩ đã cắt nhỏ hoàn thành. Ngày này, trùng dương chân nhân tự mình đi tới tinh nguyệt giới. Trùng dương chân nhân một hạ xuống, nhất thời để cho được tinh nguyệt giới thiên địa khí lưu, kịch liệt chấn động đứng lên, bầu trời đổi được tối mờ. Diệp Thần đi ra đón tiếp, liền thấy trùng dương chân nhân, chân đạp mây đen, chậm rãi từ chân trời hạ xuống. Đó là, Diệp Thần nhìn trùng dương chân nhân dưới chân mây đen, ánh mắt hơi co lại, bắt được vô cùng là quỷ bí hơi thở. Vậy một đóa mây đen, ngầm chứa trước quỷ dị khí huyết, tràn đầy tà lệ hơi thở, mây đen như xương ải sôi trào, thỉnh thoảng thoáng qua mấy viên con ngươi hình dáng đồ, tràn đầy không thể nói năng lượng đặc thù chập chờn, lại có trầm thấp tiếng thú gào, mơ hồ từ trong mây đen truyền ra. Cái này đóa mây đen, lại là sống. Là một đoàn hoạt bát năng lượng thể. Là cắt nhỏ sau nhất vĩ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lập tức thì biết, vậy đóa mây đen, chính là cắt nhỏ sau nhất vĩ, là một đoàn hoạt bát năng lượng thể, quỷ dị rất, trước mắt còn không có hiển hóa hình thú.
Trùng Dương chân nhân chân đạp mây đen, thân thể trầm ổn tao nhã, vậy mây đen hiển nhiên đã thần phục với hắn. Cắt nhỏ sau nhất vĩ, quả nhiên là bị tuần phục. Luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ? Trùng Dương chân nhân thấy Diệp Thần đi ra, liền cười híp mắt chào hỏi. Trùng Dương chân nhân, nhất vĩ cắt chia xong. Diệp Thần hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, nhất vĩ đã cắt nhỏ hoàn thành, đây là thuộc về ngươi một phần, nhưng còn không thuần phục. Trùng Dương chân nhân sử dụng một phiến ngọc giản, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần khoanh tay nhận lấy, tinh thần lực quét nhìn, liền cảm thấy ngọc giản bên trong, phong ấn một đoàn quỷ dị năng lượng thể, mặt ngoài như vậy một đoàn ửng đỏ, năng lượng cáu kỉnh nổ tung, ửng đỏ bên trong, có từng hạt tròn con ngươi, từng cái xúc tu, còn có đoạn bể tay chân và lưu động óc đang sôi trào, vô cùng khủng bố. Đây chính là nhất vĩ cắt nhỏ sau đó, phân chia ra tới nửa phần năng lượng, còn mang nguyên thủy khí tức quỷ dị, có dũng khí loại không thể danh trạng cổ quái khí tượng phơi bày, hoàn toàn không có thuần phục dấu hiệu. Muốn thuần phục nói, chỉ có dựa vào Diệp Thần mình lực lượng. Văn Thiên Đại Sư chết. Diệp Thần mơ hồ bắt được cái gì, nhìn Trùng Dương chân nhân, còn có vậy đó em mây đen. Đúng vậy, Văn Thiên Đại Sư vì giúp ta thuần phục nửa đuôi, đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, bất hạnh chết. Trùng Dương chân nhân thanh âm nghe không ra là cái gì tâm trạng, cái gọi là nửa đuôi, thật ra thì vậy chỉ là vì phương tiện gọi. Nhất vĩ bị cắt nhỏ sau đó, thành hai luồng thuần túy năng lượng thể, một đoàn ở Trùng Dương chân nhân dưới chân, đã thần phục, mặt ngoài như một đóa mây đen, khác một đoàn phong ấn ở Diệp Thần ngọc giản trong tay bên trong, còn vô cùng cáu kỉnh. Hắn cửu thiên phục long ấn đâu? Diệp Thần hỏi, có chút hoài nghi là Trùng Dương chân nhân động sát thủ, giết Văn Thiên Đại Sư, tư nuốt cửu thiên phục long ấn. Trùng Dương chân nhân tựa hồ nghe ra Diệp Thần hoài nghi, chau mày, nói, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta Trùng Dương chân nhân, cũng không phải là như vậy âm hiểm bẩn thỉu tiểu nhân. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sát hại Văn Thiên Đại Sư, hắn đích xác là tinh lực hao hết mà chết, pháp bảo của hắn, đã hóa thành nguyên thủy linh khí, lại thuộc về thiên địa, không biết thất lạc ở địa phương nào. Cửu Thiên Phục Long Ấn, là thập đại cổ thần khí một trong. Truyền thuyết bên trong, thập đại cổ thần khí, trên thực chất cũng là năng lượng thể, là thuần túy năng lượng cấu tạo mà thành. Những thứ này pháp bảo, ở chủ nhân chết sau đó, liền sẽ lần nữa hóa thành nguyên thủy linh khí, lại thuộc về thiên địa, chờ đợi mới người có duyên xuất thế. Bước này, kêu kỳ về khư. Hiện tại, Văn Thiên Đại Sư chết, pháp bảo của hắn, cũng đã quay về khư, liền Trùng Dương chân nhân cũng không biết rơi ở phương nào. Xin lỗi, là ta mạo phạm. Diệp Thần chắp tay, hướng Trùng Dương chân nhân xin lỗi. Hắn cũng biết, Trùng Dương chân nhân không có âm mưu động thủ. Bởi vì, nếu như Trùng Dương chân nhân thật giết Văn Thiên Đại Sư, thiên cơ kích động, không thể nào giấu giếm được. Nói cách khác, Văn Thiên Đại Sư đích xác là bởi vì thuần phục nửa đuôi, hết sức mà chết, cửu thiên phục long ấn vậy quay về khư. Vì thuần phục nửa đuôi, Văn Thiên Đại Sư lại có thể chết. Có thể tưởng tượng được, vậy nửa đuôi có bao nhiêu khó khăn thuần phục. Diệp Thần nhìn ngọc giản bên trong, vậy đoàn sao động cuồng lệ ửng đỏ, trong lòng cảm thấy bất an. Thuần phục nửa đuôi, gian nan như vậy, Diệp Thần muốn thuần phục nói, chỉ sợ cũng là khó hơn lên trời. Luân hồi chi chủ, người đầu kia nửa đuôi, còn không thuần phục, người muốn tự nghĩ biện pháp. Phong ấn nửa đuôi ngọc giản, bên trong còn thu ghi trước một môn kiếm pháp, coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi thiên phú kiếm đạo siêu phàm tuyệt thế, có lẽ có thể lĩnh ngộ vậy môn kiếm pháp vậy không nhất định. Trùng Dương chân nhân nói. À, Diệp Thần ngưng thần cảm ứng, quả nhiên liền phát hiện, ở trong ngọc giản trong không gian, trừ phong ấn nửa đuôi, chỗ sâu còn cất giấu một môn tối tăm thần bí kiếm pháp. Trùng Dương chân nhân nói, vậy môn kiếm pháp, là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra, tên làm Thiên Đế Năm Suy Kiếm. Thiên Đế Năm Suy, chính là hủy diệt, phá hoại, mục nát, suy bại, tử vong. Ta cho ngươi, là Thiên Đế Năm Suy Kiếm bên trong hủy diệt kiếm. Ngày này Đế Năm Suy Kiếm, nghe nói năm kiếm sau khi luyện thành, uy lực đủ để cùng thiên đấu đại đồ kiếm sánh bằng. Người thật tốt lĩnh ngộ đi. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, đủ để cùng thiên đấu đại đồ kiếm so sánh. Thiên đấu đại đồ kiếm uy lực, Diệp Thần dĩ nhiên là biết, đó là 33 thiên thần thuật hạng thứ 3 tồn tại, lực sát thương cực kỳ khủng bố, vạn cổ tới nay không người có thể luyện thành.
Diệp Thần tuy lấy được thiên đấu đại đồ kiếm tu luyện pháp môn, nhưng lâu như vậy, cũng không có lĩnh ngộ thành công, thậm chí tịch thần lục thức lĩnh ngộ đứng lên vậy vô cùng cố hết sức. Thậm chí, ban đầu hắn tìm Cổ Vĩnh Tiêu thời điểm, Cổ Vĩnh Tiêu còn nói qua, cần Diệp Thần tương lai giết hết Nhâm Phi Phàm, lĩnh ngộ đồ sát một trong chữ tinh túy, mới có thể chân chính học biết thiên đấu đại đồ kiếm. Nhưng hiện tại, Trùng Dương chân nhân lại nói, thiên đế năm suy kiếm uy lực, đủ để cùng thiên đấu đại đồ kiếm so sánh, quả thực để cho Diệp Thần khiếp sợ. Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy, thiên đế năm suy kiếm, một khi luyện thành, đủ để tiêu diệt rất nhiều không không thời không cường giả, để cho những cái kia không không lúc nào không cường giả trên mình thời gian tuyến, toàn bộ suy hủy diệt, hoàn toàn tiêu vẫn. Ta nghe nói cái này thế gian, chỉ có nguyên thiên đế một người, đem thiên đế năm suy kiếm năm môn kiếm pháp, toàn bộ luyện thành. Ta cho ngươi hủy diệt kiếm, là thiên đế năm suy kiếm một trong, đại biểu chí cao vô thượng hủy diệt quy luật. Cái này môn kiếm pháp, 10 phần thâm ảo lợi hại, ta đều không thể luyện thành, chỉ có ta tương lai thân luyện thành. Ta tương lai thân, năm đó vì luyện thành hủy diệt kiếm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, trả giá nhiều ít giá phải trả. Ngươi thiên phú kiếm đạo, hơn xa tại ta, ta không luyện được hủy diệt kiếm, ngươi có lẽ có thể luyện thành. Trùng Dương chân nhân biết, Diệp Thần thiên phú cực cao, hơn nữa ở chấp trưởng vạn kiếm thần tinh sau đó, Diệp Thần kiếm đạo năng lực, lại là khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như đem hủy diệt kiếm, giao cho Diệp Thần tu luyện, Diệp Thần có lẽ thật có thể luyện thành. Chân quý như vậy kiếm pháp, tại sao phải đưa cho ta? Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn trong tay ngọc giản, tinh thần lực quét nhìn dưới, cũng có thể cảm thấy núp ở trong đó hủy diệt kiếm kiếm pháp, sát phạt đặc biệt khủng bố. Ha ha, ta chỉ là vì đối phó Đạo Đức Thiên Tôn thôi. Đạo Đức Thiên Tôn chiếm cứ Tử Hoàng Tiên Cung, sau lưng lại có Hồng Quân lão tổ chống đỡ, muốn đánh bại hắn, cực kỳ khó khăn, ngươi nếu có thể luyện thành hủy diệt kiếm, chúng ta sau này đối kháng Đạo Đức Thiên Tôn, vậy thì dễ dàng hơn. Hơn nữa, cái này hủy diệt kiếm pháp môn, coi như ta không cho ngươi, tương lai luôn sẽ có người cho ngươi, ngược lại không như ta trước kết cái thiện duyên, ha ha. Trùng Dương chân nhân sờ râu cười một tiếng. Đa tạ. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, bất kể như thế nào, cái này hủy diệt kiếm, đích xác là vô cùng tuyệt diệu cường hãn kiếm pháp, Trùng Dương chân nhân chịu trực tiếp đưa ra, vậy coi là hắn hảo phóng. Đúng rồi, người tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, trước không muốn tu luyện cái này hủy diệt kiếm, nếu không ta sợ ngươi bị cắn trả. Ngươi muốn tu luyện, ít nhất phải đến khi tấn thăng tầng thứ 7 nói sau. Tốt nhất là đột phá cảnh giới lớn sau đó. Trùng Dương chân nhân dặn dò. Thiên huyền cảnh tầng thứ 6, cùng thiên huyền cảnh tầng thứ 7, nhìn như chỉ chênh lệch một tầng, nhưng trong thực tế nhưng là khác biệt một trời. Tầng thứ 6 coi như là thiên huyền cảnh trung kỳ, mà tầng thứ 7, đã là hậu kỳ. Một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, chênh lệch dĩ nhiên to lớn. Hủy diệt kiếm, chính là thiên đế năm suy kiếm một trong, sát phạt cực kỳ khủng bố. Diệp Thần vẫn là phải trước tấn thăng thiên huyền cảnh tầng thứ 7, đến hậu kỳ cảnh giới, lại đi tu luyện, mới ổn thỏa một ít. Ta biết, đa tạ chân nhân nhắc nhở. Diệp Thần chắp tay nói. Ừ, rất tốt, luân hồi chi chủ, vậy ta liền cáo từ trước, chúc chúng ta võ vận xương long, sớm ngày đánh bại Đạo Đức Thiên Tôn, mọi người cùng phi thăng. Trùng Dương chân nhân ha ha cười một tiếng, thật ra thì hắn sớm muốn đi không không lúc nào không, cùng tương lai thân hợp làm một thể. Nhưng làm sao, thế giới hiện thật nhân quả, còn không giải quyết. Hắn nhất định phải diệt trừ Đạo Đức Thiên Tôn, để cho mồi lửa ổn định lại. Diệp Thần cũng muốn cướp lấy mồi lửa, thắp sáng viên thứ tư thiên hỏa mệnh tinh. Hắn tự mình đưa Trùng Dương chân nhân rời đi, sau đó liền trở lại Ngạo Thế Thiên Cung bên trong, một mình bế quan, hiểu thiên đế năm suy kiếm, hủy diệt kiếm bí quyết. Diệp Thần tinh thần lực, thật sâu thấm vào đến ngọc giản bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được, vậy hủy diệt kiếm kiếm quyết thâm ảo cùng khủng bố. Cái này hủy diệt kiếm, hàm chứa vô thượng hủy diệt quy luật, lực sát thương cực kỳ khủng bố, một khi luyện thành, đó là hủy thiên diệt địa. Diệp Thần trước kia tu luyện qua một môn thần thông, kêu hủy diệt đạo ấn, giống vậy hàm chứa cường đại hủy diệt quy luật. Đối với hủy diệt quy luật, Diệp Thần có hùng hồn nội tình. Giờ phút này, Diệp Thần lại hiểu hủy diệt kiếm, tính toán trong đó kiếm pháp biến hóa. Hủy diệt phép tác biến hóa, nhất thời liền cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Diệp Thần muốn lập tức tu luyện,
nhưng nhớ tới Trùng Dương chân nhân dặn dò, hiện tại hắn tu vi, còn chưa tới thiên huyền cảnh tầng thứ 7, còn chưa tới chính thức lúc tu luyện. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là kềm chế nội tâm xung động, chỉ là hiểu suy diễn, ở đầu óc trong ảo tưởng luyện tập. Không biết ta tu vi, lúc nào mới có thể lại đột phá. Diệp Thần dò thầm thì, trước mắt hắn tu vi, là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 cao cấp, khoảng cách tầng thứ 7 cũng không coi là bao nhiêu xa xôi. Chỉ cần cho hắn một chút cơ duyên, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Trước mắt, Diệp Thần liền có một đạo cơ duyên, đó chính là cá chép thiên phù. Diệp Thần câu thông Vĩnh Phù Thiên Cung, hướng Tả Khâu Vân hỏi nói, Tả Khâu tiền bối, vậy cá chép thiên phù phong ấn, mở ra sao? Tả Khâu Vân nhận được Diệp Thần đưa tin, lật đật đáp lại, phỏng đoán hai ngày sau là được mở cửa, luân hồi chi chủ, xin an chớ nóng. Diệp Thần gật đầu nói, có thể, vậy ta liền lại chờ hai ngày. Lập tức, Diệp Thần liền ở lại tinh nguyệt giới, tiếp tục ở Ngạo Thế Thiên Cung bên trong, hiểu hủy diệt kiếm diệu pháp. Còn như ngọc giản bên trong, phong ấn nửa đuôi ửng đỏ, trong thời gian ngắn, Diệp Thần cũng không nghĩ ra thuần phục phương pháp, liền trước tiếp tục phong ấn. Trùng Dương chân nhân ban thưởng ngọc giản, có cường đại phong ấn lực lượng, nhưng Diệp Thần không quá yên tâm, đem vậy nửa đuôi ửng đỏ rời đi ra, phong ấn đến Mình Thiên Đế Linh Khiếp bên trong, mới hoàn toàn an tâm. Nếu như là hoàn chỉnh nhất vĩ, Diệp Thần phong không ở, nhưng chỉ là nửa đuôi, dựa vào Thiên Đế Linh Khiếp uy lực, đủ phong ấn. Ở Diệp Thần tĩnh tâm chờ đợi, cá chép thiên phù phong ấn cởi mở thời điểm, Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, dòng nước ngầm mãnh liệt, mưa núi sắp tới. Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân hợp tác, chuyện này kích động thiên cơ, để cho được toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, tất cả mọi người đều biết. Tử Hoàng Tiên Cung trên dưới, lòng người bàng hoàng. Diệp Thần lộ ra sức chiến đấu, càng ngày càng lớn mạnh, thế giới hiện thật đã không có ai dám nói, có thể áp chế Diệp Thần. Ở rất nhiều người trong lòng, Diệp Thần chính là vô địch tượng trưng, uy mãnh, bá đạo, khí vận hùng hậu, vô địch chư thiên, sớm muộn phải lên đỉnh. Tử Hoàng Tiên Cung muốn gìn giữ mồi lửa, cùng Diệp Thần đối kháng, lại nói dễ vậy sao? Ở nơi này mưa núi sắp tới thời khắc, Tử Hoàng Tiên Cung chỗ sâu, một nơi u ám trong đại điện mặt. Tòa đại điện này, thật ra thì lúc ban đầu tràn đầy tiên khí, quang minh vần quanh. Nhưng, theo Diệp Thần uy áp, kích động thiên cơ, Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều tiên khí điểm lành, đều bị áp chế xuống, bị âm vân bao phủ, phơi bày ra u ám tai khí dị tượng. Trong đại điện, Đạo Đức Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở một tấm giống vậy mở tối ghế ngồi, trước mặt hắn là ngày xưa Tả phái lãnh tụ Nguyện Thiếu Người, đại điện hai bên là từng cái Tử Hoàng Tiên Cung cao tầng trưởng lão, hộ pháp. Thiếu Người, Trùng Dương chân nhân phản bội ta, còn muốn cùng Luân Hồi chi chủ liên thủ, mưu đồ tiêu diệt ta Tử Hoàng Tiên Cung, cướp lấy mồi lửa, ngươi có gì ý kiến hay? Đạo Đức Thiên Tôn thấp trầm giọng hỏi, giọng tràn đầy mệt mỏi. Nguyện Thiếu Người chán toát ra mồ hôi lạnh, đại điện hai bên tất cả trưởng lão, vậy là không dám lên tiếng, đều là yên lặng cúi đầu. Diệp Thần hôm nay thực lực và lá bài tẩy, chân thực quá mạnh mẽ, nếu như là ở bên ngoài, mất đi Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch chống đỡ nói, coi như là Đạo Đức Thiên Tôn, vậy thời gian ngắn không cách nào áp chế Diệp Thần. Nguyện Thiếu Người tuy là thiên nữ sư phụ, ngày xưa Tà phái lãnh tụ, nhưng nàng thời đại đã qua, Diệp Thần lại tiến bộ quá nhanh, nàng cũng không biết như thế nào đối kháng. Đạo Đức Thiên Tôn gặp Nguyện Thiếu Người không lên tiếng, liền trầm giọng hỏi, ta nghe nói người có tên học trò, kêu cô Tô Mưa. Nguyện Thiếu Người hoảng hốt vội nói, nàng là ta đại đồ đệ, nhưng rất lâu trước cũng đã thoát khỏi sư môn, đi ra ngoài du lịch khắp nơi. Đạo Đức Thiên Tôn gật gật đầu nói, ta biết, nàng thể chất, khá là đặc thù, ta nhớ không lầm, hình như là kêu khổ biển nguyên thể. Ở giữa đất trời này, tồn tại đủ loại thể chất đặc thù, trong đó đặc thù nhất, chính là nguyên thể. Nguyên thể, cũng chính là siêu phàm nguyên thể, sanh ra chính là siêu phàm, hàm chứa thiên địa bổn nguyên lực lượng, vô cùng mạnh mẽ. Nguyện Thiếu Người có bốn tên học trò, đại đồ đệ cô Tô Mưa, là đặc thù nhất một cái. Bởi vì, cô Tô Mưa, có trong truyền thuyết siêu phàm nguyên thể, tên là Bể Khổ. Nguyện Thiếu Người nói, nàng thể chất, đích xác là Bể Khổ nguyên thể. Trước đây thật lâu, nàng liền du lịch bốn phương, đi tìm độ Bể Khổ phương pháp, ta đã rất lâu không có nàng tin tức. Ở rất nhiều siêu phàm nguyên thể bên trong, Bể Khổ nguyên thể là khá là đặc thù tồn tại.
Cái khổ này biển nguyên thể, tồn tại một bể khổ, nếu như không độ được bể khổ nói, thể chất so người bình thường còn không bằng, mỗi ngày hàng đêm phải chịu đựng bể khổ hành hạ, như vạn kiến phệ tim, ngàn trùng cắn cốt, cực kỳ đau khổ khó chịu. Nhưng nếu như, có thể thuận lợi vượt qua bể khổ, cái này nguyên thể, là có thể bộc phát ra vô cùng là cường hãn năng lượng, thậm chí có thể để cho người một bước lên trời, thành làm thiên đế chủ thần. Vậy mà nói, chỉ có ở không không lúc nào không bên trong, mới có thể sản sinh ra siêu phàm nguyên thể, bởi vì đây là liên quan đến đại lộ căn nguyên, thiên địa nguyên thủy thể chất, ở thế giới hiện thật rất khó ra đời. Nhưng, bể khổ nguyên thể là ngoại lệ. Đây là nhất phế nguyên thể, cho dù là ở thế giới hiện thật, cũng có thể ra đời. Vạn cổ tới nay, có bể khổ nguyên thể người, không một không phải bi thảm chịu khổ mà chết, cho tới bây giờ không người nào có thể vượt qua bể khổ, lên trời thành thần. Nguyện thiếu người ban đầu là tà phái lãnh tụ, từng giết cướp bốn phương, ở tiện tay tàn sát một cái thôn trang thời điểm, nàng nhìn thấy một cái nữ cô nhi. Cái đó nữ cô nhi, trong ánh mắt lạnh lùng cùng chết lặng, để cho nguyện thiếu người vậy hơi khiếp sợ. Sau đó nàng biết, cái đó nữ cô nhi, có bể khổ nguyên thể, ngày đêm bị thống khổ hành hạ, tâm cảnh đã chết lặng. Nàng đem nữ cô nhi mang về, thu làm đồ đệ. Vậy nữ cô nhi chính là cô Tô Mưa. Ở tu vi thành công sau đó, liền thoát khỏi sư môn, xuất ngoại du lịch, tìm độ bể khổ phương pháp. Nàng ở thoát khỏi sư môn trước, còn muốn ám sát nguyện thiếu người. Thật may, nguyện thiếu người có Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch che chở, cuối cùng tránh được một kiếp. Đối với cái này đại đồ đệ, nguyện thiếu người tâm tình là đặc biệt phức tạp, yêu quý, căm ghét, dè chừng và sợ hãi, đều là mà cũng có. Lúc này nghe được Đạo Đức Thiên Tôn, nói tới cô Tô Mưa. Nguyện thiếu người trong lòng mười phần bất ngờ. Tuy nói cô Tô Mưa có nguyên thể, nhưng đó là bể khổ nguyên thể, được gọi là nhất phế thể chất, coi như cô Tô Mưa trở về, chỉ sợ cũng không địch lại Diệp Thần. Đạo Đức Thiên Tôn cong ngón tay tính toán, nói ta mơ hồ bắt được thiên cơ, ngươi vậy tên đồ đệ, rất có thể là chúng ta đối kháng luân hồi, phá cuộc mấu chốt, ngươi triệu hoán nàng trở về, ta cùng nàng trò chuyện một chút. Nguyện thiếu người thất kinh, nói ta vậy liệt đồ, có thể đối kháng luân hồi chi chủ. Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ khẽ gật đầu nói, nàng rất có thể, chính là phá cuộc mấu chốt, người triệu hoán nàng trở về là được. Nguyện thiếu người trong lòng rét một cái, nói trưởng giáo đại nhân. Nàng cùng cô Tô Mưa, tin tức đoạn tuyệt nhiều năm, bất quá dẫu sao là thầy trò, nếu như thành tâm kêu to nói, vẫn có thể lần nữa thành lập liên lạc. Thương nghị đã định, Đạo Đức Thiên Tôn than thở một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Tựa hồ vậy cảm thấy đối kháng luân hồi khó khăn. Diệp Thần, quá mạnh mẽ, cường đại đến liền hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 mà thôi, giống như này lợi hại, nếu là cùng Diệp Thần đột phá đến vô lượng cảnh, chỉ sợ là chân chính nghiền ép thực tế vô địch. Các ngươi đều lui ra đi, giúp ta kêu yêu cơ tới đây. Đạo Đức Thiên Tôn Ý Hưng Lan San phất tay một cái, nói. Nguyện thiếu người cùng rất nhiều hộ pháp trưởng lão, không người lui ra, lại có người đi triệu đến đệ nhị yêu cơ. Đệ nhị yêu cơ mới từ tinh nguyệt giới trở về không lâu, trong bụng mâu thuẫn mà thấp thỏm, tới đến trong đại điện. Đạo Đức Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên đại điện, đèn đuốc đem mặt hắn bàng, ánh chiếu được một phiến u ám, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn đệ nhị yêu cơ, từ từ nói. Yêu cơ, người và luân hồi chi chủ, sống chung được không? Đệ nhị yêu cơ thân thể mềm mại run lên, kêu một tiếng, phụ thân. Đạo Đức Thiên Tôn than thở một tiếng, giọng bộc phát âm trầm nói, ngươi và luân hồi chi chủ tiêu hồn sống tạm, xem ra trong mắt là không có ta cái này cha. Đệ nhị yêu cơ hoảng hốt vội nói, không phải vậy, phụ thân. Nàng muốn giải thích rõ, nhưng cũng không biết như thế nào biện luận trắng. Đạo Đức Thiên Tôn nói, trong lòng ngươi nghĩ bậy quá nhiều, cùng để ta đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Thật tốt ma luyện một tí. Vừa nói cất bước đi bên trong điện đi tới. Đệ nhị yêu cơ đi theo Đạo Đức Thiên Tôn, tiến vào bên trong điện. Đạo Đức Thiên Tôn lại khởi động cơ quan, bên trong điện vách tường khách ầm ầm chấn động, lật lộn lại, lộ ra một cái đường lót gạch. Hắn mang đệ nhị yêu cơ, dọc theo đường lót gạch đi tới dưới đất. Ở u ám thế giới dưới đất bên trong, lại có một món ngọn lửa, đang chậm rãi thiêu đốt. Ngọn lửa hơi có vẻ ám đạm. Nhưng nội bộ truyền ra mãnh liệt năng lượng ba động, như cũ làm người ta rung động.
Đây chính là mồi lửa. Mồi lửa trôi lơ lửng ở trong hư không, không ngừng thiêu đốt, tựa như cho dù vũ trụ băng diệt, lửa này loại cũng sẽ không tắt. Ở mồi lửa bốn phía, cùng từng cái quy luật, từng mảnh phù văn đan vào. Những thứ này quy luật cùng phù văn, mang vượt qua thực tế lực lượng vĩ đại, rõ ràng cho thấy đến từ không không lúc nào không. Đệ nhị yêu cơ thấy vậy, nội tâm khẽ run, phỏng đoán là phụ thân câu thông không không, mượn dùng Hồng Quân lão tổ lực lượng, bảo vệ mồi lửa. Chỉ bất quá, hôm nay mồi lửa, ánh sáng so với trước kia, đó là ám đạm rất nhiều, bởi vì hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường, đã bị Diệp Thần mang đi. Mất đi Tô Nghê Thường giúp đốt, mồi lửa cũng thay đổi được ám đạm. Phụ thân, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Đệ nhị yêu cơ nhìn vậy thiêu đốt mồi lửa, nội tâm mơ hồ cảm thấy bất an. Đạo đức thiên tôn quay đầu lại, ánh mắt như đuốc, nói yêu cơ, người nội tâm nghĩ bậy quá nhiều. Ngươi thật tốt bảo vệ mồi lửa, coi như là ma luyện đi. Dứt lời, đạo đức thiên tôn bàn tay một chảo, đệ nhị yêu cơ liền cảm thấy một cổ to lớn lực lượng, cách không bao phủ tới đây, phong tỏa nàng quanh thân kinh mạch, để cho nàng ngay tức thì không cách nào nhúc nhích. Phụ thân, đệ nhị yêu cơ kinh hoàng kêu to. Nhưng gặp đạo đức thiên tôn, trong mắt mang tàn nhẫn quyết tuyệt thần sắc, vung tay lên, liền đem đệ nhị yêu cơ thân thể, ném vào mồi lửa bên trong. Oanh! Đệ nhị yêu cơ thân thể, rơi vào mồi lửa, thoáng chốc tới giữa, liền để cho mồi lửa kịch liệt bốc cháy. Nàng giống như thành nhiên liệu, giúp lửa đốt chồng, liền như ngày xưa Tô Nghê Thường vậy. Phụ thân, đệ nhị yêu cơ chỉ cảm thấy cả người lửa đốt đau nóng bỏng, giống như rơi vào nham thạch nóng chảy vậy, từng luồng ngọn lửa quấn quanh ở nàng, kịch liệt nhiệt độ cao mang cho nàng vô cùng hành hạ. Đạo đức thiên tôn nhìn đệ nhị yêu cơ, ở mồi lửa bên trong vùng vẫy kêu rên. Ánh mắt nhưng là lạnh lùng đến đáng sợ, nói, mồi lửa lực lượng, sẽ từ từ thiêu hủy ngươi tạp niệm của nội tâm, chờ ngươi lúc nào, có thể quên liền luân hồi chi chủ, ta liền sẽ thả ngươi đi ra. Đệ nhị yêu cơ nội tâm phát hoảng, muốn nói gì, nhưng cả người lửa lớn quấn quanh, lửa đốt đau khó nhịn, khổ không thể tả, nói cái gì đều không nói được. Nàng trong lòng biết, đạo đức thiên tôn cầm nàng ném vào mồi lửa bên trong, không chỉ là muốn ma luyện nàng, lại là muốn bắt nàng làm mồi. Dẫn dụ Diệp Thần tới đây. Nàng bị kẹt ở mồi lửa bên trong, chịu đựng như vậy kịch liệt hành hạ, nhất định kích động thiên cơ, Diệp Thần khẳng định sẽ biết. Nàng đã là Diệp Thần người phụ nữ, Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa, không thể nào nhìn nàng chịu khổ. Hoặc là, người có thể khẩn cầu luân hồi chi chủ tới cứu người đi ra ngoài, ha ha, ta chỉ sợ hắn không dám tới. Đạo đức thiên tôn lạnh lùng cười nói. Hắn đích xác là cầm đệ nhị yêu cơ làm mồi, muốn dẫn dụ Diệp Thần tới đây. Ở bên ngoài, hắn không cách nào áp chế Diệp Thần. Diệp Thần quá mạnh mẽ, dõi mắt thế giới hiện thật, đã không có ai nói, mới có thể có tuyệt đối chắc chắn, có thể đem hắn chém chết. Hắn muốn chiến thắng Diệp Thần mà nói, trừ phi là đem Diệp Thần đưa tới Tử Hoàng Tiên Cung, mượn Tử Hoàng Tiên Cung vạn thế kỷ nguyên tích lũy địa mạch nội tình, rất nhiều giết hại đại trận, mới có nghiền giết có thể. Đệ nhị yêu cơ nhìn đạo đức thiên tôn biểu tình lạnh nhạt, nội tâm một phiến bi thương. Nàng biết, nàng phụ thân, đã điên rồi, gần như là tẩu hỏa nhập ma, vì vĩnh hằng chấp chưởng mồi lửa, liền nàng con gái này cũng không buông tha. Diệp Thần, không nên tới, không nên tới. Đệ nhị yêu cơ nội tâm cầu nguyện, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thần đi tìm cái chết. Coi như Diệp Thần mạnh mẽ đi nữa, nhưng một thân một mình. Tuyệt đối không thể nào đối kháng toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung. Ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, đạo đức thiên tôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Vũ Hoàng Cổ Đế tới cũng chết. Phải biết, hôm nay đạo đức thiên tôn, sau lưng còn có Hồng Quân lão tổ trợ lực, Diệp Thần thì như thế nào là địch thủ của hắn. Tinh Nguyệt Giới, Ngạo Thế Thiên Cung bên trong, Diệp Thần đang chờ đợi cá chép thiên phù phong ấn mở cửa, trong sâu thẳm, tim hắn bỗng nhiên kịch liệt co quắp một tí. Tựa hồ bắt được cái gì bất ngờ sự việc. Yêu cơ xảy ra chuyện. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, thoáng chốc tới giữa, liền thấy đệ nhị yêu cơ, ở mồi lửa bên trong chịu khổ hành hạ hình ảnh. Đạo đức thiên tôn lại có thể như vậy tàn bạo, cầm đệ nhị yêu cơ làm mồi, chính là vì dẫn dụ hắn đi Tử Hoàng Thiên Cung. Cái này đạo đức thiên tôn, đúng là điên. Diệp Thần nhất thời tức giận, đi sâu vào suy tính, liền thấy đạo đức thiên tôn. Đã ở Tử Hoàng Thiên Cung bên trong, bày ra thiên la địa võng, vô số sát trận mở, lại triệu hoán Hồng Quân lão tổ lực lượng hạ xuống,
chỉ cùng hắn qua đi chịu chết. Ở không không lúc nào không bên trong, Hồng Quân lão tổ có mình thế lực, tên là Thiên Đế Tổ Đình. Ngày này Đế Tổ Đình, là cổ xưa thời đại lưu lại một khối thánh địa, truyền thuyết là do 36 vị thiên đế chủ thần, liên thủ khai sáng. Cái đó cổ xưa thời đại, đại lộ sụp đổ, quy luật tan tác, chân lý suy bại, khắp nơi đều là thiên tai bạo loạn, được gọi là loạn kỷ nguyên. Cái này loạn kỷ nguyên, cụ thể niên đại, đã không thể thi, bởi vì quá rất xưa. Nghe nói loạn kỷ nguyên hỗn loạn sơ khai, là nguyên thiên đế. Nguyên thiên đế muốn đặt chân tinh không bờ bên kia, kết quả thất bại, người bị thương nặng, rơi vào ngủ say. Hắn đánh vào tinh không bờ bên kia thời điểm, thiên địa thời không băng diệt, đại lộ đều bị hắn đụng nát. Đại lộ sụp đổ, không không lúc nào không pháp thì tan tác, hỗn loạn thiên tai tàn phá, vô số cường giả chết đi. Ở hỗn loạn bên trong, 36 vị thiên đế chủ thần, sáng lập thiên đế tổ đình, là mọi người cung cấp che chở, đồng thời cố gắng tu bổ đại lộ, tay khoác thiên nghiêng. Cái này 36 vị thiên đế chủ thần, trong đó có diệp thần quen thuộc tồn tại, ví dụ như Thích Già Phật Tổ, Kiếm Thiên Đế, Huyền Hàn Ngọc Tổ Tiên Thương Huyền Đại Đế Vân. Vân, 36 vị thiên đế, tay khoác thiên nghiêng, bổ toàn đại lộ, bỏ ra vô cùng giá thật lớn, rất nhiều ngày đế chết đi. Ngày trước đế tổ đình thánh địa, vậy mất đi tất cả trói lọi, bị năm tháng bụi bặm bao trùm. Cho đến Hồng Quân lão tổ phi thăng, hắn một mình bước vào thiên đế tổ đình, khôi phục tổ đình huy hoàng, đưa tới vô số cường giả đầu dựa vào. Hôm nay Hồng Quân lão tổ, là không không lúc nào không thực lực hạng trước ba cao thủ, là thiên đế tổ đình nắm giữ, hắn thiên đế tổ đình, cũng là không không lúc nào không đứng đầu một trong những thế lực. Đạo đức thiên tôn câu thông không không lúc nào không, mượn dùng thiên đế tổ đình lực lượng. Thiên đế tổ đình bên trong, không hề thiếu cường giả hạ xuống, bày giết hại đại trận, chờ đợi Diệp Thần tự chui đầu vào lưới. Đây là một cái vòng bộ. Nếu như Diệp Thần bước vào Tử Hoàng Tiên Cung, thì phải đạp nhập cái vòng này bộ, gặp phải Tử Hoàng Tiên Cung vô số cường giả, còn có thiên đế tổ đình cường giả vây giết. Đạo đức thiên tôn cũng không có che giấu thiên cơ, bởi vì không che giấu được, không không lúc nào không, thiên đế tổ đình lực lượng, Hồng Quân lão tổ ban phúc, nơi nào có thể ẩn núp được. Hiện tại, quyền chủ động ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần không đi Tử Hoàng Tiên Cung mà nói, vậy đạo đức thiên tôn không có biện pháp nào. Nhưng, nếu như Diệp Thần không đi, vậy đệ nhị yêu cơ, liền phải chịu đựng vô tận hành hạ. Mồi lửa thiêu đốt hành hạ, liền hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường, cũng để không chịu nổi, bị hành hạ được tâm cảnh chết lặng. Đệ nhị yêu cơ, lại như thế nào có thể chịu đựng? Diệp Thần trong lòng nhất thời hỗn loạn, rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Diệp Thần, đừng đi. Lúc này, một đạo tiếng sấm quát như sấm vang lên. Nhưng gặp Diệp Tà Thần xuất quan, lăng không bay tới. Trước đây, Diệp Tà Thần mang thân Đỗ Uyển Nhi, đi không không lúc nào không tranh đoạt tử thần quyền bính, bị trọng thương, một mực đang bế quan. Hiện tại, thương thế hắn đã khôi phục, bắt được trong chỗ U Minh Thiên Cơ, cảm nhận được nguy hiểm, biết là đạo đức thiên tôn bày vòng bộ, muốn dẫn dụ Diệp Thần đi chịu chết, hắn lập tức đi ra ngăn cản. Diệp Thần thấy Diệp Tà Thần, kêu một tiếng, ra ra. Diệp Tà Thần sắc mặt ngưng trọng, nói, đạo đức thiên tôn đây là muốn dẫn người đi chịu chết, người có thể ngàn vạn không nên trúng vòng bộ. Diệp Thần nói, yêu cơ gặp nạn, ta không thể không quản. Diệp Tà Thần nói, nàng cho dù chết, đem người tới cũng có thể đem nàng sống lại, ngàn vạn lần không thể đạp nhập người khác vòng bộ. Diệp Thần nói, nàng nếu như bị mồi lửa đốt chết, thời gian tuyến toàn bộ phai mờ. Muốn sống lại, lại nơi nào có như thế dễ dàng. Dừng một chút, Diệp Thần hít sâu một hơi, nội tâm đã có quyết đoán, nói ta phải đi cứu nàng. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như không đi cứu viện mà nói, đệ nhị yêu cơ bị đốt chết, hắn sẽ áy náy suốt đời. Diệp Tà Thần nhất thời nóng nảy, nói, như ngươi một đi không trở lại. Diệp Thần nói, vậy thì một đi không trở lại. Dứt lời, Diệp Thần liền trực tiếp biến dạng hư không. Rời đi tinh nguyệt giới. Hắn chẳng muốn hối hận của mình, coi như một đi không trở lại, hắn cũng không thể nhìn đệ nhị yêu cơ bị đốt chết. Diệp Thần rời đi, nhất thời để cho được toàn bộ tinh nguyệt giới, cũng rung động. Phạm Tinh Nghiên, Chỉ Phi Huyết, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dính, Kỳ Tư Thanh, Võ Giao, thân Đỗ Uyển Nhi đám con gái, nội tâm đều là vô cùng kích động.
Các nàng không có sai chi tiền, Diệp Thần trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào người phụ nữ. Trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, đây là Diệp Thần đạo. Lúc rời Tinh Nguyệt giới sau đó, Diệp Thần cũng không có lập tức đi Tử Hoàng Thiên Cung. Bởi vì, hắn biết, hiện tại bước vào Tử Hoàng Thiên Cung mà nói, vậy cùng chịu chết kém không nhiều. Đạo Đức Thiên Tôn đã bày Thiên La Địa Võng, đến từ Thiên Đế Tổ Đình rất nhiều các cường giả, vậy bày ra cao nhất sát trận, liền cùng hắn lên cửa. Diệp Thần tuy tưởng nhớ đệ nhị yêu cơ an nguy, nhưng cũng không phải lỗ mãng người. Nếu như ta tu vi, có thể tấn thăng đến thiên huyền cảnh tầng thứ 7, cứu người là có thể nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Diệp Thần trong lòng tính toán, trực tiếp đạp phá hư không, đi tới Phù Văn Thánh Địa, Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong. Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả, thấy Diệp Thần tới, rối rít ra nghênh tiếp. Lạc Thanh Ly cũng ở đây Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, bất quá đã bế quan. Tả Khâu Vân trưởng lão, tự mình ra nghênh tiếp, hướng Diệp Thần khom người thi lễ, nói, luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Diệp Thần gật gật đầu nói, Tả Khâu tiền bối, cá chép thiên phù phong ấn mở ra sao? Hắn lần này tới, chính là muốn tiếp xúc cá chép thiên phù. Cá chép thiên phù, được gọi là thế gian mạnh nhất quang minh pháp bảo, cửu thần tổ khí, là đã từng quang thần thiên tôn chí bảo. Nghe nói cái này cá chép thiên phù, còn được qua nguyên thiên đế máu tươi rèn luyện, cỗ uy lực này thập phần cường đại. Từ quang thần thiên tôn chết sau đó, cái này cá chép thiên phù, liền lại cũng không người có thể chấp trưởng qua. Diệp Thần biết, mình lần đi Tử Hoàng Thiên Cung, nguy hiểm trùng trùng, hiện hữu thủ đoạn, không đủ để bảo vệ tánh mạng. Hắn cần mới cơ duyên. Cái này cá chép thiên phù, chính là tốt nhất cơ duyên. Nếu như Diệp Thần có thể được cá chép thiên phù mà nói, lại đi huyễn môn huyễn đạo tôn tháp, có lẽ có thể một lần hành động bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 7, lại tu thành hủy diệt kiếm, thực lực nhô lên bay mãnh vào, cứu người chắc chắn liền lớn hơn. Tả Khâu Vân nghe được Diệp Thần hỏi đạt tới cá chép thiên phù, lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, phòng ấn ở cái này 2 ngày mở cửa, ta không phải nói với ngươi sao? Bây giờ còn chưa đến cởi mở thời điểm à? Diệp Thần nói, ta muốn nhanh lên một chút tiếp xúc cá chép thiên phù, người tế nói với không không lúc nào không, xem có thể hay không trước thời hạn mở ra phong ấn. Tả Khâu Vân nói, ta lại thử một chút. Lập tức, Tả Khâu Vân liền bày nghi thức, cầu thông Vĩnh Phù Thiên Cung trụ sở chính. Nhưng, cá chép thiên phù phong ấn, cũng không phải như vậy dễ dàng mở ra, Vĩnh Phù Thiên Cung trụ sở chính bên kia, vậy cần thời gian chuẩn bị. Không được, vẫn là phải lại chờ 2 ngày. Tả Khâu Vân không biết làm sao hướng Diệp Thần nói. Được rồi. Diệp Thần thở dài một cái, trong lòng nhớ đệ nhị yêu cơ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Rốt cuộc, 2 ngày trôi qua, không không lúc nào không truyền tới hồi âm, cá chép thiên phù phong ấn đã mở, Diệp Thần có thể thử nghiệm tiếp xúc. Tả Khâu Vân bố trí một cái phù văn trận pháp, để cho Diệp Thần tiến vào trong đó. Diệp Thần ở trong trận pháp ngồi xuống, tính hạ tâm lai. Bắt đầu câu thông không không. Oanh! Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần liền cảm thấy, mình tinh thần, cùng không không lúc nào không, thành lập lau một cái liên hệ kỳ diệu. Hắn tinh thần hồn phách, tựa như đã thoát khỏi thực tế, bay vút lên đến không không lúc nào không bên trong, thấy được một phiến mênh mông vô biên thánh địa. Cái này phiến thánh địa, chính là Phù Văn Thánh Địa. Không không lúc nào không chung Phù Văn Thánh Địa, so với thiên ngoại thiên, muốn bát ngát hàng tỷ lần. Lãnh thổ khổng lồ đến đáng sợ, so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn mênh mông, khó mà dùng thực tế lời nói đi hình dạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên ngoại thiên Phù Văn Thánh Địa, thật ra thì chỉ là từ nơi này khối đổ sộ đại thánh địa bên trong, rớt xuống một khối nhỏ vướng mắc thôi. Ở nơi này phiến Phù Văn to lớn thánh trong ruộng, có rất nhiều tông phái thế lực san sát, trong đó cường đại nhất, cũng là Vĩnh Phù Thiên Cung, Tà Phù Thần Điện. Tiên phù nữ giáo 3 cái. Cái này rất nhiều tông phái thế lực, lẫn nhau tới giữa, minh tranh ám đấu khá là nghiêm trọng. Nhưng, tất cả thế lực, đều có một nhận thức chung. Đó chính là, phải giải quyết cá chép thiên phù tai họa ngầm. Cái này cá chép thiên phù, không người có thể chấp trưởng, ánh sáng lại quá mức hừng hực, một chút xíu thần quang, liền có thể phai mở tiên đế, để cho tiên đế hóa thành cướp xám, đặc biệt khủng bố. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Phù Văn Thánh Địa các nhà các phái liên thủ, đem cá chép thiên phù phong ấn ở lòng đất.
Hiện tại Diệp Thần muốn chấp trưởng Phù Văn Thánh Địa các nhà các phái, dĩ nhiên là không khỏi mừng rỡ. Nếu như Diệp Thần có thể khống chế cá chép thiên phù, vậy thì giải quyết bọn họ một cái phiền não. Bọn họ cùng Diệp Thần kết làm thiện duyên, sau này cũng có chỗ tốt vô cùng. Vĩnh Phù Thiên Cung muốn cởi bỏ lòng đất phong ấn, để cho Diệp Thần tiếp xúc cá chép thiên phù, các nhà các phái đều là hết sức chống đỡ, người người đều hy vọng Diệp Thần có thể chấp trưởng cá chép thiên phù. Nhưng, cá chép thiên phù quang minh uy năng, đặc biệt khủng bố, thần quang vô cùng nóng rực, bọn họ lo lắng coi như là Diệp Thần, vậy không cách nào khống chế pháp bảo này. Vù vù, Diệp Thần tinh thần, cùng Phù Văn Thánh Địa câu thông, liền thấy trong thánh địa ương trên vùng đất, lơ lửng một đạo linh phù. Cái này đạo linh phù, do thiên thiên vạn vạn đạo phù văn tạo thành, trắng xóa thần quang chiếu sáng vạn dặm, che giấu thiên địa nhật nguyệt chói lọi. Từng cái tiên khí cá chép, ở linh phù chung quanh lẩn quẩn, hình ảnh đặc biệt lộng lẫy, lại có vô số thần bí quy luật, từ trong đó dòng nước chảy ra. Những thứ này chảy ra quy luật, tạo thành các loại thần thông bí pháp, ví dụ như Diệp Thần thiên tiên cá chép sao, cùng cái này cá chép thiên phù cũng có quan hệ cực lớn. Cái này cá chép thiên phù, ánh sáng chân thực quá hừng hực, quang minh quy luật cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, chiếu sáng thiên địa. Vậy mãnh liệt tia sáng chói mắt, đem chung quanh núi cao rừng rậm, cung điện kiến trúc, toàn bộ xuyên qua, bốc hơi, thiêu hủy, dung luyện, hóa thành cướp xám. Phù Văn Thánh Địa tất cả võ giả tu sĩ, toàn bộ tránh lui đến thánh địa giáp danh nhất địa phương, hoàn toàn không dám đến gần cá chép thiên phù, rất sợ gặp phải vạ lây. Diệp Thần tinh thần tiếp xúc tới cá chép thiên phù, nhất thời liền cảm thấy thiên thiên vạn vạn thần thánh ánh sáng, hung hăng sâu xuyên qua, thậm chí xuyên thấu hắn tinh thần, vượt qua thời không vách đá, muốn xuyên qua hắn thân xác. Thật là khủng khiếp quang minh lực. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này cá chép thiên phù quang minh uy năng, vẫn là thật to vượt qua hắn tưởng tượng. Thật may, Diệp Thần huyết mạch cường hãn, lập tức thúc dục luân hồi huyết mạch lực lượng, bảo vệ được mình tinh thần cùng thân xác, miễn được bị cá chép thiên phù lực lượng đốt thành cướp xám. Chỉ gặp ở Diệp Thần thân xác và tinh thần tầng ngoài, đều có một tầng đạm đạm bọc nước ối bảo vệ. Tầng này bọc nước ối, hàm chứa luân hồi huyết mạch lực lượng. Diệp Thần phỏng đoán, dựa vào luân hồi huyết mạch, hắn đại khái có thể chịu đựng cá chép thiên phù ánh sáng, một nén nhang thời gian. Cái này một nén hương trong thời gian, nếu như không có thể khống chế cá chép thiên phù mà nói, hắn nhất định phải buông tha, hay không thì chỉ có lâm vào là bụi bẩm kết quả. Luân hồi chi chủ, thế nào? Tả Khâu Vân đứng ở Diệp Thần cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Diệp Thần tinh thần, ở tiếp xúc tới cá chép thiên phù sau đó, liền bạo phát ra vô cùng kinh người khí tượng. Ở Diệp Thần thân thể trên đỉnh đầu không, bầu trời nứt ra, cuồn cuộn ánh sáng trắng bơm vào xuống, ánh chiếu chư thiên, từng cái cá chép sôi trào, sáng đẹp nguy nga. Thậm chí để cho người cảm thấy thần thánh ý. Thiên ngoại thiên khối này Phù Văn Thánh Địa, vậy hoàn toàn đắm chìm trong mênh mông ánh sáng trắng bên trong, thật may có lúc không vách đá và thực tế phép tắc cách trở, cái này cổ bạch quang uy lực, còn ở Phù Văn Thánh Địa phạm vi thừa nhận bên trong. Nếu không, nếu là cá chép thiên phù lực lượng, thật không giữ lại chút nào hạ xuống, như vậy phiến Phù Văn Thánh Địa, chỉ có tan thành mây khói kết quả, thiên ngoại thiên mảng lớn thời không, cũng có thể lâm vào là trắng phế tích. Diệp Thần nghe được Tả Khâu Vân kêu gọi, cũng không trả lời. Hắn tâm thần, hoàn toàn tập trung ở cá chép thiên phù phía trên. Hắn biết, ở một nén hương trong thời gian, nếu như mình không thể chấp trưởng cá chép thiên phù mà nói, rất có thể phải gặp cắn trả, coi như buông tha, vậy phải chịu đựng to lớn giá phải trả. Phù quỷ mẫu sao, xuất hiện đi. Đại hoang trộm thiên thuật, cho ta ăn cắp. Diệp Thần hít sâu một hơi. Lập tức thi triển phù quỷ mẫu xào thần thông, một phiến phiến hắc ám phù văn xen lẫn, cấu trúc thành một cái khủng bố hắc ám, chảy xuôi sình sệt xanh sẫm chất lỏng hắc ám xào huyệt. Phù Văn Thánh Địa vạn cổ tới nay, vô số cao thủ sát phí khổ tâm, cũng muốn chấp trưởng cá chép thiên phù. Cuối cùng, bọn họ nghĩ ra một cái biện pháp, liền là dựa vào phù quỷ mẫu xào, chứ cá chép thiên phù. Phù quỷ mẫu xào hắc ám, có thể triệt tiêu cá chép thiên phù kinh khủng quang minh đánh vào. Chỉ bất quá, cái này ý nghĩ, vạn cổ tới nay, vẫn chưa có người nào có thể thực hiện qua. Đều là bởi vì cá chép thiên phù thần quang minh uy, chân thực quá mức khủng bố, người bình thường cho gọi ra phù quỷ mẫu xào, hoàn toàn không cách nào chứa, chỉ cần vừa tiếp xúc,
cũng sẽ bị cá chép thiên phủ quang minh lực lượng, rất miễn cưỡng nghiền bể mất. Diệp thần cũng rất rõ ràng, nếu như mình trực tiếp thu lấy cá chép thiên phù mà nói, phù quỷ mẫu xào khẳng định không chịu nổi, muốn tại chỗ nổ, hắn không chết cũng phải trọng thương. Cho nên, hắn sử dụng đại hoang trộm thiên thuật, một chút xíu ăn cắp cá chép thiên phù lực lượng, tuần tự tiến dần, từ từ tiêu hóa. Cùng trước kia thử nghiệm thu lấy cá chép thiên phù người so sánh, Diệp thần ưu thế, chính là hắn có thể từng bước tới, dựa vào đại hoang trộm thiên thuật, tuần tự tiến dần, không cần lập tức toàn bộ nuốt trọn. Ở Diệp thần đại hoang trộm thiên thuật ăn cắp hạ, cá chép thiên phù năng lượng, một chút xíu dòng nước chảy đến phù quỷ mẫu xào bên trong. To lớn hắc ám xào huyệt, dần dần nhiều hơn từng tia quang minh phù văn lực lượng, có tiên khí cá chép, ở hắc ám trong xào huyệt nhún nhảy, hình ảnh khá là kỳ dị. Ngày xưa chỉ có thể thai nghén phù quỷ yêu ma hắc ám xào huyệt, lúc này lại có thể nhảy lên ra thiên tiên cá chép, các loại tiên quang điểm lành bung ra, âm dương hòa vào nhau, khí tượng muôn vàn. Có hiệu quả. Diệp thần mừng rỡ không thôi, tuần tự tiến dần dưới, hắn từng bước một nắm giữ cá chép thiên phù lực lượng, cũng không có bị nhiều ít đánh vào. Không không lúc nào không, phù văn thánh địa bên trong, rất nhiều võ giả mắt thấy một màn này, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Luân hồi chi chủ thủ đoạn, quả nhiên là cao minh à. Ha ha ha, cái này cá chép thiên phù, rốt cuộc có thể đưa đi. Sau này chúng ta và luân hồi trận doanh, liền là bạn. Có luân hồi trận doanh chiếu cố, ta phù văn thánh địa, ở không không lúc nào không bên trong, nhất định là như hổ thêm cánh. Rất nhiều tiếng than thở vang lên, vô số võ giả đối Diệp thần quỳ bái, bội phục Diệp thần thủ đoạn. Cái này cá chép thiên phù, khốn khổ phù văn thánh địa vô số kỷ nguyên, vô số cường giả sát phí khổ tâm, cũng không cách nào giải quyết, hôm nay Diệp thần ra tay một cái, liền giải quyết bọn họ khốn khổ, đám người trong lòng lại là vui sướng, lại là kính nể. Ông, Diệp thần đầu chấn động, không ngừng ăn cắp trước cá chép thiên phù năng lượng, hắn tựa như vậy dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ, thấy được cá chép thiên phù lúc ban đầu sinh ra hình ảnh. Từng bức họa, ở Diệp thần trước mắt lướt qua. Hắn thấy được một cái ao nước, một cái vô cùng tinh khiết, tràn đầy thiên địa căn nguyên linh khí ao nước. Ao nước cạnh, đứng thẳng một khối đá bia, phía trên khắc khởi nguyên hồ tiên bốn chữ to. Ở khởi nguyên hồ tiên bên trong, cá chép nhảy, sóng gợn lăn tăn, ngâm một tờ linh phù. Linh phù kia chính là cá chép thiên phù. Có một cái ông già, ngồi ở khởi nguyên hồ tiên bên cạnh, tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nhưng cũng không thấy già. Mỗi cái nếp nhăn tựa như đều mang mãi mãi trí khôn, ánh mắt thâm thúy sắc bén. Lại là Nguyên Thiên Đế. Ở Nguyên Thiên Đế sau lưng, xuôi tay đứng một người thanh niên nam tử, nô bộc trang phục, chính là Quang Thần Thiên Tôn Hoàng Sùng Quang. Lúc này Hoàng Sùng Quang, còn không phải là Quang Thần Thiên Tôn, hắn chỉ là đi theo ở Nguyên Thiên Đế bên người người làm. Nguyên Thiên Đế híp mắt, nhìn khởi nguyên hồ tiên bên trong linh phù, khẽ mỉm cười, đem linh phù mò ra, giao cho Hoàng Sùng Quang trong tay, đạo tốt lắm, Sùng Quang, cái này cá chép thiên phù ngươi cầm, coi là ta đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi tu luyện thanh liên đúc thánh pháp thất bại, kinh mạch cắn chả bị tổn thương, sau này không muốn luyện nữa, từ từ dùng ta cái này cá chép thiên phù, có thể để cho thân thể ngươi khôi phục. Hoàng Sùng Quang nhận lấy cá chép thiên phù, cung kính kêu, Nguyên Thiên Đế đại nhân. Nguyên Thiên Đế than thở một tiếng, cong ngón tay tính toán, nói, nhưng ta nghĩ, sau này ngươi cuối cùng là không nhịn được, có thể còn muốn tu luyện vậy thanh liên đúc thánh pháp, nhưng ngươi không luyện được, môn công pháp này. Bên trong hàm chứa sáng thế thanh liên nhân quả, tu luyện ngưỡng cửa cực cao, người sớm muộn phải bị công pháp này chế nãi. Hoàng Sùng Quang nói, đại nhân mời yên tâm, ta sẽ không lại tu luyện. Nguyên Thiên Đế không nói gì lắc đầu một cái, lại thở dài một cái, nói ta chuẩn bị đánh vào tinh không bờ bên kia, bỏ mặc thành bại như thế nào, cũng sẽ khiến cho thiên địa thời không băng diệt, đại lộ bề tan tành, ta lực lượng đối cái thế giới này mà nói, vẫn là quá mức mạnh mẽ. Hoàng Sùng Quang thân thể chấn động một cái, nói, đại nhân, ngươi thật phải đi tinh không bờ bên kia sao? Nguyên Thiên Đế gật đầu một cái, nói, đúng vậy, cái thế giới kia, hàm chứa cuối cùng bí mật, ta nhất định phải đi xem, cho dù chết, ta vậy sẽ không hối hận. Hoàng Sùng Quang nói, nhưng, đại nhân, ngươi lực lượng cường hãn như vậy, cưỡng ép đánh vào tinh không bờ bên kia, nhất định làm thiên địa đại lộ bể tan tành, đến lúc đó... Chư thiên thời không đem rơi vào hỗn loạn,
có vô cùng vô tận thiên tai kiếp nạn ra đời, trăm triệu tỷ vạn sinh linh, đều đưa gặp đồ thán. Nguyên Thiên Đế lại gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta đánh vào tinh không bờ bên kia, có thể sẽ đụng nát đại lộ, để cho mạt pháp thời đại hạ xuống, ta tội nghiệt sâu nặng, nhưng cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, vì dòm ngó gặp cuối cùng bí mật, coi như muốn lưng đeo mạt pháp phủ xuống tội nghiệt, ta cũng ở đây không tiếc. Thanh âm hắn mười phần bình tĩnh sau lưng là vô cùng kiên quyết tín niệm, cho dù để cho sinh linh đổ thán, mạt pháp hạ xuống, thiên địa băng diệt, hắn cũng phải đi tinh không bờ bên kia. Hoàng Sùng Quang thân thể run rẩy, không nói gì với nhau. Nguyên Thiên Đế nói, ngươi mang cái này cá chép thiên phù, có thể vượt qua mạt pháp thời đại, đặt chân kỷ nguyên mới. Ở kỷ nguyên mới, nếu như ngươi thấy một cái kêu là luân hồi chi chủ người, vậy thì hướng hắn thần phục đi. Ha ha, ta muốn đi tinh không bờ bên kia, chứ muốn dòm ngó gặp cuối cùng bí mật bên ngoài, vậy muốn né tránh luân hồi chi chủ. Hoàng Sùng Quang ngẩn ngơ, nói, luân hồi chi chủ. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, hắn tương lai sẽ là cái này thế gian duy nhất nắm giữ, bao trùm ở chư thiên bên trên, thậm chí bao trùm ở trên ta, ta đều phải hướng hắn thần phục. Nhưng, ngươi biết ta nóng nảy, ta không thể nào trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta nếu là có thể đi đến tinh không bờ bên kia, có lẽ là có thể lấy được chân chính vô cùng vui cùng tự do, không cần hướng ai thần phục. Hoàng Sùng Quang rất chấn động, nói cái này cái gì luân hồi chi chủ, lại có thể như vậy lợi hại, có thể vượt qua Nguyên Thiên Đế đại nhân ngươi. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, ta từ khởi nguyên bên trong ra đời, là sanh một mặt, hồn Thiên Đế là chết một mặt, sống chết âm dương giao hội, chính là lúc ban đầu đại lộ chân lý quy luật. Nhưng cái gọi là sống chết, bất quá là từ luân hồi quy luật bên trong tạo ra tới, luân hồi ở trên ta, cũng ở đây hồn Thiên Đế bên trên, hắn tương lai sẽ trở thành là cao nhất nắm giữ. Hoàng Sùng Quang trợn mắt hốc mồm, môi vù vù động, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì Nguyên Thiên Đế lời nói, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắn không dám tin tưởng, cái này thế gian, còn có so Nguyên Thiên Đế nhân vật lợi hại, cái này là chuyện không thể nào. Cái này thế gian cổ thần hoành hành, những cái kia cường đại các cổ thần, trong nhất niệm, có thể sáng tạo thiên thiên vạn vạn cái vũ trụ thời không. Bọn họ thân thể, vĩnh hằng bất diệt. Linh hồn của bọn họ, dung chuyển tinh không. Nhưng bọn họ ở Nguyên Thiên Đế trước mặt, đều là con kiến hôi tồn tại. Hoàng Sùng Quang là thật không dám tin tưởng, có người có thể vượt qua Nguyên Thiên Đế. Đã từng có một vị trí cường Thiên Đế, cùng Nguyên Thiên Đế cùng nhau. Từ lúc ban đầu chân lý khởi nguyên bên trong ra đời. Vị kia thiên đế, tên là hồn thiên đế. Nguyên thiên đế là sanh một mặt, hồn thiên đế là chết một mặt. Thế nhưng vị hồn thiên đế, đã bị nguyên thiên đế giết chết. Từ hồn thiên đế sau khi chết, cái này thế gian, liền lại cũng không có ai, có thể uy hiếp được nguyên thiên đế mạnh nhất địa vị. Nhưng hiện tại, nguyên thiên đế lại nói, tương lai sẽ ra đời một cái cường giả, kêu luân hồi chi chủ. Sẽ bao trùm ở hắn trên đầu, vậy vượt qua hồn thiên đế, bao trùm chư thiên, trở thành duy nhất nắm giữ. Hoàng Sùng Quang chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin tưởng. Nguyên Thiên Đế ôn hú cười một tiếng, sờ một cái râu, nói, vị kia luân hồi chi chủ, tướng mạo phải cùng ta có chút tương tự, giống như là lúc còn trẻ ta, nhưng thật ra là ta lạm quyền. Lúc ban đầu ta, là giữa trời đất sản sinh ra luồng thứ nhất trí khôn, ta cũng không có thân xác. Ta chỉ là một món trí khôn, thân xác đối ta lại nói, là một bộ thân xác thối tha, là một bộ gông xiềng. À, nhưng sau đó, ta cùng hồn thiên đế đánh một trận, mặc dù giết chết hắn, nhưng tự thân vậy trọng thương sa đọa, ta tư sinh ra máu thịt, không cách nào duy trì nữa thuần túy trí khôn hình thái, thân xác muốn ra đời. Bách dưới sự bất đắc dĩ, ta theo dõi tương lai, ăn cắp một chút luân hồi lực lượng, đúc ra cái này thân xác, ta chỉ là đại đạo khởi nguyên sanh một mặt. Liền chết cũng không thuộc về ta, nhưng ta nhưng ăn cắp luân hồi, là ta lạm quyền. Sau này ngươi nếu là gặp phải, có ai và ta tướng mạo tương tự, vậy ngươi cũng biết, người kia, chính là luân hồi chi chủ. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế nhưng lại thở dài một tiếng, vỗ vỗ Hoàng Sùng Quang đầu vai, nói, nhưng, ta chỉ sợ, ngươi không sống tới khi đó. Luân hồi chi chủ muốn ra đời, vậy là đặc biệt rất xa chuyện. Ta hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể sống được. Dứt lời, Nguyên Thiên Đế chống một cây ba tong, yên lặng rời đi.
Hoàng Sùng Quang cầm trong tay cá chép thiên phù, đứng ở khởi nguyên hồ tiên bên, ngơ ngác xuất thần. Hình ảnh tới nơi này, liền hoàn toàn tiêu tán đi. Diệp Thần mắt thấy một màn này mạc, nội tâm vô cùng chấn động, cũng là trợn mắt hốc mồm. Nguyên thiên đế, hồn thiên đế, sống chết khởi nguyên. Ăn cắp luân hồi, đúc thân xác. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, hắn cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng giải khai, nhưng lại có mới nghi ngờ sản sinh ra tới. Hắn không nghĩ tới, cái này cá chép thiên phù bên trong, lại có thể ẩn chứa cổ xưa như vậy thiên cơ, có thể để cho hắn thấy nguyên thiên đế ngày xưa bóng người, vậy giải khai liền bộ phận chân tướng. Ở lúc trước, Diệp Thần gặp qua nguyên thiên đế hình dáng, đó chính là già đi mình, hắn vẫn còn nghi ngờ, mình và nguyên thiên đế tới giữa, rốt cuộc có liên hệ gì. Hiện tại, hắn rõ ràng, lúc đầu, nguyên thiên đế là ăn cắp tương lai luân hồi hơi thở, đúc ra thân xác, bởi vì luân hồi khí tượng hiển hóa, cho nên nguyên thiên đế thân thể tướng mạo, và Diệp Thần đặc biệt tương tự. Lúc ban đầu nguyên thiên đế, cũng không phải là người, hắn chỉ là một món trí khôn, đại biểu sinh trí khôn. Sau đó, hắn dường như là cùng một cái kêu là hồn thiên đế người, tranh đấu chém giết, tuy đánh chết đối phương, nhưng tự thân tổn thương nặng sa đọa, nảy sinh ra máu thịt, không cách nào lại giữ trí khôn thuần túy. Máu thịt đối nguyên thiên đế mà nói, dĩ nhiên là một bộ thân xác thối tha. Vì để cho cái này thân xác thối tha, chẳng phải bẩn thỉu, hắn lạm quyền, ăn cắp luân hồi lực lượng, đúc ra cùng Diệp Thần tương tự thân xác. Hắn là một cái tiếm quyền người. Nguyên thiên đế ở thân xác ra đời sau đó, tu luyện qua rất nhiều thần thông bí pháp, cũng sẽ ánh chiếu đến trí cao luân hồi quy luật bên trong, lưu lại dấu vết. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, cho nên, hắn đang tu luyện nguyên thiên đế tu luyện qua công pháp, hoặc là tiếp xúc nguyên thiên đế tiếp xúc qua đồ lúc đó, thì sẽ sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Cái này cổ cảm giác quen thuộc, không phải là đối đi qua quen thuộc, mà là đối tương lai quen thuộc. Bởi vì Diệp Thần chỗ ở thời gian, ở nguyên thiên đế tương lai. Hắn từng tu luyện qua đại mộ thần kiếm, thần đế thiên âm, đều là nguyên thiên đế tu luyện qua, cho nên phá lệ quen thuộc, ngay tức thì liền tinh thông. Thì ra là như vậy, nguyên thiên đế không phải ta tương lai thân, cũng không phải ta đi qua thân, ta và hắn cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn chỉ là ăn cắp luân hồi lực lượng, coi như là lạm quyền. Khó trách rất nhiều thứ sẽ là như vậy quen thuộc. Diệp Thần nghĩ rõ ràng tới đây, đã từng khốn khổ ở nghi vấn trong lòng, biết chân tướng, hắn tinh thần cũng lớn là phấn chấn. Chỉ bất quá, hắn lại có nghi vấn mới, vị kia hồn thiên đế, rốt cuộc là ai? Nếu như hồn thiên đế, cùng nguyên thiên đế đối ứng, là chết một mặt, hơn nữa vậy thật bị giết chết, vậy tại sao, Diệp Thần đang suy nghĩ đến hồn thiên đế ba chữ thời điểm, trong lòng khó hiểu có chút sợ hãi cảm giác, tựa như bắt được cái gì động trời nguy hiểm, tùy thời muốn hạ xuống vậy. Vị kia hồn thiên đế, thật đã chết rồi sao? Thôi, cái gì nguyên thiên đế, hồn thiên đế, khoảng cách ta quá xa xôi, trước hay là thu lấy cá chép thiên phù nói sau. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra, từ bỏ tạp niệm của nội tâm, tiếp tục ăn cắp cá chép thiên phù năng lượng. Cái này cá chép thiên phù, đã từng bị nguyên thiên đế rèn luyện qua, mang theo nguyên thiên đế hơi thở. Cho nên, Diệp Thần thu lấy cá chép thiên phù, cũng không có bị cái gì cắn trả, so hắn tưởng tượng, còn thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhanh, cá chép thiên phù tất cả phù văn, cũng chưa từng không lúc nào không đáp xuống, rơi vào Diệp Thần phù quỷ mẫu xào bên trong. Diệp Thần ánh mắt híp lại, liền thấy phù quỷ mẫu xào bên trong, lơ lửng một đạo linh phù, cá chép vờn quanh, tiên khí hòa hợp, điềm lành bồng bềnh, chính là cá chép thiên phù không sai. Thu! Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức đem phù quỷ mẫu xào, liên quan cá chép thiên phù, cũng thu vào mình trong đan điền. Oanh! Theo cá chép thiên phù, tiến vào Diệp Thần đan điền, một cổ minh mông quang minh lực lượng, cũng là mãnh như vậy nổ tung. Cuồng bạo thần quang minh uy, giống như đợt sóng vậy, xuyên qua Diệp Thần toàn thân. Cái này cổ quang minh đợt sóng, mang theo cực kỳ kinh khủng uy năng, cho dù ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, uy lực suy yếu rất nhiều, nhưng như cũng đủ để nghiền nát vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ. Thật may, Diệp Thần thể chất cường hãn, huyết mạch lại là mạnh mẽ, hít sâu một hơi, chính là chịu đựng được quang minh đợt sóng đánh vào, đem cá chép thiên phù nơi có quang minh lực lượng, lần nữa nhét vào trong đan điền. Oanh! Diệp Thần trong đan điền, linh khí tăng vọt, cảnh giới tu vi vậy đi theo đột phá.
hắn tu vi, vốn là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 cao cấp. Nhưng đạt được cá chép thiên phù sau đó, hắn tu vi, một tí đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp. Thiên ngoại thiên phù văn thánh địa, còn có không không thời không phù văn thánh địa, vô số võ giả thấy Diệp Thần thu lấy cá chép thiên phù, đầy trời thần quang phù văn vòng quanh hình ảnh, đều là rung động khen ngợi. Luân hồi uy vũ. Cái này cá chép thiên phù, trong truyền thuyết mạnh nhất cửu thần tổ khí, lại còn thật bị hắn chấp trưởng. Nắm trong tay cá chép thiên phù, luân hồi chi chủ tu vi, tương lai sợ rằng phải vượt qua quang thần thiên tôn. Cái gì vượt qua quang thần thiên tôn, ta xem lấy luân hồi chi chủ thiên phú, hắn tương lai thậm chí có thể phải vượt qua nguyên thiên đế. Vô số khen ngợi thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần như thế thuận lợi, thì thành công thu lấy cá chép thiên phù. Chỉ là tầng thứ 6 đỉnh cấp sao? Diệp Thần nghe được ngoại giới tán tụng, lại không có nhiều ít mừng rỡ, chau mày. Tuy nói thành công thu lấy cá chép thiên phù, tu vi vậy đột phá, nhưng chỉ là đột phá một cái tầng nhỏ lần, còn ở tầng thứ 6 phạm vi, cũng không có bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 6 và tầng thứ 7, tuy nói chỉ chênh lệch một tầng, nhưng trong thực tế nhưng là trung kỳ và hậu kỳ khác biệt, chênh lệch lớn vô cùng. Đáng tiếc. Diệp Thần âm thầm thở dài một tiếng, xem ra võ đạo của mình nội tình, vẫn là quá hùng hồn, muốn đột phá tấn thăng nói, vậy so với người thường khó khăn rất nhiều. Mặt khác, là bởi vì là thực tế phép tắc hạn chế, cá chép thiên phù hạ xuống sau đó, năng lượng có thu liếm, Diệp Thần chân chính hấp thu được năng lượng, chưa đủ trong 1%. Nếu như cá chép thiên phù năng lượng, hoàn toàn bị hắn hấp thu, hắn đánh vào vô lượng cảnh cũng đủ. Dĩ nhiên, cái này là không thể nào. Dẫu sao, cá chép thiên phù là mạnh nhất cửu thần tổ khí, năng lượng cực kỳ khủng bố, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, còn không làm được hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Thôi, có thể nắm trong tay cá chép thiên phù, cũng coi là cơ duyên lớn lao. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, cũng không có quá mức lòng tham. Tuy nói tu vi vẫn không có thể tấn thăng tầng thứ 7, nhưng có thể thuận lợi chấp trưởng cá chép thiên phù, hơn nữa lại biết nguyên thiên đế rất nhiều chân tướng. Diệp Thần trong lòng là khá là hài lòng. Có cá chép thiên phù mà nói, lại phối hợp trên phù quỷ mẫu sao, âm dương giao hội, Diệp Thần cứu ra đệ nhị yêu cơ chắc chắn, liền tăng lên thật nhiều. Luân hồi chi chủ, chúc mừng chúc mừng. Không nghĩ tới cái này cá chép thiên phù, lại có thể như vậy thuận lợi, liền bị ngươi chấp trưởng. Tả Khâu Vân mặt đầy kích động vui sướng, trong ánh mắt lại mang sùng bái, hướng Diệp Thần chúc mừng. Lúc này, Diệp Thần quanh thân phù văn vần quanh, từng cái quang minh quy luật lóng lánh, chấn động hư không, mơ hồ ở trong hư không, cấu trúc ra từng ngọn quang minh thánh đường, vĩ đại thần điện mênh mông khí tượng, đặc biệt nguy nga. Vậy từng ngọn quang minh thánh đường, vĩ đại thần điện bên trong, có từng cái thiên tiên cá chép bay vút lên trước, điềm lành mây ải lượn lờ, thần đế thiên âm đãng nịch tâm hồn, dụ cho người nghĩ thế nào. Tuy nói Diệp Thần tu vi, vẫn là thiên huyền cảnh tầng thứ 6. Nhưng hắn tóe ra thần thông khí tượng, đã vượt qua phổ thông tiên đế, đơn giản là vô địch. Đa tạ, Tả Khâu tiền bối, sau này các ngươi phủ văn thánh địa, có cần gì ta địa phương, xin cứ mở miệng. Diệp Thần thu liếm lại quanh thân khí tượng, hướng Tả Khâu Vân ôm quyền cười một tiếng. Phủ văn thánh địa chịu đem cá chép thiên phù nhường cho hắn, hắn tự nhiên cũng là bánh ít đi bánh quy lại, hai bên sau này sẽ là bạn. Đa tạ luân hồi chi chủ che chở. Tả Khâu Vân mừng rỡ nói cảm ơn, lại sờ một cái râu, cười nói, ta chuẩn bị đi trở về không không lúc nào không, luân hồi chi chủ, chờ ngươi sau này phi thăng không không, chúng ta gặp lại đi. Hắn bản thân liền là tới từ không không thời không võ giả, chỉ là sau đó võ đạo căn cơ bị tổn thương, không có năng lực trở về nữa. Trước đây Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, đã chữa hết hắn võ đạo căn cơ tổn thương, hiện tại hắn lại trợ giúp Diệp Thần đoạt được cá chép thiên phù. Đại công đức thêm thân, đã có trở lại không không thời không tư cách. Diệp Thần nói, chúc mừng tiền bối, rốt cuộc có thể trở lại không không. Tả Khâu Vân gật đầu một cái, bỗng nhiên lại hạ thấp giọng, nói, luân hồi chi chủ, ta xem lấy ngươi thực lực, vượt biên đi không không lúc nào không cũng đủ rồi, không bằng. Diệp Thần thực lực, chân thực quá mạnh mẽ, kém không nhiều mau đứng ở thế giới hiện thật chóp đỉnh nhất nhóm người kia. Nhân vật như vậy. Chỉ có không không lúc nào không, mới có đầy đủ rộng lớn trời, có thể chứa được. Vượt biên sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ tới mình ban đầu tiến vào thái thượng thế giới, cũng là dùng lén qua phương thức.
nhưng, vượt biên phương pháp, cuối cùng nguy hiểm. Không không lúc nào không bên trong, lại có vô số thần minh dòm ngó, một khi Diệp Thần vượt biên, bị những ngày đó đế chủ thần phát hiện, sợ rằng liền Nhâm Phi Phàm cũng không che chở được hắn. Được rồi, sau này hãy nói đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, tạm thời còn không có vượt biên không không thời không ý niệm. Dẫu sao ở thế giới hiện thật bên trong, hắn còn có rất nhiều chuyện, không có giải quyết. Nếu là đi không không lúc nào không, thứ nguyên vách đá cách trở, hắn muốn trở lại, vậy thì khó khăn. Được rồi. Tả Khâu Vân thở dài một cái, cũng không có cưỡng cầu. Tiền bối, ta cáo từ trước. Diệp Thần chắp tay tạm biệt, cá chép thiên phù đã tới tay, nơi đây chuyện đã xong, hắn trong lòng tưởng nhớ đệ nhị yêu cơ, chỉ muốn lập tức đi Tử Hoàng Tiên Cung, đem đệ nhị yêu cơ cứu ra. Ừ, luân hồi chi chủ, người vạn sự chú ý. Tả Khâu Vân sắc mặt khá là ngưng trọng, cũng biết Diệp Thần phải đi Tử Hoàng Tiên Cung, bất quá hắn cũng không có khuyên can cái gì, hắn tin tưởng Diệp Thần lựa chọn. Diệp Thần tạm biệt Tả Khâu Vân, rời đi Phù Văn Thánh Địa, liền phong tỏa Tử Hoàng Tiên Cung tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không đi. Diệp Thần trước sau, ở Phù Văn Thánh Địa dừng lại 2 ngày, nghĩ tới đây thời gian 2 ngày, đệ nhị yêu cơ lại bị rất nhiều khổ sở, hắn trong lòng khá là yêu thương, chỉ muốn nhanh lên một chút cứu người đi ra. Lần đi Tử Hoàng Tiên Cung, Diệp Thần là một thân một mình, cũng không có triệu tập luân hồi trận doanh các cường giả. Bởi vì, hắn là muốn đi cứu người, cũng không phải là muốn cùng Tử Hoàng Tiên Cung sanh tử quyết chiến. Giao. Hư không bể tan tành, Diệp Thần hạ xuống đến Tử Hoàng Tiên Cung địa giới. Tử Hoàng Tiên Cung địa giới, tên là Đạo Đức Thiên Giới, lấy Đạo Đức Thiên Tôn tên chữ đặt tên. Ở Thái Thượng Thế Giới, dám dùng thiên giới 2 chữ. Vì mình địa giới đặt tên, có thể ít một chút cái, đây là tham thiên cử chỉ, cái này thiên giới 2 chữ, không đại khí vận không thể trấn áp. Lúc này, Diệp Thần hạ xuống đến Đạo Đức Thiên Giới biên giới, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy toàn bộ Đạo Đức Thiên Giới, đều bị một tầng tinh bích hệ phong tỏa ở. Tầng kia tinh bích cột lên mặt, hiện đầy các loại cấm pháp phù văn, hiển nhiên là vì ngăn trở người ngoài xông vào. Thốn kình, khai thiên. Diệp Thần không chút do dự nào. Lập tức một quyền đánh ra, quyền thế như rời núi lấp biển, băng thiên liệt địa. Phịch, cuồng bạo quyền kính, đi về trước bạo giết, lập tức liền đem tầng kia tinh bích hệ, đánh xuyên một cái lỗ thủng. Xoát, Diệp Thần thân thể chớp mắt, liền từ nơi này lỗ thủng, phi thân lướt vào Đạo Đức Thiên Giới bên trong. Ung ung, làm Diệp Thần thân hình, một bước vào Đạo Đức Thiên Giới, mảnh thiên địa này thế giới, liền kịch liệt chấn động đứng lên. Khắp nơi nổ lên luân hồi kim quang khí tượng. Diệp Thần chiến ý, kinh động thiên địa càn khôn, làm được khắp nơi hỗn loạn, mưa gió thất sắc, vạn thú bôn tẩu, phi điểu hào minh. Mảnh thiên địa này 4 bề bát hoang, cũng lâm vào hỗn loạn khí tượng. Luân hồi chi chủ tới. Trấn thủ ở Đạo Đức Thiên Giới các nơi các võ giả, thấy cái này luân hồi kim quang khí tượng, cảm nhận được Diệp Thần động trời chiến ý, tất cả người đều là cả kinh thất sắc, hô kêu. Đạo Đức Thiên Giới trung ương, Tử Hoàng Tiên Cung sơn môn, cung điện liên miên thành phiến, trấn thủ ở tiên cung bên trong các cường giả, khi nhìn đến trên trời phù động luân hồi kim quang lửa, tất cả người cũng là rơi vào to lớn khiếp sợ bên trong. Luân hồi chi chủ một thân một mình, liền dám xông vào ta Tử Hoàng Tiên Cung địa giới. Hắn muốn tìm cái chết sao? Trời ạ, hắn thật một người đã tới rồi. Vô số kinh ngạc rung động thanh âm vang lên, không có một người dám tin tưởng. Diệp Thần lại dám một mình tới. Bọn họ bày thiên la địa võng, là phòng bị luân hồi trận doanh rất nhiều cường giả, thần đồ Uyển Nhi, võ giao, huyền hàn ngọc, đêm mẫu gió tiếng nói oanh, Diệp tà thần vân. Vân, tất cả mọi người đều làm xong ác chiến huyết chiến chuẩn bị, nhưng bọn họ không muốn đánh, Diệp Thần cũng không có mang người bất kỳ tới, hắn chính là một thân một mình. Suy suy suy, từng đạo thần quang, từ Tử Hoàng Tiên Cung bên trong dâng lên. Phá vỡ chân trời, nhanh chóng hướng Diệp Thần bắn tới. Tuy nói khiếp sợ Diệp Thần dũng khí, nhưng nếu Diệp Thần tới, Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều các cường giả, tự nhiên vậy sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Diệp Thần treo lơ lửng trên không trung, liền thấy 4 phương 8 hướng, từng đạo thần quang bắn tới, đều là Tử Hoàng Tiên Cung cường giả, nhanh chóng đem hắn bao vây. Những cường giả này bên trong, có chút thậm chí là đến từ không không thời không tồn tại. Là thiên đế tổ đình người. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức bắt được thiên cơ.
chung quanh võ giả bên trong, có mười mấy là tới từ Thiên Đế Tổ Đình, bọn họ người mặc nặng nề giáp dạ dày trên điêu có khắc rất nhiều hoa văn, mang theo không không phép tắc lực lượng, những thứ khác thân mặc đạo bào Tử Hoàng Tiên Cung các đệ tử, rõ ràng không cùng. Thiên Đế Tổ Đình, là Hồng Quân Lão Tổ dưới quyền thế lực. Đã từng là Thiên Đế Tổ Đình, do 36 vị Thiên Đế tạo thành, bọn họ ở mạt Pháp thời đại bên trong, chân áp thập phương bạo loạn, tay khoác thiên nghiêng, đem bể tan tành đại lộ lần nữa tự chữa, lắng xuống chư thiên tai họa. Cái này 36 vị Thiên Đế, ở mạt Pháp thời đại sau khi kết thúc, chết người 7-8/10, chết thảm trọng, Thiên Đế Tổ Đình cũng bị năm tháng bụi bậm chìm ngập. Hồng Quân Lão Tổ phi thăng sau đó, rửa đi bụi bẩm, tái hiện Thiên Đế Tổ Đình huy hoàng, hắn hôm nay là Thiên Đế Tổ Đình nắm giữ, dưới quyền có vô số cường giả, thế lực vô cùng là hừng hực. Lần này vì đối kháng Diệp Thần, Đạo Đức Thiên Tôn mượn Thiên Đế Tổ Đình lực lượng, không hề thiếu Tổ Đình thiên binh thiên tướng, hạ xuống giúp hắn. Diệp Thần thực lực cường hãn, coi như đối mặt Thiên Đế Tổ Đình cường giả bao vây, cũng là không sợ chút nào. Dẫu sao bọn họ đều bị thế giới hiện thật quy tắc áp chế thực lực. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn bốn phía. Chung quanh tất cả các võ giả, bao gồm đến từ Thiên Đế Tổ Đình cường giả, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt, rối rít cúi đầu. Diệp Thần lớn tiếng nói, kêu Đạo Đức Thiên Tôn đi ra gặp ta. Nghe được hắn mà nói, đám người trố mắt nhìn nhau. Trưởng giáo đại nhân Tôn Nhan, cũng không phải là ngươi nói muốn gặp là có thể gặp. Vừa lúc đó, phương xa lại có một đạo thần quang, phóng tới, chính là một người mặc giáp nhẹ chàng thanh niên, làm võ tướng lối ăn mặc. Chỉ là, cái này cái chàng thanh niên, hình dáng nhìn như đặc biệt suy yếu, sắc mặt là vàng khè, một bộ uể oải hình dáng, ánh mắt vậy khá là đục ngầu. Người nào? Diệp Thần trong bụng khó hiểu dâng lên một chút cảnh giác ý, cái này nhìn như suy yếu chán trường chàng thanh niên, vậy là tới từ Thiên Đế Tổ Đình nhân vật, dù là bị thế giới hiện thật quy tắc áp chế quá nhiều thực lực. Chỉ sợ cũng khó đối phó. Thiên Đế Tổ Đình một sao thiên tướng, vàng cọp bệnh, luân hồi chi chủ, lần đầu gặp mặt, hạnh hội. Chàng thanh niên ho khan hai tiếng, phảng phất có bệnh nặng trong người vậy, hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái. Ở trên trời Đế Tổ Đình bên trong, có bữa binh, thiên tướng, phong hầu, phong vương vân. Vân cấp bậc tồn tại, thiên tướng lại phân năm sao. Cái này kêu vàng cọp bệnh chàng thanh niên. Tuy nói chỉ là một sao thiên tướng, nhưng có thể được phong làm tướng lĩnh, ở trên trời Đế Tổ Đình bên trong, thực lực địa vị cũng không thể khinh thường. Diệp Thần trong lòng rét một cái, bắt được thiên cơ, biết lần này từ Thiên Đế Tổ Đình hạ xuống các cường giả, chính là vàng cọp bệnh dẫn đội. Cái này vàng cọp bệnh, cũng là thực lực cường đại nhất một cái. Hoàng tướng quân, hạnh hội. Diệp Thần ôm quyền đáp lễ, thần sắc lạnh lùng, cũng không có hơn bớt nói nhảm, nói. Các ngươi muốn dùng yêu cơ tiểu thư làm mồi, dẫn dụ ta tới đây, ta hiện tại tới, ngươi nhưng có lòng tin giết ta. Vàng cọp bệnh quan sát Diệp Thần một mắt, từ ngoài mặt xem, Diệp Thần tu vi chỉ là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp, nhưng bên trong lộ ra khủng bố võ đạo nội tình, nhưng đủ để cho tiên đế cũng hơi khiếp sợ. Ha ha, có thể giết, nhưng chúng ta những ngày qua Đế Tổ Đình người tới, phỏng đoán toàn đều phải chết, Tử Hoàng Tiên Cung vậy phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Vàng cọp bệnh cười một tiếng nói. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, nơi này dẫu sao là Tử Hoàng Thiên Cung, địa mạch tích lũy hàng tỷ đời khí vận. Hơn nữa bọn họ những ngày qua Đế Tổ Đình võ giả, lại có Hồng Quân Lão Tổ chúc phúc, muốn giết chết Diệp Thần, cũng không phải là chuyện không thể nào. Diệp Thần một thân một mình, cuối cùng khó mà đối kháng Tử Hoàng Thiên Cung địa mạch, còn có Hồng Quân Lão Tổ lực lượng. Nếu quả thật đánh, Diệp Thần 90% phải chết. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần sức chiến đấu, hắn cho dù chết, vậy sẽ làm cho cả Tử Hoàng Tiên Cung, bỏ ra vô cùng thảm thiết giá phải trả. Nếu như các ngươi chẳng muốn ngọc đá cùng vỡ nói, tốt nhất kêu Đạo Đức Thiên Tôn đi ra cùng ta nói một chút. Diệp Thần đạm mạc nói, biết rõ quyết chiến hẳn phải chết, vậy không có sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Vàng bệnh hổ pha là lộ vẻ xúc động, Diệp Thần dũng khí. Để cho hắn bội phục. Hắn truyền ra phù chiếu, hướng Đạo Đức Thiên Tôn bẩm báo. Không cần thiết đã lâu, trong hư không, tiên quang đại tác, tường vân lững lờ. Phiến phiến tường vân lơ lửng lúc đó, Đạo Đức Thiên Tôn mang Tử Hoàng Tiên Cung tất cả trưởng lão hộ pháp, rất nhiều tinh nhuệ cường giả, hạ xuống.
Diệp Thần, người còn có lời gì muốn nói? Đạo Đức Thiên Tôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thanh âm như chuông lớn, ở vô số cường giả vây quanh, hắn khí thế 10 phần bá đạo, tiên khí ngất trời. Đạo Đức Thiên Tôn, người ta tranh đấu, nhưng yêu cơ là vô tội. Diệp Thần bình tĩnh nói chuyện, đang cùng Đạo Đức Thiên Tôn đàm phán. Ở lúc đàm phán, không có ai chú ý tới, một viên bụi bặm đã không tiếng động bay vào Tử Hoàng Tiên Cung. Viên kia bụi bặm mang một chút đạm mạc Phật quang màu vàng, lại là giới tử Phật Pháp biến thành. Đó là Diệp Thần phân thân. Diệp Thần đang cùng Đạo Đức Thiên Tôn lúc đàm phán, đã lặng yên không một tiếng động, thả ra Thanh Liên phân thân, lợi dụng giới tử Phật Pháp che giấu, lặng lẽ bay vào Tử Hoàng Tiên Cung. Hắn biết, Đạo Đức Thiên Tôn đã là điên rồi, vì chiếm đoạt mồi lửa, không tiếc bất cứ giá nào, liền con gái đều có thể hy sinh. Cùng hắn đàm phán, sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên, Diệp Thần giữ lại một tay. Hắn nhất tâm nhị dụng, bản thể cùng Đạo Đức Thiên Tôn đàm phán, phân thân lẻn vào Tử Hoàng Tiên Cung bên trong. Diệp Thần phân thân, mượn giới tử Phật Pháp che giấu, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tử Hoàng Tiên Cung, cũng không có bị người phát hiện. Hắn đã bắt được đệ nhị yêu cơ hơi thở, liền nhanh chóng chạy tới. Trên đường đi, Diệp Thần thấy Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, khắp nơi đều có cường giả tuần tra, phòng thủ đặc biệt xâm nghiêm. Thật may, Đạo Đức Thiên Tôn ở bên ngoài, bị bản thể hắn chỉ hoãn ở. Không có Đạo Đức Thiên Tôn, người bình thường rất khó phát hiện Diệp Thần tung tích. Diệp Thần một đường bay đi, nhưng thấy ở Tử Hoàng Tiên Cung Trung ương quảng trường bên trong, một tòa cây đàn hương chim chim đỉnh lớn trước, có một đạo quen thuộc bóng người, đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt câu thông thiên cơ, tựa như đang kêu gọi chút gì. Đạo thân ảnh này, chính là Ngàn Nhện Thiên Quân Nguyện Thiếu Người. Nguyện Thiếu Người quanh người hiện đầy các loại trận pháp, ở nàng bên người, lại có mười mấy trưởng lão, vây quanh nàng ngồi thành một vòng, đem linh khí truyền cho nàng. Nguyện Thiếu Người, nàng đang làm gì? Nàng muốn triệu hoán ai? Diệp Thần thấy một màn này, mắt đồng hơi co rúm một cái, mơ hồ bắt được thiên cơ, thấy được một cái tên. Cô Tô Mưa, là Nguyện Thiếu Người đại đồ đệ, thiên nữ sư tỷ. Thoáng chốc tới giữa, cô Tô Mưa đủ loại đi qua, bể khổ nguyên thể, thoát khỏi sư môn, xuất ngoại du lịch vân. Vân, từng cái ánh chiếu nhập Diệp Thần trong lòng. Nàng muốn triệu hoán cô Tô Mưa trở về. Diệp Thần tim mãnh mãnh liệt giật mình, trong lòng có cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này cô Tô Mưa, bể khổ nguyên thể người có, rất có thể sẽ cho hắn mang đến to lớn uy hiếp. Diệp Thần theo bản năng liền muốn ra tay, muốn đánh gãy Nguyện Thiếu Người triệu hoán. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần vẫn là nhịn được. Nếu là hắn hiện đang xuất thủ nói, khẳng định sẽ bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô Tô Mưa, thiên nữ sư tỷ, nữ nhân này có bể khổ nguyên thể. Bể khổ nguyên thể, được gọi là nhất phế nguyên thể, nhưng nếu như có thể vượt qua bể khổ nói, cái này nhất phế nguyên thể, cũng có thể bộc phát ra vô cùng là kinh khủng uy năng, ngược lại là không thể khinh thường. Diệp Thần trong lòng âm thầm lưu ý, cái này cô Tô Mưa, sau này rất có thể sẽ trở thành là kình địch của hắn. Vượt qua Nguyện Thiếu Người, Diệp Thần tiếp tục bay đi, đi đệ nhị yêu cơ ở địa phương đó thổi tới. Ừ, ngồi xếp bằng ở giữa Nguyện Thiếu Người, tựa hồ bắt được cái gì, mở mắt ra, cảnh giác quét nhìn bốn phía, sau đó lại lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục thử nghiệm cùng cô Tô Mưa câu thông. Diệp Thần giới tử Phật Pháp, che giấu hiệu quả tốt vô cùng, cho dù là Nguyện Thiếu Người, cũng không có nhìn thấu. Một đường bay đi, Diệp Thần đi tới Tử Hoàng Tiên Cung chỗ sâu, xuyên thấu mặt đất, đi tới lòng đất dưới. Lòng đất bên trong, một chùm ngọn lửa, đang hừng hực thiêu đốt, bộc phát ra vô cùng là nóng rực nhiệt độ, như nham thạch nóng chảy liệt nhật, để cho được toàn bộ thế giới lòng đất, cũng thuộc về nhiệt độ kinh khủng bên trong. Ngọn lửa kia, chính là mồi lửa. Ở mồi lửa bốn phía, có rất nhiều mạnh mẽ võ giả trấn thủ, bọn họ ánh mắt, đều là mang vẻ bất nhẫn. Bởi vì, ở mồi lửa bên trong, đang có một người cô gái, bị nhiệt độ cao ngọn lửa bọc, kịch liệt đốt cháy. Phụ nữ kia chính là đệ nhị yêu cơ. Đệ nhị yêu cơ gặp phải mồi lửa cháy, đã có 2-3 ngày, nàng ngũ quan vặn vẹo, thân thể mềm mại run rẩy, thỉnh thoảng kêu rên kêu khóc, bởi vì đau đớn mà chảy ra nước mắt, ngay tức thì lại bị ngọn lửa bốc hơi hết. Mồi lửa nhiệt độ cực kỳ khủng bố, lấy đệ nhị yêu cơ đạo tâm, hoàn toàn không chịu nổi. Đừng nói là nàng,
năm đó hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường, tự thân chính là hỏa thần, cũng bị mồi lửa nhiệt độ cao, hành hạ được chết lặng không chịu nổi. Mồi lửa xuất xứ từ thiên hỏa mệnh tinh, là luân hồi huyết mạch một phần chia. Luân hồi lực lượng, thiên đế chủ thần cũng không ngăn nổi, cực kỳ khủng bố. Chung quanh chấn thủ các người, nhìn đệ nhị yêu cơ thống khổ hình dáng, nghe được tiếng khóc của nàng, trong lòng đều là 10 phần không đành lòng. Diệp thần thấy đệ nhị yêu cơ như vậy đáng thương, trong bụng lại là thương tiếc, lắc người một cái, lập tức thân hình hiện ra. Người nào? Chung quanh chấn thủ các người, thấy đột ngột xuất hiện Diệp thần, nhất thời thất kinh. Thiên địa mẫu nguyên trưởng, cho ta trấn áp. Bọn họ còn không thấy rõ Diệp thần hình dáng, Diệp thần đánh liền ra một trường, cuồng bạo trưởng phong cuốn sạch toàn trường. Tất cả chấn thủ người, rên lên một tiếng, lập tức bị thương ngã xuống đất, đã hôn mê. Thiên địa này mẫu nguyên trưởng, chính là 33 thiên thần thuật, Diệp thần trước kia thi triển thời điểm, khá là cản tay, nhưng hiện đang thi triển, đó là muốn gì được nấy, đối với linh khí tiêu hao cũng không lớn, rất dễ dàng liền đem tất cả chấn thủ người, toàn bộ đánh ngã. Diệp thần là hạ thủ lưu tình, chỉ đem bọn họ đánh ngất xỉu, cũng không có giết người. Diệp thần, là ngươi. Bị kẹt ở mồi lửa đệ nhị yêu cơ, thấy Diệp thần tới, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp thần thật sẽ đến cứu nàng. Yêu cơ, ta trước cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp thần thấy chịu khổ đệ nhị yêu cơ, nội tâm cũng là 10 phần không đành lòng, liền muốn cứu nàng đi ra. Không. Không nên đụng ta. Ta phụ thân ở nơi này mồi lửa bên trong, bày ra tầng tầng cấm pháp, ngươi vừa chạm vào đụng, thì phải kích động cấm pháp, bị mồi lửa cắn trả. Đệ nhị yêu cơ mang trên mặt đau khổ ý, nói. Phải không? Diệp thần ngưng thần vừa thấy, quả nhiên liền thấy mồi lửa ngọn lửa bên trong, có các loại phù văn cấm chế, cùng địa mạch tương liền. Người ngoài vừa chạm vào đụng mồi lửa, liền sẽ gặp bị cắn trả. Đừng hoảng hốt. Cấm chế này không ngăn được ta. Đại hoang trộm thiên thuật, cho ta ăn cắp. Diệp thần thong thả, bàn tay động một cái, hoang cổ hơi thở nổ lên, sử dụng đại hoang trộm thiên thuật, đem đệ nhị yêu cơ từ mồi lửa bên trong trộm ra, không hề kích động cấm chế. Đại hoang trộm thiên thuật, là đặc biệt thần kỳ thuật pháp, có thể ăn cắp vạn vật, thậm chí có thể trộm người. Diệp thần hôm nay đại hoang trộm thiên thuật thành tựu, cùng hoang lão so sánh, cũng là không hoàng hơn để cho. Đệ nhị yêu cơ ngay tại trước mặt hắn, hắn phải đem đệ nhị yêu cơ, từ mồi lửa bên trong trộm đi ra, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đệ nhị yêu cơ thoát khốn, rơi vào Diệp thần trong ngực, nhất thời suy nghĩ xuất thần, không dám tin tưởng. Hành hạ nàng chừng mấy ngày đường kịch liệt nhiệt độ cao, vào lúc này đột nhiên biến mất, vậy cổ đau khổ khổ sở, cũng là hoàn toàn giải thoát, nàng bị Diệp thần ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bóng, như ở đám mây. Không nói ra được thoải mái thoải mái. Diệp thần, ngươi. Đệ nhị yêu cơ mắt đẹp mang lệ quang, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần nhìn Diệp thần. Diệp thần ôm nàng mềm mại eo, trong lòng động tình, liền hướng nàng anh đào đôi môi hôn lên. Nhưng vào lúc này, đệ nhị yêu cơ cả người run lên, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, mãnh đem Diệp thần đẩy ra, lớn tiếng nói, ngươi không phải Diệp thần. Diệp thần sửng sốt một chút, sau đó bật cười khanh khách. Nói, đây là ta Thanh Liên phân thân, cũng chính là ta. Cái này Thanh Liên phân thân, cùng Diệp thần tướng mạo hơi thở giống nhau như đúc, ban đầu liền Nhâm Phi Phàm đều không thể phân biệt. Đệ nhị yêu cơ cùng Diệp thần quan hệ mật thiết, lúc này lại phát hiện đầu mối, cảm thấy được khác thường. Thật ra thì, cái này Thanh Liên phân thân, bản thân cũng không có ý thức, liền là một bộ không thân xác. Diệp thần đem tự thân tinh thần, chiếu đến cái này cái thân xác trên. Thanh Liên phân thân mới có thể sống động. Cho nên, cái này Thanh Liên phân thân, thật ra thì chính là Diệp thần không sai, linh hồn là giống nhau. Đệ nhị yêu cơ rõ ràng tới đây, trong bụng thở phào nhẹ nhõm, liền tiến lên cùng Diệp thần ôm nhau, hai người kịch liệt hôn. Ở ôm hôn sau một lúc, đệ nhị yêu cơ kịch liệt hô hấp, gò má đỏ ửng, nói, Diệp thần, vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài? Nàng đã thấy rõ thiên cơ, biết Diệp thần bản thể. Đang cùng đạo đức thiên tôn đàm phán trước. Nhưng dù vậy, tử hoàng tiên cung các nơi, vẫn là hiện đầy phong tỏa. Diệp thần cái này phân thân, nếu như một thân một mình nói, tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay chạy khỏi đi ra ngoài, nhưng mang theo nàng, muốn rời khỏi, vậy thì không dễ dàng.
Yên tâm, ta có biện pháp. Diệp Thần thong thả, đem sự chú ý trở về đến bản thể trên mình. Hắn bản thể, đang cùng Đạo Đức Thiên Tôn đàm phán trước, chung quanh là chi chít cường giả, Tử Hoàng Thiên Cung rất nhiều hộ pháp, Thiên Đế Tổ Đình rất nhiều thiên binh, cũng trôi lơ lửng ở bốn phía trong hư không. Từng đạo khí tức cường đại, thẳng xông lên trời cao, để cho được thiên địa ánh sáng chập chờn, sơn hà hỗn loạn, khí tượng đặc biệt nguy nga. Tất cả các cường giả, trên mặt đều mang vẻ cảnh giác, chỉ cùng đàm phán vừa vỡ nứt ra, bọn họ liền phải lập tức ra tay, vây giết Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, Diệp Thần, yêu cơ là con gái ta cũng không muốn giết nàng. Ta biết, người đã cùng nàng có da thịt gần gũi. Thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau này lại nữa chấm mút mồi lửa, ta liền đem yêu cơ giao phó cho ngươi.